ta mặc dù đã không phải người Phong gia, nhưng nếu mà Phong gia bị diệt tộc, như vậy ta sẽ nhờ ngươi giúp ta sinh ra một Phong gia tộc nữa. Ngươi đừng hòng. Vạn Hương Sầm nhắc tay lên, một chưởng đánh về phía ngực của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dễ dàng liền vặn lại cổ tay của nàng, cứ thế làm nàng ngã nhào trên mặt đất, ngã vào trong hoàng sa. Những hạt cát li ti chảy vào bộ ngực trắng nõn đầy đặn của nàng, chui vào cổ áo, chui vào ống tay áo, bắn tóe đến toàn thân nàng cũng vậy. Phong Phi Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn Vạn Hương Sầm, nữ nhân này đích thật là mỹ nhân, sắc đẹp so sánh Bạch Như Tuyết và Lục Ly Vi đều phải cao hơn một bậc. Hơn nữa mùi hương thân thể từ lúc sinh ra của nàng rất cám dỗ nam nhân, cực kỳ dễ làm cho người ta phạm tội. Nếu như Phong Phi Vân không có trúng Diêm Vương hủ huyết, có lẽ đã sớm trèo lên bụng nàng. Nhưng mà hiện tại căn bản lại không có tâm tình cưỡi nàng, càng không có thời gian lãng phí trên bụng nữ nhân. Hiu! Một tia sáng trắng như ngọc bay từ chân trời tới. Đây là một quả ngọc phi phù, Phong Phi Vân duỗi tay ra liền tóm vào trong tay, rót linh khí vào trong ngọc phi phù. Một bản chữ viết liền bay ra, trôi nổi trên không trung. Đệ tử của Phong gia số lượng đông đảo. Mặc dù tuyệt đại đa số đều bị tu sĩ đệ thất điện Xâm La điện khống chế, nhưng mà vẫn có cá lọt lưới. Một quả ngọc phi phù này chính là một vị đệ tử Phong gia truyền cho Phong Phi Vân. Đây là tin tức mới nhất. Hiện tại những đệ tử Phong gia tránh được kiếp này, đều coi Phong Phi Vân trở thành vị cứu tinh cuối cùng của Phong gia, coi hắn trở thành người đáng tin cậy. Tất cả mọi chuyện đều nghe Phong Phi Vân thu xếp. Ba ngày sau, huyền tinh phúc địa, Phong gia tử đường. Phong Phi Vân thu lại ngọc phi phù, trong miệng đang thì thầm tự nói một mình. Bọn họ lại lấy thân nhân của ta để áp chế ta, trao đổi Vạn Hương Sầm với ta. Gia gia của Phong Phi Vân, còn có mấy vị thúc bá ruột thịt đều ở trong huyền tinh phúc địa, đã rơi vào trong tay tu sĩ tà đạo đệ thất điện Xâm La điện. Đây là bọn họ hạ thông điệp cuối cùng cho Phong Phi Vân, nếu như Phong Phi Vân lại không xuất hiện, sẽ mỗi ngày giết một người, cho đến khi giết hết thân nhân của hắn. Vạn Hương Sầm tức giận bò lên từ trong hoàng sa, nàng cũng đọc được nội dung trên ngọc phi phù bèn cười nói. Phong Phi Vân, đệ thất điện chúng ta muốn chỉ vẻn vẹn là cưu cửu quái bào, đối với Phong gia các ngươi thì cũng không có một chút hứng thú với tính mạng những người đó, ngươi chỉ cần thả ta trở về, ta có khả năng cam đoan với ngươi, Phong gia một người cũng sẽ không chết. Phong Phi Vân thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, rồi nói. Nữ nhân ngực to đều luôn thích gạt người. Muốn ta tin tưởng lời của ngươi, hay thật, ngươi thực sự khinh ta là dễ lừa như vậy. Thủ đoạn của người trong tà đạo, Phong Phi Vân cực kỳ rõ ràng. Cho dù có thả Vạn Hương Sầm về, Phong gia cũng sẽ chỉ rơi vào kết quả diệt tộc. Mà ngay cả chính hắn cũng bị dâng mạng theo. Coi như muốn gặp người đệ thất điện Xâm La đàm phán, cũng nhất định phải có thực lực đàm phán. Không có thực lực, sẽ bị người khác ăn sống nuốt tươi. Dựa vào lực lượng một mình Phong Phi Vân, căn bản là không có thực lực kia. Nhất định phải đi tìm một cỗ lực lượng cường đại làm thực lực đàm phán, chính là tìm ai đây? Ai có lực lượng có khả năng mạnh mẽ để trấn áp được một điện? Phong Phi Vân trước tiên nghĩ tới thần vương, nhưng mà hắn đã mắc nợ thần vương quá nhiều. Làm sao vẫn còn không biết xấu hổ đi xin thần vương hỗ trợ? Huống chi thần vương lúc trước liền gây thù hằn vô số, nếu như lại đắc tội với đệ thất điện Xâm La điện. Như vậy đối với tuổi già của thần vương liền rất bất lợi. Nhưng mà trừ thần vương ra, còn có người phương nào? Hiu! Lại một quả ngọc phi phù bay tới, bị Phong Phi Vân bắt được trong tay. Có đệ tử Phong gia biết được, Độc Long lão tổ mang theo cưu cửu quái bào, đi theo phương hướng tiến đến quận Tam Thánh. Phong Phi Vân bóp vỡ ngọc phi phù cầm trong tay, bắt đầu suy nghĩ rất nhanh. Ba vị cự kình lão tổ Phong gia đã chết hai vị. Chỉ còn một vị cuối cùng này chạy thoát đi ra ngoài. Phong Độc Long, hiện đang bị hai tên tà đạo cự kình đuổi giết. Vị Phong gia lão tổ này chỉ biết bỏ chạy đến một chỗ. Phong Phi Vân nhanh chóng xác định đầu đuôi sự việc. Hắn nghĩ tới một chỗ, miệng nói. Tổ địa thứ hai của Phong gia, nơi Phong gia tiên hiền mai táng. Vừa lúc ở bên ngoài quận Tam Thánh, chính là tổ địa thứ hai của Phong gia. Vừa nghĩ đến đây. Phong Phi Vân lập tức nghĩ tới gia chủ Phong gia đời thứ nhất, nghĩ tới một ngôi phần mộ thật lớn giống như núi cao kia, tới bộ bạch cốt thật lớn trong huyết hà, hóa đạo thụ. Còn có gia chủ Phong gia đời thứ nhất rất có thể đã cảm giác tỉnh lại, đây chính là một tồn tại hung thần khủng bố, ngay cả Tử Nhục Hòa Thượng đều không thể trấn áp lão.
Nếu như gia chủ Phong gia đời thứ nhất thật sự là đã hóa tà thức tỉnh, dẫn lão tới quận Long Chiết, nhất định có thể làm cho những tu sĩ tà đạo đệ thất điện Xâm La điện này đều sợ đến mông vãi nước tiểu. Đúng rồi, còn có cư cửu quái bào. Cư cửu quái bào đã bị Phong Độc Long mang theo đến đệ nhị tổ địa, tuyệt đối phải đoạt lại. Sau khi Phong Phi Vân nghĩ đến đây liền không hề do dự nữa, hắn túm Vạn Hương Sầm nhấc lên, sau đó liền bay thẳng lên trời. Quận Long Chiết và quận Tam Thánh tiếp giáp nhau, cách nhau cũng không xa. Với tốc độ của Phong Phi Vân có thể so với bán bộ cự kình, đến sáng ngày thứ hai thì hắn cũng đã bay ra khỏi quận Long Chiết, đi tới bên ngoài quận Tam Thánh. Sau đó, liền vội tăng tốc độ chạy đi về hướng Tiên Hiền Phong gia chôn cốt. Đó là một vùng đất cấm, Phong Phi Vân không thể không lại xông vào lần nữa. Thời gian khẩn cấp, cấp bách. Phong Độc Long chính là vị trẻ tuổi nhất trong ba vị cự kình Phong gia, cũng chính là nhân vật tài hoa hơn người. Vẻn vẹn chỉ mất thời gian 150 năm liền bước chân vào cảnh giới cự kình. Lão chính là một vị cự kình đang lúc huyết khí cường thịnh, căn bản không phải hai vị cự kình Phong gia khác có khả năng bằng được. Cũng chính bởi vì vậy, lão mới có thể chạy ra khỏi vòng vây của tu sĩ tà đạo đệ thất điện, phá vỡ bao vây, trốn ra khỏi quận Long Chiết. Lão mặc dù trốn thoát, nhưng mà cũng bị thương nặng, trên người có 7 vết thương, trong đó có 3 vết càng là gây tổn thương ở trên mệnh huyệt. Nơi Phong gia Tiên Hiền mai táng, chính là đệ nhất cấm địa của Phong gia. Nói về mức độ nguy hiểm thì hơn xa Huyền Tinh Phúc địa, nơi này chính là con đường sống duy nhất của lão. Chỉ có chạy đến đại mộ của tổ tiên, thì mới có thể trốn được hai vị tà đạo cự kình kia đuổi giết. Nhưng mà đến lúc Phong Độc Long đi tới bên ngoài tổ địa, lại phát hiện một vùng mấy trăm dặm của tổ địa đều bị khí tức tử vong màu xám bao trùm. Mấy trăm dặm nơi này đều biến thành vùng đất tử vong, phàm là ai dám bước vào trong đó một bước đều phải bị tử vong chi khí xâm nhập thân thể, ra hóa thành huyết mù. Nơi này rốt cuộc xảy ra đại biến gì? Phong Độc Long trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn ra rất xa. Lấy mồ và huyết hà làm trung tâm, cỏ cây điêu linh, mặt đất trở nên đen kịt. Chỗ đã từng là rừng tùng hoa, lá cây rơi rụng sạch sẽ, biến thành đích xác quỷ lâm với màu đen trụi lùi. Ngao ngao, có tiếng kêu sởn gai ốc tóc gáy dựng ngược vọng đến từ chỗ sâu trong mồ cách mấy trăm dặm, không thể phân biệt rõ là vật gì vậy đang kêu, làm cho toàn thân người ta đều đổ mồ hôi lạnh. Phong Độc Long đã từng đến nơi này, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn không giống với lúc ấy. Quả thực tựa như đi tới âm phủ địa ngục. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên lão không dám xông vào. Đúng lúc này, bên tai lão truyền đến âm thanh đàn tranh tao nhã, có tiếng ca của một nữ nhân cực kỳ tuyệt đẹp bay tới từ rất xa. Hồng Nhan cười vì ai, tao nhã khi nào bỏ. Trong chốn hồng trần, trái tim không già, quân vắng mặt, người như cỏ. Đợi cho Hồng Nhan già, ai sẽ thay đổi vì Hồng Nhan. Tiếng ca từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng duy mỹ. Quả thực tựa như thiên âm hạ phàm trần, tiên nga chín tầng trời đang ca vang. Đến cuối cùng, tiếng ca kia đều tựa hồ đến bên tai Phong Độc Long, nhưng mà lão lại ngay cả một bóng người cũng không hề thấy. Phốc! Một đạo sóng âm bay qua, trực tiếp cắt đứt đầu Phong Độc Long, máu tươi phun ra từ trong cổ, sau đó tưới lên thảm cỏ xanh trên mặt đất. Một bóng người tuyệt mỹ, ôm đàn tranh hiện ra từ trong không khí, tựa như đi ra từ trong màn nước. Nàng lấy đi cư cửu quái bào từ trên người Phong Độc Long, sau đó cưỡi trên một làn gió thơm bay đi. Bên ngoài Tam Thánh Quận, nơi này là một mảnh sơn vực, đứng vững 73 tòa ngọn núi màu đen, cổ vận du du, tử khí tràn ngập, có bạch cốt cự điêu bay ra từ trong tử khí màu xám, móng vuốt xé nát sơn thể, miệng mở ra, phát ra tiếng kêu khô cạn như xương cốt ma sát. Đã từng là tùng hoa cổ lâm, giờ biến thành rừng cây trụi lủi, trong đất màu đen còn tràn ra huyết tuyền. Vạn Hương Sầm đứng ở trên phiến bùn đất màu đen này, nhìn qua khí lưu màu xám khiếp người kia từ trong quỷ lâm lao ra, trong lòng chấn động thật lớn, nói. Phong Phi Vân, đây là nơi nào? Chúng ta vì sao lại tới đây? Khí tức của nó trở nên càng thêm cường đại rồi. Phong Phi Vân ngắm nhìn phần sơn ở sâu trong tử khí kia, sơn thể đã nứt ra rất nhiều chỗ, có một mảnh huyết thác dài hẹp nước như thiên hà chảy xuôi xuống dưới. Một cổ hung sát khí từ trên đỉnh phần sơn truyền ra, tựa như có một đầu hồng hoang cuồng thú ngủ đông ở ẩn ở bên trong, phát ra tiếng kêu cổ quái mà khủng bố. Ngao đào. Tiếng kêu giống như thú như quỷ, rất giống như ma lôi từ trên cửu thiên truyền xuống.
Đây là ách biến mấy năm gần đây mới xảy ra, tựa như tử vong chi vực từ trên trời giáng xuống, phàm là tu sĩ đi qua nơi này đều xa xa tránh lui, không dám đến gần dù chỉ một chút. Vạn Hương Sầm thân là tà đạo điện hạ, đã gặp rất nhiều sát địa âm trầm, nhưng giờ phút này tiên mạo tuyệt sắc cũng biến sắc, có chút lui về phía sau, thân hình nhích lại gần Phong Phi Vân. Phong Độc Long đã bị trọng thương, rất có thể đã trốn vào trong Phong gia tổ địa rồi. Phong Phi Vân ở ngoại vi không có cảm nhận được khí tức của Phong Độc Long. Phiến tử vong chi địa này tuy rằng tràn ngập tử vong chi khí, có thể ăn mòn làn da người, nhưng là đối với nhân vật cấp bậc cự kình mà nói, vẫn có thể dùng tu vị cường hoành đến chống cự. Ngươi muốn làm gì vậy? Vạn Hương Sầm giống như nhìn tên điên nhìn Phong Phi Vân đang từng bước một đi vào trong rừng cây màu đen kia. Phong Phi Vân dừng bước, xoay người lại, duỗi ra cánh tay tái nhợt bắt lấy Vạn Hương Sầm. Một cổ làn gió thơm mê người đập vào mặt, hương nhu nhẹ nhàng thân thể mềm mại liền rơi vào trong ngực hắn. Nàng hoa chân múa tay, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, muốn giãy giụa ra khỏi ngực Phong Phi Vân, nhưng thân thể Phong Phi Vân to lớn cỡ nào, nàng đánh vào trên người Phong Phi Vân chỉ giống như đang gãi ngứa vậy. Miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân bay ra 6 đạo vầng sáng, biến thành 6 bức thần đồ, bao vây hắn và Vạn Hương Sầm vào trong, sau đó liền xâm nhập vào rừng cây màu đen. Trong rừng cây màu đen gột rửa lấy tử vong chi khí màu xám, có thể ăn mòn thân thể người và linh khí, nhưng có 6 bức thần đồ thủ hộ ở chung quanh thân thể bọn hắn, những khí thể màu xám kia căn bản không thể dính vào thân thể bọn hắn, bị ngăn cách rất xa. Càng bước vào sâu trong dãy núi, cổ lực lượng kinh khủng kia càng khiến nhân tâm run sợ, đi gần 2 canh giờ, bay qua hơn 10 tòa sơn lĩnh, Phong Phi Vân mới đi đến được tòa phần sơn nguy nga cao ngất kia. Trên đường đi gặp vài con sinh vật cổ quái, đều bị Phong Phi Vân giết lui, phải bỏ chạy vào sâu trong phần sơn. Sơn thể khổng lồ hình dạng như nấm mồ, có vài chục đầu huyết thác từ phía trên chảy xuống, bên trong có bạch cốt và hủ thi chìm nổi, cảnh tượng kia khiến người đặc biệt sợ hãi, người bình thường sợ rằng đã sợ tới mức không đứng vững nổi bước chân rồi. Đây là nơi Phong gia liệt vị tổ tiên chôn xương, nơi này sau khi xảy ra tà biến đã biến thành một nơi vong hồn quỷ địa. Dưới phần sơn, là một đầu huyết hà mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi, huyết thủy chảy xuôi, phát ra từng đạo huyết lãng cao hơn 10 mét. Khục khục, Phong Phi Vân để Vạn Hương Sầm xuống, đứng ở bên bờ huyết hà, nhìn qua một cổ bạch cốt khổng lồ dưới đáy sông, cổ bạch cốt này nằm dưới đáy sông, ngủ say thiên cổ, trải qua vô tận tuế nguyệt bị huyết thủy cọ rửa, cũng không khiến xương cốt của nó có nửa phần nhạt nhòa. Bạch cốt khô lâu cao mấy trăm thước. Sau mỗi một lần Phong Phi Vân trông thấy một cổ xương khổng lồ, trong lòng đều có một loại rung động không hiểu. Lúc này đây càng thêm rõ ràng, mà ngay cả Diêm Vương lạc ấn nơi ngực hắn cũng bắt đầu nhảy động, Diêm Vương hung ảnh tựa hồ cũng như muốn sống lại vậy. Ngực Phong Phi Vân đau đớn kịch liệt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Quá cổ quái rồi, đến cùng là vật gì lại kích thích Diêm Vương hủ huyết lực lượng vậy? Phong Phi Vân linh giác hơn người. Cảm nhận được một cổ dẫn dắt chi lực từ trên đỉnh phần sơn bên kia bờ huyết hà truyền đến. Chẳng lẽ cổ lực lượng kia lại đến từ đỉnh phần sơn sao? Có thể kích thích Diêm Vương hủ huyết thì rất có thể áp chế Diêm Vương hủ huyết a. Phong Phi Vân trong lòng đại hỉ, thật giống như một người đang rơi xuống sông, ngay khi cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại đột nhiên bắt được một cọng rơm giả cứu mạng vậy. Đây là một loại hy vọng sống sót. Bất kỳ vật gì đều tương đối lẫn nhau, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, tử cực tất sinh, phủ cực thái lai. Vạn Hương Sầm đứng ở một bên, cũng bị cảnh tượng như địa ngục trước mắt khiến rung động, huyết khí bốc lên từ huyết ha, huyết tuyền chảy xuống từ trên đỉnh phần sơn, đối mặt với hiểm địa hung ác như vậy, Phong Phi Vân rõ ràng còn có thể cười được. Phong Phi Vân, có phải ngươi muốn xâm nhập vào tử vong phần sơn kia không? Vạn Hương Sầm môi anh đào có chút phát run. Phong Phi Vân đã tìm được một tia sinh cơ, tâm tình thật tốt, nói. Phong gia liệt tổ liệt tông chính là mái táng trong phần sơn này, ta tự nhiên phải đi tế bái một phen. Ngươi muốn đi chịu chết thì đừng kéo theo ta chôn cùng ngươi. A hát, trong đó có tồn tại đáng sợ, tiến vào đó thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. A hát, tên điên. Phong Phi Vân kẹp Vạn Hương Sầm dưới nách, từ trên huyết hà bay vút mà qua, lần thứ hai bước chân vào vong hồn tiểu đạo. Vừa đạp một bước vào chân núi đã có một đạo màu đen tia chớp từ trên bầu trời bổ xuống. Phong Phi Vân tu vị xưa đâu bằng nay, tránh thoát được đạo thiểm điện này, thân thể biến thành một đạo lưu toa,
triển khai luân hồi tật tốc, mau chóng lại lên trên đỉnh phần sơn. Trong núi tử khí tràn ngập, tồn tại rất nhiều sinh vật cổ quái. Lòng đất và trên bầu trời có lôi điện đánh xuống, điện quang biến thành hải dương, lập tức đánh cho huyết sắc thạch đầu thành cho tàn, ở trên người Phong Phi Vân đã lưu lại ba đạo vết thương, làn da cũng trở nên cháy đen, phả ra khói xanh. Lúc đi lên sườn núi, trước mắt dài khắp bích thanh cổ bách, trên đó đậu đám quỷ nha đen kịt, chừng gần ngàn con, lông vũ đen nhánh, thân thể to lớn ô nha bình thường gấp 7, 8 lần. Đây là quỷ nha, Phong Phi Vân, trong phong gia tổ địa các ngươi vậy mà chăn nuôi quỷ nha, đây chính là sinh vật thuộc về âm giới A. Vạn Hương sầm duỗi chiếc cổ tuyết trắng, ngẩng đầu lên nhìn qua quỷ nha màu đen kia. Trong lòng của nàng thầm giật mình, sinh vật âm giới sao lại xuất hiện trong phong gia tổ địa được chứ? Cạc cạc, một mảnh quỷ nha nhìn qua hai người Phong Phi Vân, phát ra thanh âm như quỷ khóc, con mắt xanh mơn mờn, phốc động cánh bay lên. Quỷ nha âm khí rất nặng, như một mảnh đám mây màu đen phốc cuốn qua. Cạc cạc, Phong Phi Vân tế ra lôi hỏa châu, lơ lửng trong lòng bàn tay, một biển lửa từ trong hạt châu màu đen kia lao ra, trong biển lửa còn kèm theo nghìn vạn đạo tia chớp. Xoẹt xoẹt, hơn 10 đầu quỷ nha đều bị biển lửa thiêu đốt, lông vũ nhuộm lên, biến thành cho bụi, quỷ nha khác vội vàng bay ngược, chạy trốn lên cành cổ bách ở xa xa, cánh vẫn đang run rẩy lấy. Phong Phi Vân tế lên hỏa hải, bay về phía đỉnh phần sơn, trên đường gặp phải mấy lần sát kiếp, đều là do sinh vật đến từ âm giới và dương giới, trong đó có sinh vật chiến lực có thể so với nửa bước cự kình, may mắn bị Phong Phi Vân sớm cảm giác được, trốn tránh nó dọc theo đường vòng mà đi. Nơi này sinh vật kỳ dị, cũng không biết là tự mình sinh ra hay là bị thứ gì đó hấp dẫn tới, khiến Phong Phi Vân mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Xuyên qua một mảnh hồ khô cạn giữa sườn núi, đi qua một đầu hạp cốc tràn đầy tấm bia đá, leo lên 1.000 bậc cầu thang, lúc này mới tới được đỉnh phần sơn. Càng leo lên đỉnh núi, Diêm Vương ấn ký nơi ngực Phong Phi Vân liền càng nhảy lên đến lợi hại, Phong Phi Vân tế ra vũ hóa đài trấn áp nơi ngực, mới có thể trấn áp nó xuống. Đỉnh phần sơn là một tòa chân núi vòng tròn, trung ương lõm xuống, phía dưới một mảnh đen kịt, có cành lá màu đen từ phía dưới dài ra, tựa như xúc tu dài ra từ lòng núi vậy. Như một thiên tinh trên đỉnh núi, thẳng tắp hướng phía dưới, tràn đầy tứ khí màu đen. Ô ô, gió lạnh từ phía dưới chảy ngược lên, khiến trên da Phong Phi Vân nổi lên da gà, nhan sắc làn da phủ đầy một tầng sương lạnh. Vạn Hương sầm bị hắn ôm vào trong ngực càng nhéo nhéo lấy tay hắn. Tinh mâu nhìn thẳng vào thiên tỉnh màu đen phía dưới, nói. Vừa rồi hàn phong thổi ra còn nặng hơn cả hàn khí của khớp lê hàn phong, phía dưới này nhất định có tà vật cái thế, coi như là cự kình xông vào cũng chỉ có thể hữu tử vô sinh. Ngao đào. Một tiếng chu kinh thiên động địa từ phía dưới truyền lên, lao ra một cổ cuồng phong màu đen, thiếu chút nữa đã chấn cho Phong Phi Vân lăn xuống khỏi phần sơn, rơi vào huyết hà. May mắn, Phong Phi Vân kịp thời tế ra vũ hóa đài. Cắm trong bùn đất trước người, chặn lấy cổ sóng xung kích này. Nương theo tiếng giống to này, hai mảnh hóa đạo thụ diệp màu đỏ như máu từ phía dưới bay ra, bị Phong Phi Vân không chút giấu vết thu vào trong tay, sau đó rất nhanh thu vào giới linh thạch. Hóa đạo thụ diệp đối với tu sĩ cảnh giới thiên mệnh có hấp dẫn chí mạng, có thể trợ giúp tu sĩ cảnh giới thiên mệnh ngộ đạo. Một mảnh hóa đạo thụ diệp giá trị còn trên một gốc thiên niên linh thảo. Đây chính là bảo vật tuyệt đỉnh. Một khi truyền đi sẽ dẫn tới toàn bộ tu tiên giới điên cuồng, tự nhiên không thể để cho Vạn Hương sầm biết rõ rồi. Hóa đạo thụ quả nhiên ở trong phần sơn, rất có thể sinh trưởng ở dưới tòa thiên tinh tĩnh mịch này. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn xuống phía dưới, nhưng ánh mắt của hắn mới vừa bắn ra, đã bị một cổ lực lượng lành lạnh phản xung trở về, thiếu chút nữa đã bị chọc mù mắt. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất chính là được mai táng ở bên dưới này. Rượu thịt hòa thượng nói hắn đã tỉnh lại, còn đã xảy ra biến cố hóa tà, biến thành một quái vật. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất sốt cục vì sao lại hóa tà? Vì sao đã chết hơn 1.000 năm lại sống lại, đến cùng biến thành thứ y? Cái này lại có liên quan gì đến Diêm Vương hủ huyết? Phong Phi Vân, ngươi sẽ không thật sự muốn nhảy xuống đấy chứ? Vạn Hương sầm đều có chút mang theo khóc nức nở rồi. Sợ Phong Phi Vân mang theo nàng cùng nhau nhảy vào trong phần sơn thiên tinh này. Phong Phi Vân không chút do dự, tế ra miểu quỷ ban chỉ, lôi hỏa châu, vũ hóa đài, thủ hộ ở bên người, sau đó ôm Vạn Hương sầm nhảy xuống.
Vạn Hương Sầm hiện giờ chính là con tin của mình ở đâu, nàng nhất định phải ở đấy. Sơn thể khổng lồ, chảy xuôi theo huyết tuyền, bốc lên tử vong chi khí màu cho, hình dạng giống như một phần mộ ngồi Nam Chiêu Bắc vậy. Đỉnh phần sơn, là một tòa chân núi hình vòng cung, tử vong thiên tỉnh kia càng giống như một cái hố to khổng hồ, một cái hố trời bị thiên thạch đập lún xuống vậy. Phía dưới dài khắp hắc sắc thụ mộc, có vô số tử vong chi khí tràn ngập ở bên trong. Toàn thiên tỉnh này sâu đến mấy trăm mét, vừa nhảy xuống, Phong Phi Vân đã thấy một tòa mộ đàn. Tòa mộ đàn này chính là từ một phương cẩm thạch xây mà thành, khắc lục lấy âm thi quỷ vân, giữa khe đá còn giật tán lấy vầng sáng bạch sắc, chung quanh mộ đàn dựng 16 căn bạch sắc ngọc trụ, phía trước lơ lửng một khối bạch sắc thạch bi. Lão tổ đời thứ ba Phong gia Phong Tỉnh ý chi mộ. Trên tấm bia đá có khắc một hàng chữ cổ như trên đó có ghi chép thời gian, vị Phong gia lão tổ này đã chết đi hơn 1.200 năm rồi. Đây là một tòa cự kình chi mộ. Bên trong chôn cất một cái thế nhân kiệt. Tòa mộ đàn này lơ lửng trong không khí, có một đồng sư thủ hộ ở trên mộ đàn, một khi có người trộm mộ, thì đầu đồng sư kia sẽ sống lại, công kích người đến trộm mộ. Xíu, yêu yêu. Mộ đàn bay vào trong hắc sắc tử vong chi khí liền biến mất không thấy gì nữa. Sau khi tới đây, ngay cả tà đạo điện hạ Vạn Hương Sầm này cũng yên tĩnh đến dị thường, một câu cũng không nói. Chỉ nhìn chằm chằm tòa bạch sắc mộ đàn này biến mất trong bóng đêm. Cũng không lâu lắm, Phong Phi Vân thấy tòa bạch sắc mộ đàn thứ hai, chính là nhân kiệt đời thứ năm Phong gia, cũng lơ lửng trong không khí, giống như một quả sao chổi đang lướt đi vậy, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Sàn sạt. Phong Phi Vân dẫm lên lá rụng dày đặc, ánh mắt bình tĩnh, từng bước một đi tới vị trí trung tâm, nơi này chính là một tòa mộ viên lơ lửng, an táng nhân vật ưu tú nhất Phong gia các đời. Tu vị thấp nhất cũng có cảnh giới nửa bước cự kình. Mỗi một thời đại trung quy đều có 12 đỉnh tiêm tài tuấn, hơn 1.000 năm tích lũy, Phong gia cũng xuất hiện không ít nhân vật cự kình và nửa bước cự kình, có đến vài chục vị, đều an táng ở chỗ này. Không đúng, cự kình huyết khí cường thịnh cỡ nào, cho dù sau khi chết thân thể huyết dịch đã lạnh, nhưng cũng không có khả năng yên lặng như thế, có vấn đề, có vấn đề. Khi thấy được tòa mộ đàn thứ ba, Phong Phi Vân rốt cục nhịn không được bay đến trên mộ đàn. Đây là phần mộ gia chủ Phong gia đời thứ bảy, Phong Phi Vân tế ra bạch thạch cự đao, phá vỡ phần mộ kia, một màn hiện ra trước mắt khiến lòng hắn phát lạnh, quan tài trong mộ đã bị thứ gì đó gặm ra một cái động lớn, bên trong trống rỗng, căn bản không có thi thể gì cả. Gia chủ Phong gia đời thứ bảy chỉ mới chết đi chừng 600 năm thôi, tự nhiên không có khả năng tự mình từ trong quan tài leo ra được. Chẳng lẽ đã bị những cản thi nhân của Bắc Cương kia trộm mất thi thể sao? Phong Phi Vân phát hiện sự thật cũng không phải như thế, hắn từ trong quan tài gia chủ Phong gia đời thứ bảy tìm thấy một đoạn xương cốt, đây là một đoạn xương cánh tay, trong suốt như bạch ngọc, ẩn chứa khí tức khổng lồ. Đây là một đoạn xương cốt cự kình, nặng hơn xương cốt thường nhân gấp 10 lần, nếu là tu sĩ tu vị quá thấp thì chỉ cần đụng vào đoạn xương cốt này một chút thôi cũng bị lực lượng trên đó đánh chết. Ngoại trừ đoạn xương cốt này ra, Phong Phi Vân còn từ cuối quan tài tìm được một sợi tóc dài hơn 10 thước, sợi tóc này yêu dị đến cực điểm, trên có một loại tà lực khủng bố, tất tương tự với Diêm Vương hủ huyết mà Phong Phi Vân gặp phải. Phong Phi Vân không hề dám chạm vào sợi tóc kia, rất nhanh thối lui ra khỏi mộ đàn, trong lòng rung động thật lớn. Sợi tóc này nhất định là do một sinh vật quỷ dị lưu lại, nó đã ăn mất thi thể gia chủ Phong gia đời thứ bảy. Rốt cuộc là sinh vật gì? Vậy mà dùng thi thể cự kình và nửa bước cự kình để làm thức ăn. Vạn Hương Sầm nhìn dấu răng còn lưu lại trên đoạn cự kình cự cốt trong tay Phong Phi Vân, ngược lại hít một hơi hàn khí, nói. Không phải là vật trong truyền thuyết kia đấy chứ. Vạn Hương Sầm chính là nhân vật cấp tà đạo điện hạ, khẳng định đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, kiến thức vượt xa người thường, đã từng đọc qua không ít sách cổ bí ẩn, biết rõ một ít bí văn người khác không biết. Phong Phi Vân nói. Thứ gì? Cặp tinh mâu như trang lưỡi liềm của Vạn Hương Sầm có chút hoảng sợ nhìn quét nhìn chung quanh, thật giống như đang kiêng kỵ gì đó, thấp giọng nói. Nghe đồn Tử Minh Thi Động có một tiên hiền, từng từ trong lòng đất phũ hóa mộ nguyên, một trong bát đại thượng cổ di chỉ đào ra được một cỗ thi thể viễn cổ thi thể này tà dị đến cực điểm, hơn nữa còn không trọn vẹn, cũng chỉ có mấy bộ vị thân thể thôi, về phần là bộ vị gì thì lại không biết được. Vị tiên hiền Tử Minh Thi Động kia lúc đào được cổ tà thi này liền cực kỳ hưng phấn, vác nó về Tử Minh Thi Động.
nhưng tai nạn cũng từ đó xảy ra, vị tiên hiền này tu vị đã đạt tới cấp bậc cự kình, vào ngày thứ ba sau khi vác tà thi trở lại Tử Minh Thi Động thì đã gặp chuyện không rõ, có đệ tử Tử Minh Thi Động thấy hắn bị cổ tà thi này gắm mất. Phong Phi Vân có chút sửng sốt, cười nói. Thân là cản thi nhân, lại bị thi tà ăn thịt, quả thật là buồn cười. Đích thật là có chút buồn cười, nhưng tai nạn cũng không chấm dứt như vậy. Cổ tà thi này quả thực chính là một cỗ tà ác chi nguyên, khi còn sống cũng không biết tà ác đến mức độ nào, khí tức trên đó vạn ác đến cực điểm, mà ngay cả thi vương trong Tử Minh Thi Động cũng bị khí tức trên thân nó hấp dẫn, cuối cùng bị tà thi ăn thịt. Về sau việc này rốt cục kinh động đến tứ đại Tử Minh Vương Tử Minh Thi Động, ngay lúc đó Tử Minh Thi Động còn lợi hại hơn giờ nhiều lần, lực ảnh hưởng ở tu tiên giới còn cường đại hơn cả Xâm La Điện và Phổ Đà Sơn. Bốn vị Tử Minh Vương kia đều là nhân vật cùng cấp bậc với Tần Đế đương triều, tu vị khủng bố tuyệt luân, vượt qua cảnh giới cự kình. Hợp lực lượng bốn vị Tử Minh Vương, hao phí 4 năm mới chán áp được cổ tà thi này. Ngay khi cản thi nhân Tử Minh Thi Động đều cho rằng chuyện đã chấm dứt thì bốn vị Tử Minh Vương đầu lần lượt gặp phải tai nạn, bị chết ly kỳ, trong vòng 3 năm toàn bộ đều qua đời. Lúc bốn vị Tử Minh Vương bị chết, chỗ phong ấn tà thi đêm dài gào rú, có tiếng buồn bã và ai oán truyền ra, kéo dài không dứt. Đó là thời kỳ ảm đạm nhất trong lịch sử Tử Minh Thi Động, tin tức bốn vị Tử Minh Vương vẫn lạc truyền đến trong tai các thi động cổ xưa khác, những cản thi nhân kia đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn chiếm đoạt Tử Minh Thi Động. Tử Minh Thi Động cũng quả thật thiếu chút nữa đã bị diệt, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, có một vị đệ tử thi động xâm nhập chỗ tà thi phong ấn, từ trên người tà thi lấy ra một giọt hủ huyết, giết chết một tên địch nhân cấp bậc cự kình. Đệ tử khác cũng nhao nhao noi theo phương pháp này, mang theo tà thi hủ huyết, chỉ cần một giọt liền có thể giết chết cả cự kình. Những người dính phải hủ huyết cũng đều nhao nhao gặp phải tai nạn, tử vong ly kỳ. Sau khi 20 vị cự kình vẫn lạc thì những người vây công Tử Minh Thi Động rốt cục cảm thấy sợ hãi, bị tà thi hủ huyết kia hù sợ, nhao nhao thối lui. Tử Minh Thi Động rốt cục bảo trụ truyền thừa, đối với cổ tà thi bị phong ấn kia cung kính như thần minh, gọi nó là. Phong Phi Vân mặt sắc ngưng trọng, nhìn ấn ký trên ngực mình nói. Diêm Vương. Đúng vậy, chính là Diêm Vương. Trong truyền thuyết của cản thi nhân, Diêm Vương chính là chúa tể âm gian, nắm giữ sinh tử và luân hồi, cũng được xưng là thẩm phán chi chủ, có thể phán sinh tử người, tu tiên giả, tiên nhân, không chỉ là chúa tể âm gian, càng là chúa tể thiên địa vạn vật. Vạn Hương Sầm nói, có thể đánh giá một cổ tà thi cao như thế, bởi vậy có thể thấy trình độ kính sợ của bọn họ đối với tà thi này. Tuyệt đối đáng sợ hơn nữ ma mới xuất thế vô số lần. Phong Phi Vân nhìn qua tòa mộ đàn bay xa kia, nói. Sinh vật có thể dùng thi thể cự kình làm thức ăn, thật sự quá ít. Không phải quá ít, mà là cơ hồ không có, theo ta biết rõ trong truyền thuyết, cũng chỉ có Diêm Vương là ngoại lệ, có thể ăn thi thể cự kình, có thể làm được chuyện mà những sinh vật khác không làm được. Ngón tay thon dài mảnh khảnh của Vạn Hương Sầm nắm chặt lại, vô cùng khẩn trương nhìn qua bóng tối tĩnh mịch kia. Rất xa thấy được bóng dáng tòa mộ đàn kia lơ lửng trong không khí. Có thể tu luyện tới cảnh giới cự kình, huyết dịch trong thân thể rơi vãi rơi xuống mặt đất cũng có thể khiến mặt đất thiêu đốt mấy tháng, huyết nhục cường đại như man thú, mặc dù là sau khi chết, năng lượng trong thi thể vẫn cực kỳ khủng bố, sinh vật bình thường cắn một ngụm huyết nhục cự kình sẽ bị cổ năng lượng kia trực tiếp làm nổ tung. Cho dù sinh vật có cường đại thế nào, tu vị không dưới cự kình, nhưng sau khi ăn huyết nhục cự kình cũng sẽ bị đạo tắc ẩn chứa trong huyết nhục cự kình ăn mòn đạo tắc của mình, cuối cùng nhất lực lượng bạo động, bạo thể mà vong. Ở mảnh địa vực thần tấn vương triều này, từ xưa đến nay, cũng chỉ có Diêm Vương trong truyền thuyết, có thể ăn thi thể cự kình, không chỉ không chết, ngược lại càng lúc càng mạnh. Nghe đồn hơn 1.000 năm trước, có một cự nhân cao mấy trăm thước tựa như thiên giới thần binh từ trên trời giáng xuống, xâm nhập Tử Minh Thi Động, đã phá vỡ Diêm Vương phong ấn. Vác theo Diêm Vương phi thiên mà đi. Từ nay về sau Diêm Vương liền biến mất giữa thiên địa, chừng từng xuất hiện qua. Vạn Hương Sầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, nửa câu sau nàng đã không dám nói tiếp nữa. Chẳng lẽ Diêm Vương vậy mà lại xuất hiện ở Phong gia tổ địa? Phong Phi Vân trái tim kinh hoàng không ngớt, trong mắt đồng tử không ngừng phóng đại, hơn 1.000 năm trước, gia chủ Phong gia đời thứ nhất không phải đã bị chết ly kỳ, bị an táng đến nơi này sao? Tòa phần sơn này chính là do gia chủ Phong gia đời thứ nhất tự tay lập nên, mai táng chính mình. Tất cả không khỏi cũng quá xảo hợp rồi, thời gian cũng ăn khớp đến quá phận,
khiến trong đầu người vô cùng hồ nghi. Chết tiệt, rượu thịt hòa thượng nọ khẳng định biết được không ít chuyện. Phong Phi Vân cảm thấy rượu thịt hòa thượng và gia chủ Phong gia đời thứ nhất có sâu xa lớn lao, chỉ tiếc hòa thượng này đi ngự thú trai, hiện giờ căn bản không cách nào cho hắn đáp án. Muốn biết đáp án, vậy thì chỉ có tự mình đi tìm. Phong Phi Vân bước vào sâu trong hắc ám, dù sao cũng đã là người hẳn phải chết, còn có gì phải sợ nữa. Một đường bước vào sâu bên trong, lại gặp vài tòa mộ đàn lơ lửng, thi thể bên trong mộ đàn cũng đã bị ăn mất, trên quan tài rách dưới còn lưu lại lấy một tia tà khí. Có chút giống khí tức Diêm Vương hủ huyết, nhưng lại có chỗ bất đồng, tràn đầy không biết và biến số. Lại là một tòa mộ đàn, lơ lửng trong tử khí, chung quanh dựng 36 cái cột đá đường kính 3 mét, trên cột đá chạm chỗ long phượng, có chỗ còn dính lấy vết máu, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Trên tấm bia đá trước mộ đàn có khắc, gia chủ Phong gia đời thứ hai Phong Tịch Diệp chi mộ. Trong này mai táng dĩ nhiên là gia chủ Phong gia đời thứ hai, là thân tử của gia chủ đời thứ nhất. Sau khi Phong Phi Vân mở ra tòa mộ đàn này, có một cổ làn da gió lạnh từ trong quan tài thổi ra, phàm là thứ bị cổ gió lạnh này dính vào, đều lập tức biến thành tro bụi, mà ngay cả cột đá trên mộ đàn cũng bị ăn mòn năm cột, biến thành cát trắng trên đất. Phong Phi Vân dùng thần đồ hộ thể, mới có thể tránh thoát một kiếp này. Chẳng lẽ thật là Diêm Vương? Cổ tà thi này ở ngay trong Phong gia tổ địa, dùng Phong gia tổ tiên làm thức ăn, luyện đúc bản thân sao? Thi thể gia chủ Phong gia đời thứ hai cũng bị ăn mất, bên trong có vết máu, còn có hai sợi tóc dài hơn 10, tà khí bức người, nếu không phải Phong Phi Vân có được bất tử phượng hoàng thân, hơn nữa đã trúng Diêm Vương hủ huyết thì khẳng định đã bị tà khí trên sợi tóc kia xâm nhập thân thể rồi. Đây mặc dù chỉ là một sợi tóc, nhưng lực sát thương của nó lại có thể so với linh khí bình thường. Phong Phi Vân bảo tồn lấy những sợi tóc nhặt được trong quan tài, nếu có thể may mắn sống sót ra khỏi đây, cũng hóa giải độc tính Diêm Vương hủ huyết trên người, vậy thì những sợi tóc này đều là bảo vật có thể bán với giá rất lớn. Diêm Vương ấn ký nơi ngực Phong Phi Vân trở nên càng ngày càng sinh động, thật giống như một đóa tà diễm màu đen, thân thể của hắn cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Sinh mệnh lực đang biến mất rất nhanh, mà ngay cả Thái Dương cũng xuất hiện mấy sợi tóc bạc. Diêm Vương hủ huyết đang thôn phệ tánh mạng của hắn, khiến hắn rất nhanh già đi, mà ngay cả xương cốt đã trải qua phượng hoàng huyết rèn luyện cũng trở nên cứng ngắc. Tiếp tục hướng bước vào sâu trong hắc ám, một mảnh huyết sắc vầng sáng từ nơi xa xôi phía trước chuyển đến, trong vầng sáng vậy mà sinh trưởng lấy một gốc cây già, sinh trưởng ở trên một tòa mộ phần. Gốc cây già này vỏ cây sắc thái trần hạt. Tràn đầy khe rãnh, tựa như bàn long, mang theo một cổ phong cách xa xưa, trên đó tràn đầy cành cây to như tay người, mọc ra hơn một vạn phiến lá cây màu đỏ như máu. Lá cây hình dạng tựa như bàn tay người, mọc ra mạch lạc vân tay, như hơn một vạn đoàn hỏa diễm động ở ngọn cây, phát ra sắc thái huyết hồng. Đó là cây gì? Đạo kính thật nồng đậm. Vạn Hương sầm sợ hãi than nói. Tu vi của nàng tuy rằng bị phong ấn, nhưng linh giác vẫn còn. Cảm nhận được đạo nguyên kình khí trên hóa đạo thụ, đó là một cổ đạo khí ngay cả cự kình cũng không biết làm gì. Chỉ ngửi lấy một đám cũng đã khiến thân người tâm ích lợi, xương cốt toàn thân đều rung động không dứt. Nếu có thể tu luyện dưới hóa đạo thụ thì coi như là một tên ngu cũng có thể nhẹ nhõm tu luyện tới cảnh giới cự kình. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói cho nàng biết, đó chính là hóa đạo thụ, đây là một khỏa thần thụ, nếu truyền đi, sẽ khiến toàn bộ tu tiên giới rung chuyển. Phong Phi Vân không nói một lời bước về phía hóa đạo thụ, nếu có thể đào gốc thần thụ này đi thì có thể sáng lập ra một tu tiên đại giáo. Càng là bước vào sâu trong hắc ám, ngược lại càng ngày càng an bình, những sinh vật quỷ dị kia đều biến mất tung tích, càng yên tĩnh, ngược lại càng khiến người cảm thấy sợ hãi. Phong Phi Vân đi gần một canh giờ, xuyên qua một mảnh đại triều màu đen đi qua ba tòa cầu đá, gặp hơn 10 tòa mộ đàn, nhưng lại cảm giác hóa đạo thụ cách mình vẫn cực kỳ xa xôi. Thật giống như mình vẫn một mực dậm chân tại chỗ, khoảng cách giữa cả hai căn bản không hề rút ngắn vậy. Vạn Hương sầm một mực đều theo sát sau lưng Phong Phi Vân, tự nhiên cũng đã nhận ra chỗ quỷ dị trong đó, nói. Mảnh địa vực này có cổ quái, gốc cây già huyết hồng kia tựa hồ căn bản không cùng thế giới với chúng ta cho dù có đi cả đời, cũng không có khả năng đi đến dưới cây. Đảo nghịch thiên địa chi thuật. Phong Phi Vân nói. Vạn Hương sầm có chút kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Khục khục, không có gì. Phong Phi Vân ho khục, không tiếp tục đi về trước nữa,
cúi thân thể xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng cục đá thôi diễn thiên địa quy tắc. Hắn hiện giờ đã lĩnh ngộ được tiểu diễn chi sổ tứ thập phân chi tứ, đối mặt với loại tử vong tuyệt địa này đã có rất nhiều biện pháp ứng đối. Tăng thêm hắn hiện giờ đã đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng, có một ít phượng hoàng bí thuật trước kia không thể dùng ra hiện giờ cũng có thể sử dụng, coi như là ở trong đảo nghịch thiên địa chi thuật cũng có thể tìm ra một tia quy tắc và sinh lộ. Đã có, đi theo ta. Phong Phi Vân đứng dậy, trên chân giẫm ra bộ pháp kỳ dị, bước ra phía trước một bước, toàn bộ không gian đều có chút run lên, không khí cũng tựa hồ biến thành trạng thái dịch, loại cảm giác này, giống như xuyên qua một tầng nước vậy. Bá! Lúc chân Phong Phi Vân rơi xuống đất, cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vạn Hương Sầm theo sát phía sau của hắn, đi ra, sau khi thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng dùng tay che miệng, nói. Phần mộ kia đã biến mất. Đúng vậy, phần mộ biến mất. Bốn hóa đạo thụ là sinh trưởng ở trên phần mộ, nhưng sau khi xuyên qua bố cục của đảo nghịch thiên địa chi thuật thì hóa đạo thụ vẫn còn, nhưng phần mộ đã biến mất, mà đổi thành một tòa nhà tranh. Hóa đạo thụ chính là sinh trưởng ở trước nhà tranh, trên cây quang vũ rơi vãi, huyết diệp theo gió mà phiêu. Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào hóa đạo thụ, con mắt cực kỳ tập trung. Vạn Hương Sầm mang theo vẻ tò mò theo ánh mắt Phong Phi Vân nhìn đi, chỉ thấy trên cây kỳ vậy mà treo một cổ tà thi, chỉ là tà thi này đã thập phần tàn phá, không có đầu lâu, không có tay trái phải, không có chân trái, không có lồng ngực. Thi thể quả thực cực kỳ rách nát, cũng chỉ có một cái đùi phải và một cái sống lưng, hơn nữa chúng cũng đã hư thối không chịu nổi, khô quắt đến cực điểm, không có một giọt máu huyết, giống như là bị người dùng đao búa đập nát, dùng liệt hỏa nướng thành thây khô vậy. Nhưng một cổ thi thể tàn phá đến không tàn phá hơn như vậy lại cho người một loại cảm giác cực kỳ sợ hãi, còn cách rất xa nhưng đã khiến người cảm giác toàn thân đều không được tự nhiên. Tà lực ẩn chứa trong đó quả thực có uy lực đập vụn một phiến thiên địa. Phong Phi Vân sắc mặt vốn đã thương trắng như tờ giấy, giờ phút này lại càng thêm tái nhợt, Diêm Vương ấn ký nơi ngực như muốn bay ra, khiến hắn thập phần khó chịu. Vì sao Diêm Vương hủ huyết trong thân thể ta đã bắt đầu không bị khống chế rồi? Chẳng lẽ tà thi tàn phá treo trên cây kia chính là Diêm Vương trong truyền thuyết sao? Phong Phi Vân xếp bằng ở đấy, điều động lực lượng toàn thân, toàn lực trấn áp Diêm Vương hủ huyết trong thân thể. Két! Dưới cây, cửa nhà tranh mở ra, một lão giả từ bên trong đi ra, lão giả này một mực vẫn ở trong nhà tranh kia, mặc trên người tử kim linh bào, lộ ra đặc biệt tinh thần. Phong Phi Vân vội vàng thu liễm linh khí, từ trên mặt đất đứng lên, cảnh giác lão giả này. Vạn Hương Sầm có chút di động bước chân, không lưu dấu vết đứng ở sau lưng Phong Phi Vân. Thật là quỷ dị, ở nơi thế này, rõ ràng còn một người sống, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lão giả này thập phần hòa ái hiền lành, trên người mang theo một cổ tường hòa chi khí, trên đỉnh đầu lơ lửng tử thanh tiên quang, quả thực giống như đúc bức họa gia chủ Phong ra đời thứ nhất. Hắn chẳng lẽ chính là gia chủ Phong ra đời thứ nhất? Hắn vậy mà không chết, điều này sao có thể? Coi như là sử thi cự kình cũng không sống được đến 1.000 năm, gia chủ Phong ra đời thứ nhất rõ ràng đã chết đi hơn 1.000 năm, làm sao có thể ở trong nhà tranh này được. Trong hai mắt Phong Phi Vân cháy lên hỏa diễm, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, hắn cảm thấy rất có thể là gia chủ Phong ra đời thứ nhất đã biến thành thi tà, từ trong phần mộ leo ra. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là, ở trên người lão giả này một tia thi khí cũng nhìn thấy, là một người sống. Ta ở trong thân thể của ngươi cảm nhận được huyết mạch người Phong gia, ngươi là hậu bối đệ tử Phong gia xa. Lão giả này trên mặt hiền lành mỉm cười, mang đến cho người một loại cảm giác như gió xuân quất vào mặt. Hắn vậy mà mở miệng nói chuyện. Phong Phi Vân cưỡng ép khiến mình chấn định lại, nói. Không phải đệ tử Phong gia. Lão giả kia lông mày có chút cau lại, nhô lên một đống nếp nhăn. Phong Phi Vân nhanh chóng nói tiếp. Chính là bị gia chủ Phong ra đời thứ 9 trục xuất Phong ra, tự nhiên không còn là đệ tử Phong ra nữa. Phong ra tổ huấn, không phải người đại gian đại ác, không phải người khi sư diệt tổ, không phải người làm phản gia tộc thì sẽ không bị trục xuất Phong ra. Ngươi đến cùng phạm vào điều nào trong 3 điều mới bị trục xuất Phong ra? Lão giả sắc mặt trở nên nghiêm túc, có chút khiếp người, cổ khí tức uy nghiêm kia trực tiếp đè tới khiến Vạn Hương Sầm phải quỳ trên mặt đất. Đây không phải lực lượng áp chế, mà chỉ là một loại chấn nhiếp phát ra từ linh hồn. Lão giả này vậy mà biết rõ Phong gia tổ huấn, chẳng lẽ thật là gia chủ Phong gia đời thứ nhất,
hắn không chết, vẫn còn sống. Sống hơn 1000 năm. Thế nhưng mà rượu thịt hòa thượng vì sao nói hắn đã hóa tà? Ít nhất Phong Phi Vân giờ phút này lại không thấy chút tà khí nào từ trên người hắn, ngược lại có một cổ đạo vận tiên phong. Phong Phi Vân vẫn lỗi lạc mà đứng, ngay cả lưng cũng không khom một chút, cười lạnh nói. Bởi vì ta đắc tội một thiên kim tiểu thứ của thế lực lớn siêu cấp, đương đại gia chủ Phong gia vì bảo vệ cả gia tộc, dĩ nhiên chỉ có thể bỏ qua loại tiểu tốt tử như chúng ta. Không có khả năng, Phong gia coi như là toàn tộc đều bị diệt, cũng sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, càng sẽ không bởi vì áp bách mà buông tha cho bất kỳ một đệ tử gia tộc nào. Lão giả nhìn bộ dáng không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Phong Phi Vân, lại có thể dưới áp bách của mình mà vẫn bảo trì đứng thẳng, thiên tư bực này quả thực đương thời vô song, tuyệt đối không thể nào là một tiểu nhân gian nịnh có thể làm được. Phong Phi Vân phá lên cười, cười cười liền lại ho khan, ho ra máu tươi, thần sắc cũng không héo rũ, nói. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Phong Mặc. Lão giả nói. Sau khi nghe được cái tên này, trong lòng Phong Phi Vân lại nhẹ nhàng run lên, quả nhiên là tên của gia chủ Phong gia đời thứ nhất. Phong Mặc và Phong Si, chính là hai người kinh tài tuyệt diễm nhất Phong gia, một người là gia chủ Phong gia đời thứ nhất, một người là thần thoại kinh tài tuyệt diễm nhất Phong gia. Phong Mặc là huynh, Phong Si là đệ. Phong gia vốn có thể dưới sự dẫn dắt của hai người bọn họ trở thành loại gia tộc có thể so với tứ đại môn phiệt, nhưng hai người bọn họ lại lần lượt thần bí chết đi, lưu cho hậu nhân tiếc nuối vô hạn. Chẳng lẽ hắn thật là gia chủ Phong gia đời thứ nhất? Nhưng rõ ràng là người đã chết đi hơn 1000 năm, vì sao lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt? Ở phiến tử vong mộ địa này, gặp một lão nhân xây nhà mà sống, còn là gia chủ Phong gia đời thứ nhất, thật sự khiến người cảm thấy không được chân thật. Lão giả này cẩn thận nghe Phong Phi Vân nói xong, rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả. Thật vô liêm sỉ, Phong gia vậy mà xuất hiện mấy phế vật như thế, rõ ràng bởi vì e ngại ngân câu gia tộc mà hy sinh tộc nhân mình. Vô liêm sỉ, thật sự vô liêm sỉ. Phong Mặc Vân vê tròm râu trên cằm, trợn mắt trừng trừng, lão nhân vốn hiền lành hòa thiện thần sắc liền trở nên sắc bén. Lão nhân ở bên ngoài nhà tranh dạo bước, chợt liền đứng ở bên cạnh người Phong Phi Vân. Ngón tay giữ lấy cổ tay Phong Phi Vân. Tốc độ thật nhanh, Phong Phi Vân cũng không kịp triển khai luân hồi tật tốc đã bị đối phương bắt lấy. Lão nhân tán thưởng nhẹ gật đầu, nói. Không tệ, không tệ, tu vị thiên mệnh đệ nhất trọng, thiên tài cấp bậc sử thi. Hắn thả cánh tay Phong Phi Vân ra, ánh mắt chú ý tới mấy sợi tóc trên trán Phong Phi Vân, lông mày có chút nhíu lại, trẻ tuổi như vậy, sao lại chưa già đã yếu. Hắn đột nhiên giật vạt áo Phong Phi Vân ra, chỉ thấy trên lồng ngực hùng vĩ của Phong Phi Vân có một cái ấn kỳ tà dị bao trùm cả nửa lồng ngực, đã sắp ăn mòn đến vị trí ngay tim rồi. Đôi mắt lõm sâu của lão nhân co rụt lại, hơi kinh hãi nói. Diêm Vương hủ huyết, khó trách thiên tư của ngươi cao như vậy, huyết khí lại yếu như vậy. Phong Phi Vân trong lòng khẽ động, vội vàng nói. Tiền bối có biết phải làm sao mới hóa giải được Diêm Vương hủ huyết không? Phong Phi Vân không gọi hắn lão tổ, mà gọi là tiền bối. Lão nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi không vui, nhưng Phong Phi Vân đã bị trục xuất Phong gia, chưa tính là đệ tử Phong gia, tự nhiên cũng không cần gọi hắn là lão tổ. Lão nhân thở dài một tiếng, lắc đầu, nói. Diêm Vương hủ huyết, thiên hạ không cách nào có thể giải được, người có thể còn sống tới được đây, cũng đã rất tốt rồi. Phong Phi Vân trên mặt hơi thất vọng, bất quá cũng trong dự liệu. Nếu Diêm Vương hủ huyết thật sự dễ giải như vậy, cũng đã không khiến ngay cả cự kình cũng hoảng sợ rồi. Chết sống có số, phú quý tại thiên. Khục khục. Phong Phi Vân nhìn qua cổ tà thi tàn phá trên hóa đạo thụ, trong lòng đầy bụng nghi vấn, nhưng lại không hỏi ra, nói. Phong gia đang ở vào nguy cơ diệt tộc, không biết tiền bối có thể rời núi cứu viện không? Lão giả kia nói. Ta cũng sớm đã biết được Phong gia tất nhiên sẽ gặp phải một kiếp, sau một kiếp này. Phong gia sẽ quật khởi như đế vương tinh thần. Ta ở chỗ này đợi đã quá lâu, cũng đến lúc nên ra ngoài rồi. Lão giả đứng ở bên ngoài nhà tranh, trong mắt lộ vẻ trách trời thương dân chi sắc, chợt, thấy được Vạn Hương Sầm đứng sau lưng Phong Phi Vân, một cổ tinh khí sắc bén liền từ trong mắt toát ra, lạnh lùng nói. Không phải đệ tử Phong gia, không thể tiến vào lăng mộ tổ địa, người đi vào chết. Vạn Hương Sầm trong lòng cũng sớm đã rung động không hiểu. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất vậy mà chưa chết, lại ẩn cư trong Phong gia tổ địa,
tu vị không biết đạt đến mức nào rồi. Loại nhân vật cấp bậc này nếu xuất thế, chỉ sợ coi như là tất cả cường giả Xâm La Điện đệ thất điện đồng loạt ra tay cũng không thể tranh phong với hắn. Ở trước mặt Phong Mặc, Vạn Hương Sầm tự nhiên căn bản không cách nào như lạnh nhạt như Phong Phi Vân, nàng đã quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại có chút phát run, nói. Phong Phi Vân cũng không phải đệ tử Phong gia, hắn tiến nhập lăng mộ tổ địa, cũng phải chết. Vạn Hương Sầm thông minh cỡ nào, nhìn ra lão giả rất thưởng thức Phong Phi Vân, tuyệt đối sẽ không giết chết Phong Phi Vân, cho nên mới nói như vậy. Lão giả nói, hắn bây giờ không phải là đệ tử Phong gia, nhưng chờ sau khi ta ra ngò ai, hắn vẫn sẽ trở lại Phong gia, nhân tài như vậy, há lại bị đám tử tôn bất tài kia nói trục xuất khỏi gia môn là trục xuất khỏi gia môn chứ, không có sự đồng ý của ta thì hắn vẫn là người Phong gia. Lão giả mỉm cười nhìn Phong Phi Vân một chút, trong ánh mắt mang theo thâm ý nồng đậm. Phong Phi Vân dũng cảm chống lại ánh mắt của hắn, không chút lùi bước, trong lòng đang phỏng đoán dụng ý của vị gia chủ Phong gia đời thứ nhất này, biết rất rõ hắn đã là một người hẳn phải chết, rõ ràng còn coi trọng hắn như vậy. Chẳng lẽ gia chủ đời thứ nhất biết rõ làm sao hóa giải Diêm Vương Hủ Huyết nhưng chưa nói ra sao? Đúng rồi, lão nhân chỉ nói qua Diêm Vương Hủ Huyết thiên hạ khó giải, cũng không có nói Phong Phi Vân đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong gia lăng mộ tổ địa, quả thật chính là cấm địa, ngoại nhân sau khi tiến vào đây sẽ biết mọi chuyện ở đây, nếu truyền đi, như vậy quả thật không phải một chuyện tốt gì. Lão giả chứng kiến sắc mặt trắng bệch kia của Vạn Hương Sầm, thoáng cái lại nở nụ cười hiền lành, nói. Ha ha, lão hủ chỉ đùa với ngươi chút thôi, nhà đầu, đứng lên đi. Vợ tương lai của Phong gia ta, tự nhiên cũng có thể tiến vào lăng mộ tổ địa. Lão giả lại tự tay đỡ Vạn Hương Sầm đứng lên. Rất hiển nhiên vị gia chủ Phong gia đời thứ nhất này đã hiểu lầm, chứng kiến Phong Phi Vân mang theo Vạn Hương Sầm đi vào lăng mộ tổ địa, liền cho rằng Vạn Hương Sầm chính là người trong lòng của Phong Phi Vân. Gia chủ đời thứ nhất cực kỳ coi trọng Phong Phi Vân, càng hy vọng hắn có thể quay lại Phong gia, dĩ nhiên là đối với người trong lòng của hắn tiên lễ hậu binh, muốn cho hậu bối kiệt xuất này thỏa hiệp. Nhưng Phong Phi Vân lại không có chút tỏ vẻ nào. Tỉnh táo đến đáng sợ, càng như thế, gia chủ Phong gia đời thứ nhất càng thưởng thức Phong Phi Vân hơn. Phong Phi Vân không mở miệng, Vạn Hương Sầm tự nhiên cam tâm tình nguyện giả mạo làm vợ tương lai của Phong gia, như vậy không những giữ được tánh mạng, nói không chừng còn có thể từ trên người lão nhân tu vị thâm bất khả trắc này đạt được một ít chỗ tốt, chuyện tốt như vậy cớ sao không làm chứ? Lão nhân lấy ra một cái bình ngọc lưu động tơ máu, giao cho Phong Phi Vân, nói. Trong lúc này chính là quy thiền hương trước đây thật lâu một vị bằng hữu tặng ta, sau khi ăn nó vào liền có thể kéo dài cho ngươi 3 tháng. Hắc ô quy chính là sinh vật tuổi thọ dài nhất giữa thiên địa, cái gọi là quy thiền hương chính là nước bọt linh quy, có thể bổ dưỡng huyết nhục chi thân, trì hoãn già yếu. Như hắc ô quy mà nói, quy thiền hương, tự âm bổ dương, dưỡng già kháng suy, nữ nhân dùng tuổi trẻ, nam nhân dùng lực cường, thật có thể nói là cư gia lữ hành, tất bị lương dược. Quy thiền hương của Hắc Ô Quy sống càng lâu, linh tính cũng lại càng mạnh. Phong Phi Vân nhận lấy quy thiền hương, cẩn thận thu vào, trong lòng thầm nghĩ, quy thiền hương lại có thể kéo dài tuổi thọ của ta, nếu bắt được Hắc Ô Quy, hầm cách thủy ăn hết, có thể sống lâu vài năm cũng không chừng. Lão nhân đã ra khỏi nhà tranh, nói là có một chuyện quan trọng muốn đi làm, bảo Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm ở trong nhà tranh chờ hắn về, ngày mai cùng nhau quay lại Phong gia. Sau khi lão nhân đi, hào khí chung quanh lập tức trở nên quỷ dị, đặc biệt là Diêm Vương tà thi treo trên hóa đạo thụ, thật giống như bỗng nhúc nhích, khiến Diêm Vương lạc ấn nơi ngực Phong Phi Vân cũng theo đó rung rung. Phốc! Phong Phi Vân phun ra một ngụm máu tươi, khí lực toàn thân đều giống như bị tháo nước, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, Diêm Vương hủ huyết trong thân thể đã tràn ngập đến ngực, sáp nhập vào trái tim Phong Phi Vân, cùng dung hợp với máu của hắn. Sinh mệnh lực đang gia tốc sói mòn. Phong Phi Vân liền tranh thủ lấy bình ngọc kia ra, cũng không quản bên trong đến cùng có phải là quy thiền hương hay không, liền rót một tia vào miệng. Không đúng, đây căn bản không phải quy thiền hương. Quy thiền hương chính thức căn bản không cần phục dụng, trực tiếp đổ vào lòng bàn tay là có thể thẩm thấu vào trong thân thể, nhưng lọ quy thiền hương mà lão nhân kia cho Phong Phi Vân coi như là sau khi tiến vào yết hầu vẫn không hòa tan, ngược lại có một loại cảm giác như sông ngược lên đầu. Vạn Hương Sầm nhìn Phong Phi Vân đau đến lăn qua lăn lại trên mặt đất, lộ ra một tia cười lạnh tàn nhẫn, Phong Phi Vân ngươi cũng có hôm nay,
lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra một đoàn linh mang nhàn nhạt, biến thành một thanh linh quang chiến kiếm. Nàng chính là Tà Đạo Điện Hạ, cũng đã sớm vụng trộm phá vỡ một tia phong ấn, khôi phục một tầng tu vị, nàng tế ra linh quang chiến kiếm đi tới Phong Phi Vân, cười lạnh nói. Nhìn ngươi thống khổ như vậy, hiện giờ khẳng định rất khó chịu, hãy để ta giúp ngươi thoát ly khổ hải đi. Ngao! Phong Phi Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt màu đỏ như máu, tựa như mắt của dã thú hung mãnh nhất, trông thấy đôi mắt như yêu ma kia, Vạn Hương sầm trong lòng run lên, lại càng hoảng sợ, vội vàng bay ngược về sau. Bành! Phong Phi Vân xông lên, trực tiếp dùng thân thể đụng nát linh quang chiến kiếm trong tay nàng, duỗi hai cánh tay ra chụp lấy thân thể suy nhược mềm mại của nàng, ném bay ra ngoài, phá vỡ cửa nhà tranh, rơi vào trong nhà tranh. Xuyên thấu qua cánh cửa nghiền nát kia, có thể trông thấy trong nhà tranh vậy mà đặt một cỗ thiết quan kia vốn là quan tài của gia chủ Phong gia đời thứ nhất, nhưng nắp quan tài đã bị thứ gì đó đánh nát, có thứ gì đó từ bên trong chạy ra. Nếu Phong Phi Vân thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện một màn này, nhưng giờ phút này yêu ma chi huyết và Diêm Vương hủ huyết trong thân thể của hắn đồng loạt bị kích thích, tán loạn khắp toàn thân, chỉ có thể bảo trì bộ phận thần trí, không cách nào ngăn chặn lý trí. Phong Phi Vân đạp nát mảnh gỗ vụn, vọt vào nhà tranh, bắt lấy Vạn Hương sầm đang ngã trên đất, không chút nào thương hương tiếc ngọc, soạt một tiếng, lập tức xé nát quần áo lụa mỏng trên người nàng, lộ ra đôi chân trắng noãn hương diễm. Đừng, Phong Phi Vân, nhẹ chút, đau quá. Ngao, ngao, đàn bà thối, ta chơi chết ngươi. Phong Phi Vân tát một bạt tai, thân thể tuyết trắng lõa lồ của Vạn Hương sầm lần nữa bay ra ngoài, lần này ngọc thể nàng ngang dọc nằm trên mặt đất. Đã ngất đi, rốt cuộc không cách nào giãy giụa được nữa, cũng kêu không ra tiếng nữa. Phong Phi Vân hai mắt như lửa, toàn thân cơ bắp bành trướng, huyết khí nổ vang, có từng mảnh long lân lộ ra trên cánh tay, trên người có long ngâm và phượng minh vang lên, khí tức cuồng bạo, trực tiếp ép lên trên ngọc thể mềm mại của Vạn Hương sầm. Bên ngoài nhà tranh, một hồi âm phong thổi tới. Phong Mặc đứng ngay bên ngoài nhà tranh, xuyên thấu qua cửa gỗ nghiền nát, trông thấy tất cả bên trong. Bên tai có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia dáng cười âm trầm, lầu bầu nói. Trong thân thể quả nhiên có yêu ma chi huyết lại có thể tranh chấp với Diêm Vương hủ huyết, đây là huyết mạch cường đại cỡ nào a hát. Phong Phi Vân, khanh khách, ngươi nhất định phải quay lại Phong gia, theo ta chinh phục thiên hạ. Vận mệnh của ngươi đã như thế rồi, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Đạo vận và tiên khí trên người Phong Mặc biến mất vô tung, mà biến thành một cổ tài khí bành trướng mãnh liệt, tóc trắng trên đầu cũng biến thành màu đen, dài chừng hơn 10 thước, sát khí bức người. Phong Phi Vân từ trong mơ hồ tỉnh lại, thụy nhãn mông lung, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng, chóp mũi có thể ngửi thấy được mùi thơm thân thể nữ tử, giữa ngón tay mang theo vài phần ôn hòa, đang đặt ở vùng eo một nữ tử. Rõ ràng không chết. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Phong Phi Vân, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy. Hào quang u ám rơi vãi trên lồng ngực rắn chắc của Phong Phi Vân, trên cánh tay, trên eo bụng, trên lồng ngực, đều nổi lên từng khối cơ bắp cân xứng, vừa lộ vẻ vô cùng tráng kiện, lại mang đến cho người một loại cảm giác khí lực dày đặc. Có mùi thơm nhàn nhạt truyền vào chóp mũi, là từ trên người nữ tử trên mặt đất phát ra. Váy lụa mỏng trên người nàng bị xé thành rách mướp. Châm cài tử kim trên đầu cũng bị kéo xuống, tóc dài đen nhánh phủ lên trên thân thể mềm mại của nàng, che khuất đi một nửa chiếc cổ thon dài của nàng, cặp nhũ hoa trước ngực như ẩn như hiện giữa làn tóc, còn có hai điểm đào hồng trên ngọn núi kia nữa. Nàng khẽ nắm chặt lấy chiếc quần lót màu trắng đã bị kéo xuống vương trên chiếc chân trái. Giữa cặp đùi bạch ngọc có từng mảnh lạc hồng, hai chân vẫn còn đang run rẩy, xem ra cổ cảm giác đau đớn vì bị xé rách kia vẫn chưa tiêu tán. Cánh tay như ngó sen của Vạn Hương sầm nhẹ nhàng chống lấy thân thể, một đôi mắt to ngập nước nghênh tiếp ánh mắt Phong Phi Vân, bốn mắt nhìn nhau, Vạn Hương sầm thật giống như chú chim sẻ bị chấn kinh, lại vội vàng cúi đầu xuống. Nàng cảm giác mình có chút sợ hãi Phong Phi Vân rồi, trông thấy ánh mắt của hắn cũng có chút sợ hãi. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng còn lưu lại một vết bàn tay đỏ bừng, bên miệng còn một tia vết máu, bộ dáng kia quả thực giống như một vợ bé vừa bị ăn đòn vậy. Phong Phi Vân vuốt vuốt cái trán, trời ạ, mình rốt cuộc đã làm ra chuyện thô bạo gì với nàng, vậy mà khiến một Tà Đạo Điện Hạ cũng sợ hãi mình như vậy. Phong Phi Vân bắt đầu nghĩ lại,
đầu tiên là Diêm Vương hủ huyết phát tác trong cơ thể, mình uông vào một lọ quy thiền hương, tiếp theo yêu ma chi huyết ở sâu trong huyết mạch cũng bị kích thích ra, sau đó lý trí của mình đã bị cuồng tính của yêu ma chi huyết hoàn toàn áp chế, đánh Vạn Hương sầm một trận, sau đó còn cưỡng gian nàng nữa. Hí! Phong Phi Vân vội vàng nhìn về phía lồng ngực của mình, Diêm Vương ấn ký kia vẫn chưa biến mất, Diêm Vương hủ huyết vẫn còn trong thân thể, mà yêu ma chi huyết trong huyết mạch lần nữa hiện ra, chảy xuôi trong thân thể, đương nhiên cũng chỉ mới thức tỉnh một tia yêu ma chi huyết thôi. Tia yêu ma chi huyết này đã không cách nào áp chế xuống như trước đưa GC nữa, nó đét vô chi vô giác ảnh hưởng đến phán đoán của Phong Phi Vân, đặc biệt là nhu cầu đối với nữ nhân lại càng thêm mãnh liệt, dục vọng tùy thời đều đang trùng kích lấy phòng tuyết lý trí của Phong Phi Vân. Lúc Phong Phi Vân trông thấy Vạn Hương sầm ngồi ở góc tường, trong lòng liền sinh ra một cổ xúc động muốn nhào tới, loại cảm giác này thật sự quá cường liệt rồi, cái này rất giống như một người đói khát có nhu cầu với đồ ăn, một người khát khô trong sa mạc có nhu cầu với nước, một người đang vùng vẫy dẫy chết có nhu cầu với sinh mạng vậy. Đây là một loại rung động tà tính. Phong Phi Vân biết rõ đó cũng không phải chuyện tốt gì, nếu không ngăn chặn cổ dục vọng này thì sớm muộn cũng có một ngày mất phương hướng trong dục vọng, biến thành một dục ma chỉ biết tìm nữ nhân thỏa mãn. Đây nhất định là bị một nửa yêu ma chi huyết khác trong cơ thể ảnh hưởng. Yêu tộc và thú tộc rất khác, yêu tộc và thú tộc tuy rằng đều là cùng bản đồng nguyên, nhưng yêu tộc lại có thể hóa thân thành hình người, trong đó có một ít yêu tộc thiên tính háo dâm, ví dụ như yêu long tộc, yêu hồ tộc, yêu xà tộc. Còn có ngũ thông ngũ thánh tộc trong yêu tộc, thiên tính vốn háo dâm, cách mỗi một cái tiểu diễn luân hồi thậm chí có chút ít yêu tộc còn có thể cử hành nhục tự, dâm tế nữa. Yêu và người tự nhiên không giống nhau, ví dụ như yêu càng cổ xưa, lực lượng cũng càng cường đại. Nhưng người nhưng càng tiến hóa thì lại càng trở nên lớn mạnh. Điều này cũng khiến yêu tính càng nguyên thủy hơn nhân tính, càng thêm hứng thú với dâm tính, nhục tính, lệ tính, cuồng tính. Đối với những yêu tộc đặc thù kia mà nói, háo dâm là chuyện rất bình thường, từ xưa đến nay, đã là như thế, nhưng đối với người mà nói, đây lại không phải là chuyện bình thường. Phong Phi Vân nếu để cho cổ yêu ma chi huyết háo dâm này hoàn toàn thức tỉnh, như vậy yêu tư duy và người tư duy tất nhiên sẽ công kích lẫn nhau, cuối cùng sẽ lưỡng bại đều vong, Phong Phi Vân sẽ mất đi tư duy, rất có thể sẽ hóa thành một yêu ma có thân hình nhân loại. Mà dựa theo tu vị Phong Phi Vân tăng lên, lực lượng yêu ma chi huyết trong thân thể cũng trở nên càng ngày càng mạnh, nếu không phải có thể có được cưu cửu quái bảo áp chế, cuối cùng sẽ có một ngày yêu ma chi huyết hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó thì hậu quả không thể lường được. Đừng mà, van cầu ngươi, đừng. Vạn Hương sầm thấy Phong Phi Vân lại đi tới nàng liền vội vàng rụt rụt ngọc thể mềm mại, muốn dùng cánh tay chống lấy thân thể, nhưng một cổ nhức mỏi từ eo thon truyền đến lập tức khiến nàng vô lực ngã trên mặt đất. Nàng cảm giác mình suy yếu đến đáng sợ, ngay cả lực đứng dậy cũng không có. Phong Phi Vân dừng bước, ngồi xổm xuống, mũi hít hà trên gương mặt nàng, say mê cười nói. Ha ha, thật là thơm. Vạn Hương sầm gắt gao che lấy trán, trông thấy nụ cười kia của Phong Phi Vân, nàng cũng nhịn không được muốn run rẩy. Phong Phi Vân từ trong giới linh thạch lấy ra một cái áo bào trắng ném cho nàng, liền quay người ra khỏi nhà tranh, trong lòng cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Tuy rằng Diêm Vương hủ huyết trong thân thể vẫn chưa thể hóa giải, nhưng đã không còn khó chịu như trước nữa. Đỉnh đầu chính là hóa đạo thụ đỏ như máu, thân cây cao chừng hơn 100 mét, cỗ Diêm Vương tà thi tàn phá được treo ngay vị trí giữa cây, chỉ có một cái sống lưng và một cái đùi phải, bộ vị khác cũng không biết là bị người đoạt cướp đi hay là đã hư thối trong dòng sông tuế nguyệt dài dòng buồn chán nữa. Bất luận kẻ nào trông thấy cổ tàn thi này đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi, sợ hãi không hiểu. Thật giống như một phàm nhân, thấy được thần thi vậy. Gào thét. Một hồi âm phong thổi tới, vốn treo ở trên hóa đạo thụ, sống lưng huyết hồng kia của Diêm Vương tàn thi bỗng rơi xuống, mang đến cho Phong Phi Vân cảm giác giống như một sơn mạch từ trên không trung rơi xuống vậy. Phong Phi Vân thân thể bạo lui, sợ dính vào một tia, loại tà vật thế này, dính vào một chút cũng sẽ khiến hắn ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhưng Phong Phi Vân lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể núp nhích. Oanh! Cái sống lưng Diêm Vương này trực tiếp rơi đập lên lưng Phong Phi Vân, thật giống như một tòa núi lớn đột nhiên đè lên hắn vậy. Phong Phi Vân vận hết lực lượng toàn thân mới khó khăn lắm vác được cái sống lưng kia, không bị nó đè gãy thân thể. Hai chân Phong Phi Vân đang run rẩy, cổ lực lượng khổng lồ và khí tức lạnh như băng trên lưng quả thực như muốn đè chết hắn, khiến hắn bị chết cóng,
Đúng lúc này, trên vũ hóa đài đen kịt trong đan điền Phong Phi Vân Đường Vân lưu động ra từng chút huyết quang, mang theo một cổ lực lượng kỳ dị, vậy mà đang kéo dẫn cái sống lưng Diêm Vương trên lưng hắn. Khanh khách! Sống lưng Diêm Vương đè ép vào trong thân thể Phong Phi Vân, ở trên lưng hắn in ra một vệt máu đỏ tươi, trực tiếp chen vào trong huyết nhục Phong Phi Vân, chìm vào dưới làn da. Sống lưng Diêm Vương vậy mà dung nhập vào trong xương sống lưng của Phong Phi Vân. Một cổ tà khí bàng bạc khiến cho người ta sợ hãi từ trong sống lưng tán phát ra, chui thẳng vào óc Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vội vàng vận dụng Phượng Hoàng linh hồn trấn áp cổ tà khí kia xuống, một lần nữa tụ tập đến trong sống lưng. Dục vọng chính là nhân tính bổn nguyên, coi như là 40 đạo thần thức và Phượng Hoàng linh hồn cũng không thể trấn áp. Nhưng là, tà khí nhưng có thể trấn áp, dùng Phong Phi Vân Phượng Hoàng linh hồn cường đại, đã có rất ít trấn áp không được tà khí. Phong Phi Vân lần nữa khôi phục năng lực hành động, kinh hỉ phát hiện, Diêm Vương hủ huyết trong thân thể vậy mà đều chảy vào trong sống lưng Diêm Vương, tựa như hải nạp bách xuyên, quy bản truy nguyên vậy. Nguy cơ sinh tử dĩ nhiên lại cứ vậy bị giải trừ rồi. Tuy rằng sống lưng Diêm Vương sáp nhập vào thân thể, đây chưa hẳn là một chuyện tốt, nhưng ít nhất nó đã hấp thu Diêm Vương hủ huyết trong thân thể, khiến Phong Phi Vân nhìn không được thoải mái cười phá lên. Ha ha! Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Diêm Vương hủ huyết khiến ta trôi mất hơn 200 năm tuổi thọ, nhưng tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng có chừng 500 năm tuổi thọ, mỗi khi đột phá một tiểu cảnh giới, tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm 50 năm. Tuổi thọ đã sói mòn, ta hoàn toàn có thể tu luyện trở về. Phong Phi Vân đối với bản thân tin tưởng 10 phần. Chúc mừng, Phong Phi Vân, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, đột nhiên quay đầu lại. Vẫn là lão nhân kia, nhưng khí tức trên thân lại hoàn toàn bất đồng rồi, uy nghiêm, bá đạo, hung lệ, trên người có được một cổ tà lực đáng sợ, tựa như một lão ma vậy. Tóc trắng trên đầu hắn biến thành màu đen như mực, lưu động lấy tử vong chi khí, dài chừng hơn 10 thước, trôi nổi trong không khí, như một thanh kiếm sắc bén vậy. Phong Phi Vân có chút nuốt nước miếng một cái, phát hiện tóc trên đầu gia chủ Phong gia đời thứ nhất vậy mà hoàn toàn giống như đúc những sợi tóc trong các quan tài kia. Trong lòng Phong Phi Vân toát ra một ý niệm đáng sợ, chẳng lẽ thi thể những liệt tổ liệt tông Phong gia kia đều là bị hắn ăn thịt sao? Nghĩ tới đây, Phong Phi Vân ra đầu run lên. Người rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân tế ra Lôi Hỏa Châu, lơ lửng ở lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hừ, tiểu gia hỏa. Thu linh khí của ngươi lại đi. Phong gia có thể xuất hiện một thiêu kiêu như ngươi rất không dễ dàng, ta không muốn ngươi chết trong tay ta đâu. Lão nhân âm trầm nói, trong mắt lưu động lấy tà vân màu đen, trong miệng phun ra nuốt vào tử vong chi khí. Phong Phi Vân nhìn thẳng hắn, cũng không có ý thu Lôi Hỏa Châu lại. Vạn Hương Sầm mặc vào một kiện áo bào trắng, bao lấy thân thể hương diễm mềm mại, gian nan di động bước chân, chống đỡ thân thể mềm mại suy yếu đi tới cạnh nhà tranh. Vụng trộm nhìn chằm chằm vào hai người bên ngoài. Lão nhân có chút liếc qua nàng, sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười tà dị, ống tay áo vung lên, xoáy lên một mảnh đám mây tử vong vô biên mênh mông cuồn cuộn. Đi thôi, chúng ta cùng nhau quay lại Phong gia. Lão nhân dẫm lên đám mây tử vong, bao vây lấy Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm bay lên trời mà đi. Phần sơn chi đỉnh, một mảnh đám mây màu xám bay lên, trên đám mây có ba bóng người đứng. Hướng về phương bắc bay đi. Ầm ầm. Sau khi ba đạo thân ảnh kia bay đi, toàn bộ Phong gia lăng mộ tổ địa đã xảy ra biến hóa cực lớn, tử vong chi khí chảy ngược về trong phần sơn, biến mất sạch sẽ. Bốn địa vực chung quanh ngọn núi đã biến thành tử vong tuyệt địa, nhưng bây giờ lại lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ. Chỉ có trên đỉnh phần sơn vẫn tràn ngập tử khí, huyết thác chảy xuôi, quỷ nha kêu to. Đương nhiên tất cả biến hóa này Phong Phi Vân cũng không thể nào biết được, bọn hắn đã bay ra ngoài ngàn dặm, xuyên thẳng qua trong tầng mây. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất lại trở nên tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, biểu lộ hòa ái, tựa như một vị trưởng lão hiền lành, đứng trên đám mây, hoa bào màu tím trên người đón gió mà ba, trên đỉnh đầu ngưng tụ lấy một mảnh linh mang tư thanh. Đám mây dưới chân biến thành một mảnh lưu quang, từ trên bầu trời bay vút qua. Phong Phi Vân không nói một lời đứng ở sau lưng lão nhân, trên mặt không lộ chút thần sắc nào, dù sao tu vị đối phương thực sự rất cao, hiện giờ cho dù muốn trốn cũng không trốn được.
Thi thể Diêm Vương là từ dưới đáy Vũ Hóa Mộ Nguyên đào ra, lúc đào ra cũng không trọn vẹn, chỉ có một nửa thi hài, và một cái đầu lâu. Một nửa thi hài này bao gồm sống lưng, tay trái, đùi phải, ba cây xương sườn, còn có một tâm tạng, cộng thêm đầu lâu, tổng cộng là 8 bộ vị. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất nói. Phong Phi Vân cũng không biết hắn vì sao lại đột nhiên nói chuyện này, rất hiển nhiên đây đều là bí văn đỉnh cấp ở tu tiên giới, người bình thường căn bản không có khả năng biết được. Phong Phi Vân không nói chen vào, nghe hắn nói tiếp. Quả nhiên, hắn lại nói. Trong thi thể Diêm Vương ẩn chứa có một cổ lực lượng khổng lồ, một cổ lực lượng siêu việt cự kình gấp 100 lần, 1000 lần, mặc dù chỉ là một giọt Diêm Vương hủ huyết cũng có thể giết chết một vị cự kình. Mà những lực lượng này lại ẩn chứa trong 8 bộ vị của tàn thi, nếu ai có được bất kỳ bộ vị nào trong đó đều có thể đạt được một loại lực lượng cường đại không gì sánh kịp. Phong Phi Vân rốt cục nhìn không được hỏi. Vậy trên gốc cây hóa đạo thụ kia treo chính là Diêm Vương hải cốt sao? Đúng vậy. Lão nhân nhẹ gật đầu. Vì sao chỉ còn một cái sống và một cái đùi phải? Phong Phi Vân hỏi. Lão nhân nói. Cái này thì phải nói cho ngươi một câu chuyện. Vốn Diêm Vương thi hài là bị tứ đại tử Minh Vương phong ấn trong tử Minh thi độc, nhưng vào hơn 1000 năm trước, đại khái là 1500 năm trước a. Có mấy nhân vật cấp bậc kiêu hùng của các thế lực lớn định liên thủ trộm Diêm Vương ra từ trong tử Minh thi độc, sau đó chia cắt Diêm Vương thi hài. Nhưng người mấy thế lực lớn kia trước sau phái đi trộm thi đều chết trong tử Minh thi độc, rất nhiều người ngay cả bóng dáng Diêm Vương cũng không trông thấy đã bị những cản thi nhân cường đại kia gạt bỏ. Cuối cùng, bọn hắn rốt cục nghĩ tới một biện pháp có thể mang Diêm Vương từ trong tử Minh thi động ra lại không cho thế nhân biết là bọn hắn gây nên. Phong Phi Vân hỏi. Biện pháp gì? Dùng huyết dịch dương thần thánh thai song sinh dị mở ra dương thần thái cực quái, dùng lực lượng thái cực quái triệu hồi ra một cự linh dương thần. Cự linh dương thần cũng không phải sinh vật ở thế giới chân thật, căn bản không sợ lực lượng tà ác của Diêm Vương, hơn nữa thân cao 374 mét, vô cùng to lớn. Cự kình cũng không thể ngăn được lực lượng của nó. Lão nhân nói, cự linh dương thần. Trong đầu Phong Phi Vân lập tức hiện ra một hình ảnh cự nhân cao mấy trăm thước, cự nhân đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời thét dài, núi động địa chấn, tiếp theo lại nghĩ tới cổ bạch cốt khổng lồ ngủ say trong huyết hà, chẳng lẽ. Lão nhân nhìn ra nghi hoặc trong lòng Phong Phi Vân, mỉm cười nói. Đúng vậy, cổ bạch cốt trong huyết hà dưới phần sơn chính là xương cốt của cự linh dương thần. Cự linh dương thần tuy rằng không thuộc về thế giới này, nhưng vẫn là huyết nhục chi thân, căn bản không ngăn được cổ khí tức tà ác trên người Diêm Vương, huyết nhục trên người biến thành huyết thủy, hội tụ thành một nhánh sông, mà bạch cốt của hắn thì ngủ say dưới đáy huyết hà. Chỉ có đợi khi dương thần thánh thai song sinh dị lần nữa sinh ra đời, dùng huyết dịch song sinh dị mới có thể lần nữa tỉnh lại nói. Cự linh dương thần chính là tồn tại một quyền có thể đánh chết cự kình, có thể cường thế xâm nhập tử Minh thi động. Phá vỡ phong ấn của tứ đại tử Minh Vương, mang Diêm Vương ra khỏi thi động. Loại tồn tại cấp bậc này lại vẫn có thể tỉnh lại, nếu thế thì lực phá hoại không biết sẽ kinh khủng tới mức nào nữa. Phong Phi Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, nói. Muốn tỉnh lại cự linh dương thần, nhất định phải có huyết dịch dương thần thánh thai song sinh dị sao? Lão nhân nhẹ gật đầu, nói. Còn phải cần đến kỷ gia dương thần thái cực quái nữa. Dương thần thánh thai song sinh dị cũng là một loại dị hình dị, chính là hai tỷ muội Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô, khó trách người Kỷ gia muốn bắt được các nàng, người Dương giới cũng muốn bắt được các nàng, thì ra dùng máu của các nàng có thể khởi động dương thần thái cực quái, tỉnh lại cự linh dương thần. Khá lắm, ai có thể tỉnh lại cự linh dương thần liền tương đương với nắm giữ một chiến tướng vô địch, có thể quét ngang thiên hạ. Phong Phi Vân nói. Như vậy lúc trước tham dự vào hành động trộm lấy Diêm Vương là các thế lực nào? Lão nhân đối chuyện này không hề có giữ lại. Dương giới chi vương, âm giới chi mẫu, tầm bảo gia tộc Kỷ gia, Xâm La điện đệ nhất điện. Phong Phi Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, đó đều là siêu cấp bá chủ của tu tiên giới AH. Dương giới chi vương, âm giới chi mẫu và Xâm La điện đệ nhất điện, một người khống chế dương giới, một người khống chế âm giới, một người là đứng đầu Xâm La thập điện. Trong Xâm La thập điện cũng chỉ có đệ nhất điện là vẫn chưa xuất thế, lộ ra đặc biệt thần bí. Phong Phi Vân hiếu kỳ nói. Nếu những đại nhân vật này đã trộm Diêm Vương ra khỏi tử Minh thi động, vì sao bộ phần tàn thi của Diêm Vương lại xuất hiện trong Phong Gia lăng mộ tổ địa?
lão nhân giọng mỉa mai cười nói. Tám bộ phận Diêm Vương tàn thi, mỗi bộ phận đều vô cùng cường đại, những người này chia của không đều, ngược lại liền nội đấu. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới cho Phong gia chúng ta một cơ hội, tuy rằng đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ trong tay những nhân vật cường đại kia cướp đi một bộ phận Diêm Vương hải cốt, nhưng trận chiến ấy ở Bán Đạp Sơn, thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất Phong gia lại chọn đời chôn xương ở dưới chân núi. Thiên tư của hắn cũng cao như người vậy, cũng cực kỳ chói mắt. Trong mắt gia chủ Phong gia đời thứ nhất sinh ra vẻ đen tối, khiến Phong Phi Vân cảm giác được, giờ khắc này hắn mới là người chân tình nhất, mà không phải một cỗ thể xác giả vờ. Vị thiên tài kia trong lời lão nhân có lẽ chính là thần thoại Phong gia, Phong Si rồi. Phong Phi Vân rất muốn nói cho hắn biết, Phong Si đã từ trong lòng đất leo ra rồi, bất quá đã biết thành một cỗ thi tà, không còn là một anh kiệt vô địch khắp thiên hạ như năm đó nữa. Hai mắt Diêm Vương bị người Kỷ gia lấy đi. Đầu lâu Diêm Vương bị Dương Giới Chi Vương lấy. Tay trái Diêm Vương bị Âm Giới Chi Mẫu cướp đi. Ba cây xương sườn Diêm Vương bị Xâm La Điện Đệ Nhất Điện cướp đi. Trái tim, sống lưng, đùi phải Diêm Vương liền rơi vào tay Phong gia chúng ta. Vốn Diêm Vương tổng cộng có 8 bộ phận, nhưng hiện giờ hai mắt lại bị người từ trong đầu xỏ móc ra, biến thành 10 bộ phận. Lão nhân lại nói, thân hình Diêm Vương tuy rằng bị hủy đi chia làm 10 bộ phận, nhưng cường đại nhất vẫn là hai mắt, sống lưng, trái tim. Sống lưng Diêm Vương đại biểu chính là lực lượng vô cùng vô tận, dùng lưng khởi động núi cao, dùng lưng khởi động một đại thế, Phong Phi Vân ngươi dung hợp sống lưng Diêm Vương, đến khi ngươi có thể hoàn toàn vận dụng cổ lực lượng này vậy thì ngươi có thể dựa vào một đôi nắm đấm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Phong Phi Vân lại không quan tâm đến lực lượng khổng lồ gì cả, sống lưng Diêm Vương có lợi hại, nhưng sánh được với bất tử Phượng Hoàng thân đại thừa sao? Phong Phi Vân hỏi. Như vậy trái tim Diêm Vương đại biểu hẳn là tánh mạng chi lực tà ác, vậy trái tim này đi đâu? Khóe miệng lão nhân hiện ra một tia tà ý, tay có chút sờ lên trái tim của mình, đây là một khỏa trái tim không biết đập, chỉ có khi gặm thi thể cự kình thì trái tim này mới có thể nhảy lên vài cái. Đây chính là trái tim hắn bỏ ra hơn 1.000 năm mới dung hợp được, một trái tim có thể khiến cho tánh mạng hắn kéo dài. Không cần phải nói gì nữa rồi, Phong Phi Vân đã hiểu. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất dung hợp trái tim Diêm Vương, thân thể đã hóa tà, nhưng chính bản thân hắn lại không thể tự biết, cái này có lẽ chính là chân lý của hóa tà. Ngay cả Phong Phi Vân hiện tại cũng có chút nói không rõ, gia chủ Phong gia đời thứ nhất rốt cuộc là đã chết. Hay là vẫn còn sống? Có lẽ gia chủ đời thứ nhất thật sự đã chết vào 1.500 năm trước, hắn hiện giờ đã bị Diêm Vương tà khí cho ăn mòn, biến thành một người khác. Long Chiết Quận, Huyền Tinh Phúc Địa. Tại đây vốn là một chỗ tu hành của Phong gia, hiện giờ lại trở thành địa bàn của Xâm La Điện Đệ Thất Điện, trên trăm vạn đệ tử Phong gia đều biến thành tù nhân. Đây đã là ngày thứ ba. Người rất nhiều thế lực lớn trong tu tiên giới đều chạy tới Huyền Tinh Phúc Địa, tham gia thịnh hội lần này. Một ít là tới mượn gió bẻ măng, ví dụ như mấy tên môn và tu tiên gia tộc đặt song song với Phong gia ở Nam Thái Phủ, như Đại Diễn Tiên Môn, Tử Vân Động Thiên, Tần gia, Thiên Nhất Tiên Môn. Mấy thế lực tu tiên này đều là bá chủ Nam Thái Phủ, tồn tại cùng cấp bậc với Phong gia. Bọn họ đều là đến đây làm giao dịch với Xâm La Điện Đệ Thất Điện, muốn chi cắt địa bàn của Phong gia. Đương nhiên còn có một chút người là đến xem náo nhiệt, ví dụ như Xâm La Điện Đệ Tứ Điện, Xâm La Điện Đệ Thập Điện, đều có đại nhân vật đến đây, vào trước giữa trưa đã tiến vào Huyền Tinh Phúc Địa. Phong Phi Vân bắt đi Xâm La Điện Đệ Thất Điện điện hạ, đã tạo thành oanh động rất lớn, rất nhiều tu sĩ đều tại cười nhạo tu sĩ đệ thất điện, ngay cả một tên yêu ma chi tử phải chết không thể nghi ngờ cũng đánh không lại, người thừa kế điện chủ lại bị bắt đi, quả thực là thiên đại chê cười. Rất nhiều tu sĩ đều ở trong tối cười, nữ nhân rơi vào trong tay Phong Phi Vân khẳng định là trinh tiết khó giữ được rồi, coi như là Xâm La Điện đệ thất điện điện hạ, cũng sẽ không ngoại lệ. Có đồn đãi, Xâm La Điện đệ thất điện điện chủ cũng cực kỳ tức giận. Sẽ đích thân hàng lâm Huyền Tinh Phúc Địa. Huyền Tinh Phúc Địa ở vào đoạn cuối một tòa linh mạch, đức vững 99 tòa vân phong, trên vân phong, cây phong lá đỏ, trúc xanh rậm rạp, trên từng vách đá dựng đứng xương trắng lượn lờ, có bốn đầu bạch hạc lớn chừng 3 mét từ trong xương mù bay tới, trên lưng bạch hạc đứng đấy bốn người tu đạo mang kim ti đạo bào. Bốn đầu bạch hạc tiếng kêu thanh linh dễ nghe, xông lên đỉnh núi, tiến nhập vào trong phúc địa. Xuyên qua tít mãi bên ngoài Duyệt Lai Phong,
có thể nhìn thấy có ba tòa vân phong sụp đổ, chặn ngang giữa vách đá, như cự nhân nằm lăn, tiên điện cung khuyết trên đó cũng đã sụp đổ, trong đổ nát thê lương lộ ra một cổ khắc nghiệt chi khí, đây đều là do một hồi đại chiến 3 ngày trước tạo thành. Cao thủ Phong gia cơ hồ đều chết hết, đệ tử khác đều bị cường thế trấn áp, nhốt trong dãy núi, rất nhiều động phủ hiện giờ đều đã biến thành lao ngục. Hôm nay Huyền Tinh Phúc Địa đã bị Xâm La Điện đệ thất điện chiếm cứ. Một ngày này, tu sĩ chạy đến Huyền Tinh Phúc Địa rất nhiều nhiều, có tà đạo hung nhân, cũng có triều đình tướng hầu, tiên môn tiền bối. Thần tướng trẻ tuổi nhất trong triều đình Lệnh Đông Lai tay nắm 100 vạn thần võ quân, chính là một người tuổi trẻ tài cao, tài trí hơn người. Hắn mặc một bộ thiết khải, cưỡi một đầu thằn lằn dị thú cao 10 mét tiến nhập Huyền Tinh Phúc Địa, hắn là đại biểu triều đình mà đến, có 4 tướng quân thần võ quân tu vị cường hãn theo hắn chạy đến, đó là 4 gã thuộc hạ cường đại nhất dưới trướng hắn, đều thiên tài tu luyện, nhân trung long phượng, có được nghị lực bách chiến bất tử. Kỳ Thương Nguyệt mặc một bộ áo đen, như sứ giả đi lại giữa địa ngục Minh Nguyên, chân đạp quỷ tiên kiều, kéo dài qua núi non trùng điệp mà đến, cũng tiến nhập Huyền Tinh Phúc Địa. 2 năm trước nàng đã bước chân vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, tu luyện tài linh chi thuật trên mạc phủ tầm bảo lục, đã trở thành một gã tà linh tầm bảo sư, có thể thôn phệ tu vị người khác cho mình dùng. Loại thức phương thức tu luyện cướp đoạt này khiến cho tiến cảnh tu luyện của nàng cực nhanh, hôm nay tu vị thâm bất khả chắc. Hôm nay, Huyền Tinh Phúc Địa mở ra với tất cả mọi người, nếu Phong Phi Vân không đưa Vạn Hương Sầm về, vậy thì đệ tử Phong gia sẽ bị giết hết từng người một. Sau lưng Vạn Hương Sầm có một phụ thân cấp bậc bá chủ, Phong Phi Vân rõ ràng dám động nàng, cũng khó trách lại khiến Xâm La Điện đệ thất điện tức giận như vậy. Một nam tử mặc hắc y sắc mặt trắng bệch như quỷ từng bước một đi tới Huyền Tinh Phúc Địa. Đây chính là Xâm La Điện đệ tứ điện điện hạ Tiết Trường Tiếu, đến cùng hắn còn có 2 vị lão giả đệ tứ điện, chính là hộ đạo nhân của hắn, đi theo ngay phía sau hắn. Một lão giả trong đó khinh thường cười, nói. Phong Phi Vân đã trúng Diêm Vương hủ huyết, chính là người hẳn phải chết, thiên hạ còn có chuyện gì mà một người hẳn phải chết không dám làm chứ? Nói cũng phải. Tiết Trường Tiếu dưới chân sinh ra một mảnh mây đen, hoành độ hư không, bay về phía ngọn núi ở trung ương Huyền Tinh Phúc Địa, chỗ đó chuông đồng như loại, tiên quang hạo đáng, cung khuyết mọc lên san sát như rừng. Đây quả thực đã trở thành một hồi thịnh hội, tu sĩ chạy đến có rất nhiều. Môn chủ mấy siêu cấp đại tiên môn và gia chủ các gia tộc bản thổ ở Nam Thái Phủ đều mang theo môn nhân, tự mình chạy đến. Tần gia lão tổ lái một cỗ đồng xa nghiền nát hư không, bay về phía ngọn núi trung ương, lái xe chính là một thiếu niên tuấn lãng mặc kim y, lưng cõng trường kiếm, trên cổ mang theo khóa bạc, đúng là Tần gia đệ nhất thiên tài Tần Minh. Đại diễn tiên môn lão tổ Nhạc Trùng Tử cũng mang theo môn nhân kiệt xuất chạy đến, Nhạc Trùng Tử từng bị nữ ma đánh thành trọng thương. Trải qua mấy năm này tu dưỡng, phục dụng đại lượng linh đan và linh dược, thương thế đã tốt hơn phân nửa. Thiên Nhất Tiên Môn và Tử Vân Động Thiên, đều có đại nhân vật ngang trời mà đến, đây đều là tu tiên tông môn số 1 Nam Thái Phủ, môn nhân đệ tử mấy chục vạn, trên 100 vạn, truyền thừa hơn 1000 năm, nội tình thập phần hùng hậu. Bọn họ là vì chia cắt sản nghiệp của Phong gia tại thế tục mà đến, dù sao những sản nghiệp trong thế tục kia đối với Xâm La đệ thất điện mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với bọn họ lại là một miếng thịt mỡ. Phong gia đã từng huy hoàng cỡ nào, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khi dễ đã đến tận cửa nhà mình. Phong Mặc đứng dưới một tòa vân đỉnh sụp đổ trong Huyền Tinh Phúc Địa, nhìn qua 2 bộ hài cốt treo giữa không trung, tay vê râu bạc trắng cảm khái ngàn vạn. 2 bộ hài cốt này, chính là 2 vị lão tổ Phong gia bị Xâm La Điện đệ thất điện anh túc phó điện chủ đánh chết, thi thể bị treo trên ngọn núi phơi nắng, đưa tới một đám ô nha. Thi cốt cự kình không thể ăn, những ô nha này nuốt chừng một khối huyết nhục, thân thể liền thiêu đốt lên, đốt thành cho bụi, nhưng dù vậy, vẫn không ngừng có ô nha bay tới ăn thịt, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Huyết nhục trên người 2 vị Phong gia lão tổ này đã bị ăn sạch một nửa, rất nhiều chỗ còn lộ ra xương cốt trắng như tuyết, bạo lộ trong không khí. Phong Phi Vân đứng ở sau lưng Phong Mặc, cũng nhìn qua 2 cỗ cự kình thi cốt sâu trên không trung kia. Vốn hắn đối với 3 vị lão tổ Phong gia không có chút cảm tình gì, trong lòng cũng không có chút bi thương nào. Trước khi đi vào Huyền Tinh Phúc Địa, Phong Phi Vân đã được tin tức, vị lão tổ thứ 3 của Phong gia đã chết đi, cưu cửu quái bảo trên người cũng mất tích, thi thể vị lão tổ kia bị người chuyển đến phòng đấu giá Ngân Câu phường đấu giá, bị một tên cản thi nhân dùng giá trên trời mua đi. 3 vị lão tổ Phong gia đều đã chết đi,
đối với đệ tử Phong gia mà nói quả thật là một đả kích chí mệnh. Bên tai Phong Phi Vân Duyền đến tiếng gào khóc, những đệ tử Phong gia bị giam giữ trong động nhìn qua thi thể lão tổ treo trên đỉnh Vân Phong biến thành thức ăn của Ô Nha, cả đám đều bi thương khóc giống. Khóc đến đặc biệt tuyệt vọng. Ba vị lão tổ đều chết hết, Phong gia cũng sắp sửa diệt vong. Phong gia muốn diệt tuyệt, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, chết ở trong Phong gia tổ địa. Gia tộc đã vong, còn sống cũng chỉ là một cái xác không hồn. Nghe nói đám tà nhân Xâm La Điện đệ thất điện còn muốn biến chúng ta thành nô lệ nữa. Thà làm quỷ dưới đao, không làm nô quỷ gối. Giữa dãy núi đều là nguyên một đám động phủ tu luyện, hiện giờ lại biến thành lao ngục, một đường đi qua, đã nghe được rất nhiều tiếng khóc của đệ tử Phong gia, còn có tiếng gào thét tuyệt vọng. Đi đến dưới một ngọn núi tràn đầy kỳ thạch, xuyên qua một lối nhỏ, bên trong có một động phủ, truyền đến một tiếng giống to. Phong Phi Vân, không thể đưa ả đàn bà chết tiệt kia của Tà Tông trở về, người đó là tự tìm đường chết a hát. Phong Phi Vân dừng bước, nhìn lại trong động phủ, đệ tử Phong gia bị giam ở bên trong nhiều đến trăm người, mới vừa kêu lên chính là Phong gia nghịch thiên tài Tuấn Phong Lăng Cơ. Phong Lăng Cơ chính là một người thiên tư cao nhất trong một đời tuổi trẻ Phong gia ngoại trừ Phong Phi Vân và Tiểu Tà Ma gia, đã từng là một thành viên trong Trừ Ma Liên Minh, đuổi giết qua Phong Phi Vân, nhưng lại thua trong tay Phong Phi Vân. Trước kia hắn luôn bị bại không phục, nhưng hiện tại hắn lại phục rồi. Ở trước mặt đệ thất điện, bọn hắn ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, nhưng Phong Phi Vân lại có thể bắt đi đệ thất điện điện hạ, đây là chênh lệch. Lại có người rơi lệ đầy mặt chu lớn. Phong gia hôm nay phải diệt tộc, Phong Phi Vân ngươi là hạt giống cuối cùng của Phong gia chúng ta rồi, ngươi không thể đi chịu chết a hát. Đúng vậy, tuổi thọ của ngươi đã không nhiều lắm, vẫn nên thừa dịp trước khi chết, lưu lại cho Phong gia chúng ta một mầm mống đi. Phong gia cứ như vậy tuyệt hậu, ta không cam lòng a hát. Đừng suy nghĩ nhiều, chờ yêu nữ Tà Tông kia đi, lưu cho Phong gia một hạt giống. Chờ yêu nữ Tà Tông, lưu cho Phong gia một hạt giống. Trời yêu nữ Tà Tông, lưu cho Phong gia một hạt giống. Những đệ tử Phong gia IA đều cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cảm thấy Phong gia phải tuyệt hậu, đều đang cổ động Phong Phi Vân làm thịt vạn hương sầm, lưu lại cho Phong gia một hạt giống, bằng không đợi đến khi Phong Phi Vân cũng chết đi, vậy thì Phong gia liền thật sự tuyệt hậu rồi. Khắp núi khắp nơi đều là tiếng kêu gào như thế, khiến Phong Phi Vân cực kỳ xấu hổ. Vạn Hương Sầm đi theo đằng sau Phong Phi Vân càng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi, chẳng lẽ nàng lại nói cho những đệ tử Phong gia này biết, nàng đã bị Phong Phi Vân cưỡng gian rồi sao? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tất cả mọi người xuất hiện đi. Cùng ta đi ngọn núi Trung ương, Phong gia tổ trạch, đi vào trong đó tìm nữ tu sĩ tà đạo, ai có bản lĩnh thì lưu lại hạt giống cho các nàng đi. Trong tay Phong Phi Vân lóe lên bạch quang, một thanh bạch thạch cự đao nắm trong tay. Chém về phía trận pháp trong động phủ. Bạch Long từ trên thân đao sông ra bay tới, phát ra tiếng long ngâm rung trời động địa, trực tiếp chém nát 7 tầng cấm trận, thả hơn 100 tên đệ tử Phong gia bên trong ra. Đây chính là trận pháp do tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh Tà Tông bày ra, những đệ tử Phong gia này liên thủ cũng không thể y dung chuyển, nhưng Phong Phi Vân lại một đao phá vỡ cả 7 tầng trận pháp, lực lượng bực này, khiến những đệ tử Phong gia kia rung động không thôi. Rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái. Những đệ tử Phong gia này đều tràn ngập nhiệt huyết, sau khi trốn ra, liền đều đánh tới Vạn Hương Sầm, muốn tìm yêu nữ Xâm La đệ thất điện này tính sổ, đương nhiên trong đó cũng không ít người muốn Vạn Hương Sầm giúp Phong gia lưu lại chủng tử. Phong Phi Vân hoành đao mà đứng, trên người lao ra một cổ khí phách long ngâm phượng minh, bảo hộ Vạn Hương Sầm trong ngực, nói đùa, dù nói thế nào, yêu nữ này hiện giờ cũng đã là nữ nhân của hắn. Há có thể để những đệ tử Phong gia này đánh nàng tàn phế chứ? Các ngươi muốn tìm người Xâm La Điện đệ thất điện báo thù thì theo ta đi ngọn núi Trung ương, chỉ cần đánh tan bọn hắn thì nữ nhân của Xâm La Điện đệ thất điện đều là của các ngươi. Phong Phi Vân ôm thân hình như rắn nước của Vạn Hương Sầm cười nói. Nhưng tiểu mỹ nhân này, các ngươi lại không thể động. Vạn Hương Sầm trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, không chỉ đối với những đệ tử Phong gia kia. Đồng thời cũng kể cả tên Phong Phi Vân đang sờ loạn khắp người nàng này, nếu không phải khổ nổi thu vị bị phong ấn thì nàng sớm đã giết hết mọi người ở đây rồi. Tốt, dù thế nào hiện giờ chúng ta cũng nghe lời ngươi, coi như là lấy trứng chọi đá, chúng ta cũng phải cùng đám tà nhân Xâm La Điện đệ thất điện kia liều đến cá chết lưới rách. Phong Lăng Cơ kêu lên. Phong Phi Vân,
người bây giờ chính là lão đại của chúng ta, hôm nay đàn ông Phong gia chúng ta sẽ cùng bọn họ liều mạng. Cho dù chết, cũng phải dùng máu tươi chứng minh chúng ta là người Phong gia thiết cốt bong bong. Tất cả đệ tử Phong gia đều đi theo sau lưng Phong Phi Vân, hạo hạo đáng đáng chạy tới ngọn núi Trung ương, trên đường đi, nguyên một đám được thả ra, đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh, lúc đến dưới ngọn núi Trung ương, đã có mấy vạn đệ tử Phong gia đi theo sau lưng Phong Phi Vân. Quả thực chính là một người hô, mà vạn người ứng, dựng cờ khởi nghĩa, tịch quyển thiên hạ. Tất cả đệ tử Phong gia đều ôm lòng hẳn phải chết, dù sao lực lượng cách xa thật sự quá lớn. Hơn nữa bọn hắn cũng không chú ý tới lão giả vẫn một mực đi theo bên cạnh Phong Phi Vân kia, nếu có người chú ý tới, liền sẽ phát hiện lão giả này quả thật giống như đúc với bức họa mà hàng năm bọn hắn vẫn bái tế. Tu sĩ Xâm La Điện đệ thất điện đều bị kinh động, mấy trăm vị hắc y Xâm La từ trên ngọn núi Trung ương như một đám chim to màu đen bay xuống, tiếng xé gió không dứt bên tai. Mấy trăm tên hắc y Xâm La đều là tinh anh đệ tử đệ thất điện, trên người mang theo một cổ hung lệ chi khí. Bọn đệ tử Phong gia bát thật sự là phản rồi, phải lần nữa chân áp bọn chúng mới được. Oanh! Phong Phi Vân ngửa mặt lên trời bổ ra một đao, một đạo long hình đao lãng đã bay ra ngoài, cuốn khắp thiên mạc, chém chết 10 tên hắc y Xâm La, huyết phũ bay lả tả, thi cốt văng khắp núi, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang ba ba. Những đệ tử Phong gia kia đều hung tính đại phát, cả đám đều đánh ra thuật pháp và kình khí, hơn vạn đạo quang hoa vọt thẳng lên. Đánh cho mấy trăm tên hắc y Xâm La kia đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn. Phong Phi Vân đầu lĩnh, đi trên cổ đạo trên núi, gặp địch giết địch, gặp khấu chu khấu, những nơi đi qua đều lưu lại tử thi, những tử thi kia đều bị đệ tử Phong gia đập nát, hận ý trong lòng đều bạo phát ra. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất thì vẫn không nhanh không chậm đi theo sau lưng Phong Phi Vân, từ đầu đến cuối đều không nói qua một câu, nhìn qua bóng lưng Phong Phi Vân, trên mặt lộ vẻ tán thưởng. Có chút nhẹ gật đầu. Lúc đi đến sườn núi, Xâm La Điện đệ thất điện rốt cục có cao thủ chạy đến, đây là ba lão giả mặc tử kim hắc y, tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây khô. Ba vị lão giả này đã tu luyện hơn 400 năm, chính là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, nhân vật cấp bậc trưởng lão trong Xâm La Điện đệ thất điện. Cảnh giới thiên mệnh tổng cộng có cửu trọng thiên, một khi đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng là có thể có được 500 năm tuổi thọ. Nhưng cảnh giới thiên mệnh mỗi một trọng đều rất khó đột phá, hơn phân nửa số tu sĩ đều bởi vì thiên tư không đủ mà sau khi đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng liền không thể tiến thêm, cả đời đều bị khốn chết ở cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Làm một ví dụ, nếu là nói thần tấn vương triều tổng cộng có 100 tỷ nhân khẩu, nhưng tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh ít đến thương cảm, xác suất thấp đến đáng sợ, có lẽ cũng chỉ có 1/10 vạn. Nói cách khác trong 10 vạn người. Mới có một người có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh, tổng cộng cộng cũng chính là 100 vạn người. Nhưng trong 100 vạn tu sĩ thiên mệnh này, có một nửa đều dừng lại ở cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, bởi vì nguyên nhân thiên tư nên trọn đời cũng không thể đột phá, cho dù tu luyện 300 năm, 400 năm thì vẫn là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, chỉ có điều bởi vì mấy trăm năm tích lũy nên chiến lực cường đại hơn tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng bình thường rất nhiều. Đây là một loại đào thải tàn khốc. Cảnh giới càng hướng lên thì đào thải càng mạnh, ví dụ như nửa bước cự kình muốn tấn chức cự kình, chỉ có 1/10 xác suất. Trong 10 người nửa bước cự kình, mới có thể có một người đạt tới cảnh giới cự kình. Tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng muốn đạt tới cảnh giới nửa bước cự kình, cũng là xác suất 1/10. Có thể đứng ở đỉnh phong vĩnh viên rất ít. Cảnh giới thiên mệnh, mỗi một trọng thực lực đều sẽ chênh lệch cực lớn, theo cảnh giới đề cao, muốn vượt cấp mà chiến lại càng thêm gian nan. Dù sao có thể tu luyện tới cảnh giới siêu cao thì đều là nhân vật đỉnh phong đã qua tầng tầng sàng chọn, thiên tư cũng sẽ không quá kém. Cho nên, sau khi đạt tới cảnh giới thiên mệnh, thiên tài cấp bậc sử thi cũng không thể vượt qua 3 cảnh giới giết người, cho dù vượt qua 2 cảnh giới giao thủ với người cũng cực kỳ cố hết sức, thậm chí còn có thể bị đánh bại nữa. Phong Phi Vân, thả ra điện hạ chúng ta ra, lưu ngươi toàn thây. Một lão giả có chút khô gầy trong ba lão giả áo đen kia lấy tay chỉ vào Phong Phi Vân, mang theo ngữ khí mệnh lệnh nói. Phong Phi Vân kéo theo bạch thạch cự đao, chủ động nghênh đón lấy, cười nói. Thả người nhà của ta ra, sau đó cút ra khỏi huyền tinh phúc địa, ta lập tức sẽ trả nàng cho các ngươi. Lớn mật, ngươi cho rằng ngươi có tư cách bàn điều kiện với chúng ta sao? Lão giả khô gầy kia biết rõ Phong Phi Vân không dễ chọc. Vì vậy trực tiếp tế ra bổn mạng pháp khí, trong đan điền sánh chói trăm đạo,
một cái thanh đồng chiến thương bay ra, tựa như một đạo thanh sắc tia chớp. Phong Phi Vân căn bản không liều mạng với bọn họ, dù sao mục đích của hắn là tới cứu người, mà không phải giết người, loại chuyện giết người này đương nhiên phải lưu lại cho cường giả làm, mình không cần phải vọt lên tuyến đầu. Hắn bắt lấy cái cổ thon dài của Vạn Hương Sâm, đặt ở ngực mình, đưa bạch thạch cự đao kề lên cổ nàng, bộ dáng rất giống đại thúc bán thức ăn ngoài chợ lấy đao giết ngỗng vậy. Vạn Hương Sâm hiện giờ chính là một con ngỗng trong tay Phong Phi Vân. Ai mẹ nó dám tới, có tin ta chặt đầu nàng không? Thanh âm Phong Phi Vân cực kỳ hữu lực. Nhưng sắc mặt của hắn lại rất yếu ớt, không có một tia huyết sắc, tựa như một con ma ốm vậy. Hắn cũng không muốn để cho người khác biết rõ, hắn đã hóa giải được Diêm Vương hủ huyết, nếu để cho những đại nhân vật thế hệ trước kia biết được, chỉ sợ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a, bọn họ sẽ coi hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ muốn giết đi cho thống khoái. Cho nên, Phong Phi Vân nhất định phải tiếp tục giả vờ làm đoàn mệnh quỷ sống không được bao lâu nữa. Vạn Hương Sầm năm ngón tay mảnh khảnh đều bóp chặt đến khanh khách rung động, quá ghê tởm. Phong Phi Vân rõ ràng ở trước mặt nhiều người như vậy nắm lấy đầu của nàng, còn đè nàng xuống đất, kề đao vào cổ nàng nữa, cái này làm bảo nàng về sau phải ngẩng đầu làm người thế nào đây? Sau khi Phong Phi Vân làm như vậy quả nhiên đã khiến ba lão giả cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng kia sợ tới mức lui về phía sau, sợ sẽ ép tên liều mang này, nếu vì thế mà làm bị thương đến một sợi lông của điện hạ, ba người bọn hắn chỉ sợ cũng phải biến mất khỏi tu tiên giới mất. Tất cả mọi người biết rõ. Phong Phi Vân tuổi thọ không nhiều lắm rồi, căn bản không sợ chết, cũng chính bởi vì như thế, cho nên không ai dám đánh bạc mạng với hắn cả. Bá, 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 bá. Xâm La Điện đệ thất điện bốn vị nữ hộ điện cũng từ trên đỉnh núi bay xuống, trên lưng phủ lên áo choàng màu đen, trên đầu tết tóc đuôi ngựa, đổi một cái đai lưng màu vàng, phát họa ra vòng eo mảnh khảnh như rắn nước kia. Bốn người các nàng đều là thiên mệnh đệ nhị trọng, đều có nghịch thiên chi tư. Trên người khí tức nồng hậu dày đặc, chiến lực mỗi người đều không hề yếu hơn Phong Phi Vân bao nhiêu. Một nữ hộ điện tuổi hơi lớn trong đó, áp giải một trung niên nam tử mang theo gông sắt đi ra, mặt như băng xương nói. Phong Phi Vân, có nhận ra hắn không? Trung niên nhân này làn da hơi có vẻ ngăm đen, nhưng lại không mất đi văn nhã chi khí, một đôi mắt sáng ngời phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nữ hộ điện mới vừa đẩy hắn kia. Nhị bá! Trong mắt Phong Phi Vân thoáng vài phần nhu hòa, mới vài năm không gặp, nhị bá lại già đi không ít. Gia gia Phong Phi Vân tổng cộng có ba con trai, phụ thân của hắn gọi là Phong Vạn Bằng, đứng hàng thứ ba. Trung niên nhân trước mắt này gọi là Phong Vạn Lý, cũng là nhị ca của phụ thân hắn, cho nên Phong Phi Vân gọi người trung niên này là nhị bá. Phi Vân. Phong Vạn Lý chó chút kích động nhìn Phong Phi Vân, thế sự xoay vần trong mắt, kìm lòng không được chảy ra nước mắt. Thở dài nói. Ngươi không nên tới A Hát. Phong Phi Vân nếu cũng chỉ có linh hồn lớn lên ở Phượng Hoàng tộc thì hắn có lẽ căn bản sẽ không để ý đến cái gọi là thân tình, càng sẽ không gọi một nhân loại là phụ thân và nhị bá. Mà trên thực tế, Phong Phi Vân mặc dù có Phượng Hoàng linh hồn, nhưng thân thể này dù sao cũng là thân thể nhân loại, chính thức chiếm chủ đạo chính là linh hồn nhân loại, cũng là linh hồn của Phong thiếu gia. Mà cuộc sống nhân sinh trong Phượng Hoàng tộc kiếp trước càng giống như một đoàn trí nhớ khổng lồ, có thể ảnh hưởng rất lớn đến hỉ nộ ái ô và phán đoán tư duy của Phong thiếu gia, nhưng cũng không phải là chủ đao nhi. Dĩ nhiên thù hận đối với Thủy Nguyệt Đình, là khắc cốt minh tâm, coi như là trải qua thế sự luân hồn cũng khó giảm đi nửa phần. Cũng chính bởi vì như thế, Phong Phi Vân đối với thân nhân của mình cực kỳ coi trọng, xem bọn họ như trưởng bối khả kính của mình, cho nên hắn mới có thể đến đây. Bằng không, hắn cũng không thèm quản đến Phong gia làm gì. Phong Phi Vân cười khổ nói. Nhị bá, người yên tâm ta đã dám đến thì có nắm chắc tuyệt đối có thể cứu các ngươi ra khỏi ma trường. Phong Vạn Lý nhắm hai mắt lại khẽ lắc đầu, Xâm La Điện đệ thất điện thật sự quá cường đại, há một tiểu bối có thể chống lại, vì không liên lụy đến cháu trai mình, hắn đã làm tốt chuẩn bị tự mình kết thúc. Trong lòng của hắn hiện giờ cũng chỉ có một lo lắng, mở mắt, nói. Tiên Tuyết cùng ngươi rời đi, nàng hiện giờ có tốt không? Phong Vạn Lý là nghĩa phụ Phong Tiên Tuyết, hắn cũng không biết, Phong Tiên Tuyết kỳ thật chính là rượu thịt hòa thượng vì tìm kiếm Phong gia lăng mộ tổ địa nên mới an bài nàng đến Phong gia nằm vùng tìm hiểu tin tức, tên gọi chân thật là Nạp Lan Tuyết Tiên. Phong Phi Vân có chút dừng một chút, nói. Nàng, rất tốt, gặp một vị sư phó đức cao vọng trọng,
phẩm hạnh cực tốt, hôm nay đừng hòng ai khi dễ được nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhà đầu kia thật có phúc khí, người sau này phải hảo hảo chiếu cố nàng a hát. Phong Vạn Lý đã triệt để yên tâm, lo lắng duy nhất của mình đã không còn, có thể an tâm rời đi rồi. Phong Phi Vân sao có thể nghe không ra hắn là đang nhắn nhủ hậu sự, vừa muốn ngăn cản hắn tự sát, chợt, trong không khí truyền đến một đạo lôi điện mãnh liệt, chém nát không gian, trực chỉ đỉnh đầu Phong Phi Vân. Oanh! Có tuyệt đỉnh cường giả muốn đánh lén Phong Phi Vân, muốn nhất kích tất sát hắn, sau đó cứu đi Vạn Hương Sầm. Gia chủ đời thứ nhất đứng bên cạnh Phong Phi Vân trong mắt bắn ra một đạo tà quang, vừa muốn ra tay, chợt nhìn thoáng qua phương xa, lại thu liếm khí tức trên thân, yên tĩnh đứng ở một bên. Một thanh âm già nua mà to lớn từ trên trời truyền đến, tựa như thiên trung hồng âm, chấn khiến người mang tai đau nhức. Hừ, thân là nửa bước cự kình, rõ ràng đánh lén một tên tiểu bối, cũng không sợ chê cười sao. Sau một khắc, thanh âm đã rất gần, một căn quải trượng từ trong đám người đưa ra ngoài, điểm nát đạo tia chớp muốn đánh chết Phong Phi Vân kia. Xâm La Điện đệ thất điện nửa bước cự kình từ trên sườn núi bay xuống, nhìn chằm chằm vào đám người nói. Mới vừa rồi là người phương nào ra tay, rõ ràng dám quản chuyện giữa Phong gia và đệ thất điện chúng ta, lá gan không nhỏ, cút ra đây cho ta. Vị nửa bước cự kình này thanh âm cũng như hồng trung thiên âm, chấn khiến hơn 10 tên đệ tử Phong gia trong lỗ tai đổ máu. Một lão giả thân hình còng xuống, tóc trắng xóa từ trong đám người lách ra, lão giả này chống một căn quải trượng, mặc quần đó, vác trên lưng lấy một thanh đại khảm đao, thiếu một nửa hàm răng trong miệng, trên miệng còn cắm một trái lê lớn. Lão giả này bộ pháp tập tễnh, sợ là đã bước nửa chân vào mồ, nhưng ăn mặc cũng rất làm dáng, trên người mang theo một cổ phỉ khí. Phốc! Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã phút ra, lão hàng này không phải áp Hoàng Phong Lĩnh tam đương ra sao? Lúc ở Hoàng Phong Lĩnh thì hắn đã sớm đoán được lão bất tử kia và Phong gia khẳng định có sâu xa lớn lao, quả nhiên Phong gia gặp nạn, hắn liền từ trong hốc cây chui ra rồi. Phong Phi Vân cũng không biết lão hàng này chính là gia gia của gia gia hắn, Phong Độc Cô, cao hơn Phong Phi Vân 4 bối phận. Tam đương gia vốn là tuyệt đỉnh thiên tài Phong gia, càng là người thừa kế gia chủ, nhưng vì đi thần đô cứu bạn tốt của mình, cho nên mới phải chủ động rời khỏi Phong gia, sau khi cứu được người về, lại mai danh ẩn tích trốn đến Nam Man Biên Thủy, trở thành một phương đạo tặc. Nhưng hôm nay Phong gia nguy ở sớm tối, Phong Độc Cô dù sao chính là người Phong gia, cuối cùng vẫn đuổi trở về. Tam đương gia chống quải trượng, run rẩy nói. Xâm La Điện đệ thất điện là vật gì, có thể ăn được không? Lão gia hỏa, ta đến nói cho ngươi biết có ăn được không? Lão giả khô gầy kia đánh thanh đồng chiến thương ra ngoài, như một đạo thanh điện, vạch phá bầu trời. Tam đương gia ném trái lê đang gặm dở ra ngoài, nhấc lên đại khảm đao trên lưng, một đao chém lão giả kia thành hai nửa, phốc, ngũ tạng lục phủ trong thân thể đều chảy ra, rầm rầm, huyết vãi trên đất. Sao thế, Xâm La Điện trong truyền thuyết không phải gia châu hò hét rất hay sao? Phong Độc Cô nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy răng gãy. Tuy rằng hắn đã già khọm rồi, nhưng phỉ khí bức người, thật sự là một tên sơn đại vương vào nhà cướp của, đốt giết đánh cướp. Vị đệ thất điện nửa bước cự kình kia sắc mặt tái nhợt. Không biết sống chết. Oanh! Vị nửa bước cự kình này chắp tay trước ngực, tràn ra một mảnh hàn khí lạnh như băng, nhiệt độ không khí lập tức hạ thấp, trên bầu trời thậm chí có từng mảnh bông tuyết phiêu rơi xuống. Bị hàn khí trên người hắn dẫn động, tầng mây trên bầu trời chậm rãi đẩy ra, một thanh hàn băng cự đao từ trên bầu trời bổ xuống, thân đao tựa như một đầu sơn mạch cực lớn. Ầm ầm! Đây là cao thủ cấp bậc nửa bước ra tay, chỉ khí thế từ một chiêu cũng đã ép khiến hơn 1000 tên đệ tử Phong gia nằm sấp trên mặt đất, lực lượng cường giả ép tới khiến rất nhiều người đều thổ ra máu tươi. Tam đương gia dẫn theo dao bầu, một đao chém nát hàn băng sơn mạch trên bầu trời, cười lớn một tiếng, hai chân đạp đất, nhảy dựng lên, bổ một đao tới tên nửa bước cự kình kia. Một đao rắn chắc bổ khiến vị nửa bước cự kình kia người ngã ngựa đổ. Hắc hắc! Đao thứ hai của lão tử lại tới nữa. Tam đương gia liên tiếp bổ ra đao thứ hai, đánh bay luôn bổn mạng linh khí của vị nửa bước cự kình kia ra ngoài. Đao thứ ba rơi xuống. Phốc! Vị nửa bước cự kình kia cũng bị chém thành hai nửa, máu chảy đầy đất, xác nằm trên mặt đất. Một màn này khiến tất cả mọi người há hốc mồm, lão giả này rốt cuộc có địa vị gì,
vậy mà ba đao đánh chết một vị nửa bước cự kình, đây chính là một vị nửa bước cự kình a, tổn thất một vị, coi như là Xâm La đệ thất điện cũng sẽ thịt đau a. Một tu sĩ lớp già Phong gia đột nhiên kinh hô một tiếng, kêu lên. Là phụ thân sao? Tam đương gia ăn mặc quần đỏ sái, lưng cõng thân thể, dáng người vô cùng làm dáng, nói. Hôm nay lão tử là tới giết người, không phải đến nhận thân đâu. Đỉnh ngọn núi trung ương, vị lão tổ kia của Tần gia cười khan vài tiếng, nói. Phong gia cuối cùng cũng có một vị cự kình trở về rồi, Phong Độc Cô đã rời khỏi Phong gia hơn 180 năm, không nghĩ tới lại vào lúc này quay lại tìm cái chết. Tần gia và Phong gia chính là địch nhân, cũng chính bởi vì như thế, chỉ có Tần gia lão tổ là nhận ra thân phận chân thật của Phong Độc Cô. Nếu là một vị cự kình cuối cùng của Phong gia, vậy thì ta tới tiễn hắn quy thiên. Một thanh âm âm u vang lên, lúc một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn cũng đã bay ra Phong gia tổ trạch, trực tiếp hàng lâm đến sườn núi. Trong Huyền Tinh Phúc Địa, ngoại trừ hai vị phó điện chủ ra, Xâm La điện đệ thất điện còn có 6 vị cự kình, giờ phút này ra tay chính là người cường đại nhất trong 6 vị cự kình, Lục Cuồng. Không có bất kỳ lời nói thừa thải nào cả, Lục Cuồng liền trực tiếp với Tam Đương gia, hai người đều là nhân vật cấp bậc cự kình, mỗi một chiêu đều kinh thế hãi tục, sơn băng địa liệt. Tam Đương gia bay thấp đến đỉnh một tòa vân phong xa xa, Lục Cuồng theo sát phía sau, một quyền đánh sập cả vân phong, chiến lực quả thực vô cùng biêu hãn, thương khung cũng phải chấn động. Ha ha, công pháp mà Phong gia tu luyện thật sự quá thấp rồi, cái gọi là đại phong kình chẳng qua chỉ là đê cấp công pháp mà thôi, mặc dù tu luyện đến cảnh giới cự kình, chiến lực cũng còn xa mới sánh được với cự kình Xâm La điện ta. Lục Cuồng một trưởng đánh ra, trên bàn tay long hổ âm thanh chấn động một mảnh, lại có hãi tòa núi lớn bị ảnh hưởng, nhanh chóng sụp đổ, biến thành đất bằng. Tu vị của hắn quả thật khủng bố, cũng đã sắp lọt vào hàng ngũ siêu cấp cự kình rồi. Giao bầu của Tam Đương gia bị trưởng ấn chấn vỡ, khiến hắn càng đánh càng cuồng, sức chiến đấu tăng lên cực nhanh. Phong gia hôm nay nhất định phải diệt tộc, nam bán làm nô lệ, nữ bán làm kỹ nữ, người dám can đảm tạo phản, giết không tha. Một cự kình khác của Xâm La điện đệ thất điện giết ra. Xâm La điện đệ thất điện muốn tốc chiến tốc thắng, hợp lực lượng hai cự kình chấn giết Tam Đương gia. Phong Phi Vân trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Nhìn thoáng qua gia chủ đời thứ nhất, lão gia hỏa này vì sao còn chưa ra tay? Gia chủ Phong gia đời thứ nhất ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bầu trời phương Nam, Phong Phi Vân theo ánh mắt của hắn nhìn qua, chỉ thấy có một con bạch miêu cực lớn bay trên thiên mạc, trên lưng bạch miêu còn ngồi một thiếu nữ 13, 14 tuổi, không phải tiểu tà ma thì ai nữa. Nhưng chân chính khiến Phong Phi Vân giật mình lại là nam tử tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn bên cạnh tiểu tà ma, hắn mặc bạch khải, muôn đời không gì. Trên lưng khoát áo choàng đỏ tàn phá, tựa như một mặt thần kỳ rách nát vậy. Trên áo giáp màu trắng khảm nạm lấy một phương khiên tròn, trên đó còn có một chữ Phong cực lớn. Phong Si lỗi lạc mà đứng, dáng người cao ngất, tựa như thanh tùng lơ lửng giữa không trung, hai mắt tĩnh mịch tựa như hai mảnh vũ trụ, si ngốc nhìn qua mảnh dãy núi này. Phong Si, Phong Phi Vân nhìn không được nói. Tiểu tà ma vậy mà dẫn Phong Si từ Bán Đạp Sơn đến đây. Nhìn xem tiểu nha đầu này hẳn là vào lúc gia tộc tồn vong nên mới dẫn nhân vật thần thoại Phong gia trở về. Phong Si tuy rằng đã chết đi hơn 1.000 năm, nhưng chiến lực vô cùng, ở Bán Đạp Sơn, hắn dùng lực lượng một người dọa sợ cự kình Tử Minh Thi Động và Xâm La Điện không dám nhúc nhích. Cổ khí thế một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu phải khiếp sợ kia đến giờ Phong Phi Vân vẫn còn ký ức mới mẻ. Lúc này có trò hay để nhìn rồi, mấy người cường đại nhất Phong gia đều trở về rồi. Xâm La điện đệ thất điện lần này không trả một cái giá lớn thảm trọng thì đoán chừng không thể ra khỏi Huyền Tinh Phúc Địa được. Tiểu tà ma ngồi ở trên lưng Miêu Miêu, đôi sáng tỏ tựa như ngôi sao tìm kiếm trong đám người, cuối cùng rốt cuộc tìm được Phong Phi Vân, bờ môi phấn hồng lập tức có nhếch lên, không biết trong lòng của nàng lại đánh chủ ý xấu xa gì nữa. Mà Phong Si ở cạnh nàng thì lại như một cỗ thạch điêu vẫn không nhúc nhích, hai mắt đang nhìn lấy mảnh sơn vực quen thuộc này, nhìn thấy từng tòa ngọn núi sụp đổ. Trong ánh mắt không chút thần sắc cũng lộ ra một tia chấn động. Hắn khoát tay, cứng ngắc vươn ra một ngón tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch sắc ánh sao, bay thẳng đến chân trời. Trên bầu trời, lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Một mảnh máu tươi từ trên bầu trời phiêu tán xuống. Một cánh tay Lục Cuồng bị vừa một đạo tinh mang vừa rồi chém rụng, trên mặt hoảng sợ từ trong tầng mây bay ra,
phong bế miệng máu nơi cánh tay, đứng ở vị trí sườn núi nhìn qua nam tử mặc bạch khải trên thiên mạc phía nam. Tam đương gia và một cự kình khác cũng ngừng lại, không tiếp tục ra tay nữa, đều bị biến cố xuất hiện này dọa cho kinh sợ. Một đạo tinh mang vừa rồi, tựa như thiên đạo cực quang, bọn hắn ba vị cự kình đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ trong đó, căn bản không cách nào chống cự nổi. Tiểu tà ma ngồi ở trên lưng bạch miêu, tiếng cười như phong linh, nói. Tu sĩ Xâm La Điện đệ thất điện đều nghe cho bổn tiểu thư, đệ nhất cao thủ vô thượng cự kình phong ra chúng ta trở về rồi, các ngươi đều cút đi, bằng không cả đám đều phải chết. Tất cả mọi người có một loại cảm giác sờ không được ý nghĩ, dù sao Phong Si đã chết đi hơn 1.000 năm, thời gian trôi qua quá lâu, căn bản không ai nhận ra hắn cả. Các đại nhân vật của Đại Tiên Môn đứng trên đỉnh ngọn núi Trung Ương, cả đám đều có chút giật mình, ở trong tối tự suy đoán Bạch Khải Nam Tử đột nhiên giết ra nà đến cùng là thân phận gì, rõ ràng tùy ý điểm ra một ngón tay liền có thể khiến Lục Cuồng đứt một cánh tay. Mà ngay cả Tần gia lão tổ, lần này cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, Phong gia làm sao có thể có cường giả đáng sợ như thế, nếu có người mạnh như thế, Phong gia chỉ sợ sớm đã trở thành đệ nhất bá chủ Nam Thái Phủ rồi. Hừ, toàn bộ thần tấn vương triều vô thượng cự kình không quá một bàn tay, tiểu nha đầu, người hù dọa ai chứ? Lục Cuồng tuy rằng gãy một cánh tay, nhưng vẫn chiến ý tràn đầy, hắn không phục, cho rằng đối phương nhờ đánh lén mới đắc thủ, nếu chính diện đánh một trận, hắn chưa chắc sẽ thua. Tiểu tà ma nắm lấy nắm đấm, trên khuôn mặt tuyệt xinh đẹp tức giận, tựa như một con gà mái nhỏ, nói. Ta là nữ hài nhi nghe lời, ta không gạt người đâu. Lục Cuồng hừ lạnh một tiếng, tế ra một huyết sắc thạch ma, hai mảnh thạch ma cao tới trăm trường hợp với một cây trục thanh đồng, thạch ma chuyển động, ông ông, âm thanh chói tai. Đây là một kiện linh khí. Lục Cuồng cũng biết lực lượng Phong Si vô cùng cường hãn, cho nên không dám có chút khinh thường, trực tiếp tế ra linh khí, nhưng thần sắc Phong Si vẫn ngốc trệ như trước, vẫn không nhúc nhích, hằng cổ không thay đổi. Lục Cuồng vẫn không thôi, cho rằng Phong Si đây là đang coi rẻ hắn, liền toàn lực đánh thạch ma ra ngoài, bầu trời chung quanh đều sấm sét vang dội, khí thế bàng bạc tới cực điểm, tựa như lôi thần đang tức giận. Ầm ầm, Phong Si duỗi ra một tay, hời hợt sờ một cái, thạch ma cao trăm trượng liền vỡ vụn ra, rơi trên mặt đất, ném ra 7, 8 cái hố to. Vậy mà tay không bóp nát một kiện linh khí. Quá kinh khủng, Lục Cuồng sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng cảm giác không ổn, quay đầu bỏ chạy. Oanh, một bàn tay ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập hắn vào lòng đất, nghiền ép thành bùn máu. Phong Si thu tay về, lại hằng cổ bất động đứng ở nơi đó, như một khối phong bi bất hủ trong gió, bất động, trọn đời trường tồn. Toàn trường đều sợ hãi, không cách nào bình tĩnh được nữa. Bầu trời rơi xuống từng mảnh huyết hoa, mang theo một cổ mùi tanh nhàn nhạt. Vô luận là những đệ tử Phong gia hay là tu sĩ các phải trên đỉnh ngọn núi Trung Ương, hoặc là các vị cự kình Xâm La Điện đệ thất điện giờ phút này đều giống như lôi điện dội vào đầu, toàn thân đều sợ run. Lật tay tầm đó, liền đánh chết vị cự kình, đương thời có mấy người có thể làm được. Thật là một vị cái thế nhân kiệt bị di vong của Phong gia quay về sao? Trong đầu rất nhiều người đều phát ra nghi vấn như vậy. Thần tấn vương triều địa vực thật sự quá khổng lồ, đừng nói là một phủ, coi như là một quận cũng mênh mông cuồn cuộn vô biên, không ai có thể in dấu chân khắp thiên hạ này. Rất nhiều cự kình thọ nguyên không nhiều lắm vào lúc tuổi già, đều sẽ rời đi gia tộc và tiên môn, đi đến mãng hoang đại trạch, hoặc là trốn ở một góc, có đi tìm kỳ ngộ phiêu miểu và tiên vận, hy vọng có thể đột phá gông cùng xiềng xích, lại lần nữa thu hoạch tân sinh, mà có thì lại muốn bình thản chết đi. Cũng chính vì thế nên nếu ngươi ở trong một sơn động hoang dã gặp được một vị tiền bối ẩn cư cũng là chuyện rất bình thường. Lão khất cái ăn xin bên đường cũng có thể đã từng là một phương tông chủ, chỉ là bọn hắn đều đang dùng một loại phương thức khác tìm kiếm đột phá, lĩnh ngộ chân lý thiên đạo. Cho nên mấy trăm năm sau, một vị cái thế nhân vật đột phá cảnh giới, tăng thêm ngàn năm thọ nguyên, quay về gia tộc cũng là chuyện rất bình thường, chỉ là tuế nguyệt biến thiên, người và vật không còn, không ai có thể nhận ra hắn thôi. Phong gia đã có hơn 1.000 năm lịch sử, cho dù cách mấy trăm năm, có tiền bối trở về cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ là Phong gia thần thoại trở về rồi? Có đệ tử Phong gia nhìn chằm chằm vào dáng người to lớn cao ngạo của Phong Si kích động dâng chào nói. Anh Kiệt vô địch đã tu luyện đại phong kình tới tầng thứ 9,
thiên tài khoáng cổ tuyệt kim trong truyền thuyết, Phong Si. Ân, thật sự rất giống. Tất cả đệ tử Phong gia đều nhớ lại bức họa tổ tiên, thật sự quá tương tự, chỉ là Phong gia thần thoại trên bức họa càng thêm bộc lộ tài năng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, mà vị Bạch Khải nam tử trước mắt này lại lạnh như băng ngốc trệ, mang theo vài phần tang thương và cứng ngắc. Phong Phi Vân trong lòng hiếu kỳ không thôi, Phong Si cũng đã biến thành thi tà, tiểu tà ma làm sao có thể dẫn hắn ra được. Chẳng lẽ Phong Si mặc dù chết, nhưng thần hồn hắn lại không hoàn toàn minh diệt, còn bảo lưu lấy một tia thần trí sao? Meo meo, đạm đạm liếm đầu gối Phong Si. Có lẽ, cũng không phải tiểu tà ma dẫn hắn Phong Si đến nơi đây, mà là đạm đạm đưa hắn tới, đây chính là một con mèo từ trong Phong gia từ đường chạy ra. Cũng không biết đã sống bao nhiêu năm rồi nữa. Phong Phi Vân suy đoán đạm đạm rất có thể chính là mèo Phong Si nuôi, ở trong Phong gia đợi chủ nhân của mình trở về, một lần đã là cả ngàn năm. Không đợi được Phong Si, lại đợi được tiểu tà ma, bị tiểu tà ma ôm ra khỏi Phong gia tổ trạch. Hừ, một người đã chết đi ngàn năm người mà thôi, cho dù tu vị cường đại, cũng chỉ là một cỗ thi tà. Một đại hán thân cao 3 mét râu quai nón đạp trên một đầu hắc ưng từ trên đỉnh ngọn núi trung ương bay xuống. Đại hán này hai chân như trụ, làn da trên người hiện ra đồng quang, mặc trên người một tầng thiết khải dày đặc, vác trên lưng lấy 6 cây thiết mâu to bằng cánh tay, trên người mang theo một cổ khí tức hùng hậu mãnh liệt. Hắc ưng dưới chân hắn cũng trang bị áo giáp màu đen, chính là làm bằng huyền vũ thiết, nặng hơn ngàn cân. Hắc ưng dương cánh bay thấp đến sườn núi. Như một con côn bằng đứng trên tiên sơn, phát ra tiếng kêu to chói tai, chấn động nhân tâm. Võ Kính Phu cũng là một trong các cự kình Xâm La Điện đệ thất điện, một đôi mắt to như chuông đồng mang theo hào quang lạnh buốt, quan sát ra cổ thi khí nhàn nhạt trên người Phong Si, phát hiện ra đối phương chính là một cỗ thi tà. Thi tà quả thật chiến lực khủng bố, nhưng nhược điểm lớn nhất là trí tuệ chưa đủ, phản ứng không đủ linh mẫn. Cũng chính bởi vì như thế Võ Kính Phu mới dám ra đây khiêu chiến. Thi tà quả thật trí tuệ chưa đủ, nhưng đó chỉ là thi tà lần đầu và lần thứ hai thi biến, lúc thi tà đạt tới lần thứ ba thi biến thì trí tuệ đã rất cao, có thể so với một ít hài đồng 7, 8 tuổi. Lúc đạt tới đệ tứ biến, trí tuệ cũng đã có thể sánh với người bình thường, giống như nữ ma, nàng chẳng khác gì tu sĩ đỉnh tiêm nhân loại cả. Phong Si cũng chú ý tới địch ý trên người Võ Kính Phu, quăng ánh mắt tới, chậm rãi giơ chân lên, bước ra trước một bước. Sau một khắc, hắn cũng đã đứng ở trước mặt Võ Kính Phu. Nhanh như vậy, Võ Kính Phu trong lòng tim đập mạnh một cái, một cỗ thi tà lại có thể cảm nhận được địch ý của hắn. Võ Kính Phu dù sao cũng là cự kình, thân kinh bách chiến, cường giả gì lại chưa gặp, trong lòng mặc dù kinh, nhưng lại không sợ, trên hai tay ngưng tụ ra long hổ chi lực, chín đầu long hổ hư ảnh ngưng tụ trên bàn tay, tựa như chín tòa núi nhỏ bay lên không, cổ lực lượng kia đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Không biết bao nhiêu ngàn cân lực lượng đánh đến. Chỉ có đánh ra chín đầu long hổ chi lực, mới có thể được xưng là cự kình. Đây là một loại lực lượng chỉ thuộc về cự kình, nghịch núi đoạn sông, đều chỉ trong một trường. Răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Phong Si cũng vươn quyền, làn da tái nhợt, trên nắm tay bao phủ thanh mang, cương phong dọc theo cánh tay xông thẳng ra, trực tiếp đánh tan thiết khải trên cánh tay Võ Kính Phu, xương cốt đã tu luyện như thần ngọc cũng bị chấn gãy. Võ Kính Phu mang trên mặt thần sắc kinh khủng, tốc độ phản ứng của Phong Si không chỉ không chậm, ngược lại còn phát sau mà đến trước, nhanh hơn cả hắn. Vô lượng ngũ chỉ sơn. Bàn tay Võ Kính Phu biến thành kim đồng sắc, một trường chống thiên, chợt bầu trời thay đổi bất ngờ, lôi khiếu phong đằng, một tòa ngũ chỉ sơn nhạc từ phía trên ép xuống dưới, năm tòa ngọn núi liệt diễm cuồn cuộn, hình dạng như bàn tay cự nhân. Vô lượng ngũ chỉ sơn. Chính là một trong 12 đại tà công của Xâm La Điện, chính là điện chủ Xâm La Điện đời thứ 3 sáng chế, người này Phật tà song tu, thiên tư vô cùng, sáng chế ra loại tà công này uy lực cực kỳ khủng bố. 12 đại tà công có loại nào không phải là công pháp tuyệt đỉnh, tu thành một loại, cũng có thể trở thành cùng giai chi vương. Phong Si thi thán một tiếng, mặc cho vô lượng ngũ chỉ sơn đánh lên người, bao phủ lấy thân thể hắn. Xíu, yêu yêu. Một đạo bạch quang từ trong vô lượng ngũ chỉ sơn trong sông phi mà lên, chợt liền lại hạ xuống tới, bành, một bàn tay đặt trên đỉnh đầu Võ Kính Phu. Răng rắc, đầu một vị cự kình đầu tựa như dưa hấu vỡ vụn, máu tươi tung tóe ra, thiêu đốt lên trong không khí,
ngọn lửa kia khiến bùn đất trên mặt đất cũng theo đó hừng hực thiêu đốt, sôi sôi cuồn cuộn, sóng nhiệt đập vào mặt. Loảng xoảng đang, g. Thiết Khải, 6 cây chiến mâu trên người Võ Kính Phu đều rơi đầy đất, bị ngọn lửa đốt đến đỏ bừng. Lại một vị cự kình vẫn lạc. Loại tràng diện này đối với Phong Phi Vân mà nói cũng không tính rung động, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói lại rung động đến toàn thân phát run, liên tiếp hai cự kình đều vẫn lạc, giống như là hai tòa núi lớn sập xuống vậy. Đặc biệt là những tu sĩ Xâm La Điện đệ thất điện càng là có người hét lên, hai vị cự kình này đều là tổ sư của bọn hắn, bình thường coi như là bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy, trong mắt bọn hắn chính là thần linh không thể chiến thẳng, nhưng giờ đều máu tươi nhuộm đất, khiến người như đang trong mơ vậy. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh, thật giống thấy quỷ mà nhìn lấy Phong Si, nam tử như thần này lúc đứng đó chỉ bình thản không có gì lạ, nhưng một khi ra tay, quả thực tựa như địa ngục tu la vậy. Trên bầu trời giáng xuống một mảnh hoa vũ mảnh màu, đầy trời đều là cánh hoa, mang theo một cổ mùi thơm kỳ dị. Giữa không trung, trong mưa hoa, nở rộ ra một đóa anh túc màu đen cực lớn, trong đóa hoa vầng sáng thiên vạn đạo, tựa như một vòng mặt trời màu đen vậy. Bầu trời xuất hiện hai đợt mặt trời, một vòng sáng chói chói mắt, một vòng đen kịt vô biên. Trong anh túc đen kịt vô biên kia sinh trưởng ra một nữ tử lãnh diễm, mặc quần áo bó sát người, dáng người cao gầy. Đeo giày cũ thải vân, có một loại sát khí cao ngạo mà lạnh lùng. Nàng ngũ quan lập thể, hai đầu lông mày lộ rõ khí khái hào hùng, trên cánh tay nho nhắn mang theo một tầng lôi ti xa la hình lưỡi, nắm lấy một thanh tiểu kiếm, cổ nhuệ khí kia khiến tất cả mọi người ở tràng đều không cách nào nhìn thẳng. Anh Túc Phó Điện Chủ, đây chính là một trong mấy người cao cấp nhất đệ thất điện rồi, tuyệt đối là tồn tại siêu cấp cự kình, Lục Cuồng và Võ Kính Phu cũng chỉ là hãn tướng dưới trướng nàng thôi. Nhân vật cấp Xâm La Điện đệ thất điện Phó Điện Chủ xuất hiện, anh Túc chính là một trong số đó, một thân tu vị khiến người ta sợ hãi vô biên, ở trong tà đạo chí cường cũng là một nữ nhân hung danh hiển hách. Anh Túc Phó Điện Chủ vừa ra tay, khí thế kia so với hai vị cự kình trước càng thêm tàn nhẫn vô tình, ngón tay mảnh khảnh giống một thanh chiến kiếm sắc bén nhất trên đời. Một ngón tay điểm ra, kiếm quang dài đến ngàn trượng. Đây là giao thủ giữa tuyệt đỉnh cường giả. Rất nhiều tu sĩ đều bị ngộ thương, mặc dù chỉ là một đạo khí lưu lan đến cũng có thể chém bay một góc ngọn núi. Phong Si đứng trong cuồng phong kiếm vũ, vẫn không nhúc nhích, áo choàng màu đỏ tàn phá trên lưng phần phật run run trong gió, phát ra thanh âm phốc. Phốc! Anh Túc Phó Điện Chủ hai mắt sắc lạnh, trong đôi mắt nổ bắn ra một trong 12 đại tà công, bổ thiên tà nhãn, hai đạo ánh sao màu đen xuyên thẳng qua trời cao, đâm vào trong hai mắt Phong Si. Đại! Phong! Kính. Bờ môi Phong Si có chút rung rung, truyền đến ba chữ mơ hồ đến cực điểm, duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay truyền đến một tiếng nghiền nát, đây là một mảnh không khí bị nát bấy, biến thành một mảnh sức gió tịch thiên cuốn địa. Mảnh sức gió kia ngưng tụ thành một đầu cuồng mãng. Phốc! Cuồng mãng đụng nát hoa vũ đầy trời, từ trong thân thể anh Túc Phó Điện Chủ xuyên qua, thân thể mềm mại hiểu điệu tuyệt mỹ lập tức kịch liệt run lên, sắc mặt tái nhợt, thân thể theo gió mà biến mất. Vai trái bị thổi đi, đầu lâu biến thành huyết sa, bộ ngực vỡ thành bột mịn, hai chân thon dài cũng bị gió thổi đi, triệt để tiêu tán. Một vị tuyệt đại mỹ nhân, một gã siêu cấp cự kình, một tà đạo phó điện chủ cứ như vậy bị một trận gió thổi đến không còn gì, biến thành huyết sa, sáp nhập vào trong gió, bị dẫn tới bên ngoài thiên sơn, rơi đầy cả mảnh đại điện này. Yên tĩnh. Ngoại trừ yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Anh Túc Phó Điện Chủ hung danh ở tu đạo giới có mấy người không biết, ngay cả hai vị cự kình của Phong gia cũng chết trong tay nàng, nhưng giờ phút này nàng lại bị Phong Si một ngón tay điểm thành hạt cát, bị gió thổi đến không còn lại gì. Ai còn dám nói công pháp Phong gia không lên được mặt bàn? Ai còn dám nói cự kình Phong gia nhỏ yếu vô năng? Hơn vạn đệ tử Phong gia đều vô cùng phấn chấn, tiếng hò hét không dứt, thấy được uy năng chính thức của Đại Phong kình. Không ai có thể dẹp loạn được nhiệt huyết trong lòng cả, nếu có một ngày mình cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thì thật là tốt biết bao, hoành hành tu tiên giới, người phương nào có thể ngăn. Tất cả tu sĩ Xâm La Điện đệ thất điện đều không thể nói ra lời, kể cả hơn 10 tên thái thượng trưởng lão kia, cũng kể cả 4 vị cự kình và một vị phó điện chủ còn lại, cảm thụ trong lòng bọn hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ được nữa, tựa như đang đứng trước mặt một bức tường cao vút, không cách nào chiến thắng vậy. Những tu sĩ vốn muốn đến xem mượn gió bẻ măng giờ phút này đều đã nhận ra không ổn, ví dụ như, gia chủ Tần gia, cự
Cự Kình Thiên Nhất Tiên Môn, trưởng giáo Tử Vân Động Thiên, đại diễn Tiên Môn, những người này cả đám đều sinh ra thoái ý. Sầm ào ào. Trên bầu trời sinh ra một mảnh màn nước như sông ngang tinh không, một trung niên nam tử mặc hắc long đại bào, đỉnh đầu đeo bảo quan, mang theo một đám lão giả bước trên mây mà đen. Đây là điện chủ Sâm La Điện Đệ Thất Điện. Điện chủ Sâm La Điện Đệ Thất Điện lần đầu tiên vách ra màn che thần bí, tiến vào tầm mắt chúng nhân, có thể trở thành điện chủ một tòa tà điện, tuyệt đối là nhân vật kiêu hùng. Tất cả tu sĩ Sâm La Điện đều quỳ xuống nghênh đón, kể cả những thái thượng trưởng lão và cự kình kia cũng không ngoại lệ, quả thực giống như là triều bái quân vương vậy. Ở trong tu sĩ tà đạo, cường giả vi tôn, đẳng cấp chế độ xâm nghiêm, điện chủ chính là tồn tại chí cao vô thượng, môn hạ tu sĩ, đều phải quỳ xuống. Cường giả đệ thất điện nghe lệnh, tất cả mọi người cùng ta ra tay. Điện chủ Sâm La Điện đệ thất điện ra lệnh một tiếng, tu sĩ tà đạo đệ thất điện toàn bộ đều hưởng ứng, từng đạo tà khí phóng lên trời, ngưng tụ thành một mảnh mây đen, hạo hạo đáng đáng bay thấp tới, những nơi đi qua, nguyên một đám tu sĩ đều bị khí thế của đám bọn họ đè nát thân thể, làn da, huyết nhục bạo liệt ra. Lấy điện chủ cầm đầu, tăng thêm một vị phó điện chủ, còn có 4 vị cự kình, 16 vị thái thượng trưởng lão, đội hình như thế chỉ vì chém giết Phong Si. Phong Si lỗi lạc mà đứng, Bạch Khải như băng thiên tuyết giáp, thần sắc cô đơn mà cô tịch, tựa như một người si tình thất lạc trong băng thiên tuyết địa vậy. Đã rất nhiều năm chưa xảy ra tràng cảnh đồ sộ như thế, nhiều cự kình như vậy đồng thời giết ra, cổ sát khí kia, người ở bên ngoài hơn 1000 dặm cũng có thể cảm nhận được. Nửa bầu trời đều biến thành đen kịt, khiến trong lòng người tràn đầy áp lực. Một tiếng u thán già nua truyền vào trong tai mỗi người. Sâm La Thập Điện, từ nay về sau, liền chỉ có cửu điện rồi. Bá! Gia chủ Phong gia đời thứ nhất đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân bước về phía trước một bước, đằng không bay lên, trên đầu hất lên tóc đen dài hơn 10 thước, hai mắt nghiêm nghị, chỉ riêng tà khí trên người hắn thôi đã đậm đặc hơn so với tất cả cường giả Sâm La Điện đệ thất điện cộng lại rồi. Cảnh tượng kia quả thật giống như một vòng trăng sáng nhô lên cao, ngôi sao chung quanh đều ảm đạm không ánh sáng. Ngay khi mọi người còn chưa thấy rõ thân hình lão giả này thì hắn đã chậm rãi đánh ra, trong nhu hòa mang theo lành lạnh. Chỉ một trưởng lại như là có uy năng khai thiên tích địa. Một đạo trưởng ấn khủng bố tuyệt luân đẩy ra, giống như là từ trong tinh vũ đầy trời bay ra, một trưởng đánh cho tất cả cường giả Sâm La Điện đệ thất điện bay ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. 16 vị thái thượng trưởng lão cấp bậc nửa bước cự kình trong nháy mắt liền toàn bộ biến thành cho bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, đã bị một đợt trưởng phong đánh chết. 4 vị cự kình kia cũng bị lực lượng trưởng phong chấn cho chia 5 x 7, huyết cốt bay khắp, máu tươi thiêu đốt trong không khí, hóa thành một hỏa cầu, rơi xuống mặt đất bên dưới, tràng diện như tận thế hàng lâm. Vị phó điện chủ kia cũng thân tử đạo tiêu, huyết nhục bị trưởng kình chấn thành huyết sa, chỉ để lại một cỗ xương cốt óng ánh sáng lóng lánh như bạch ngọc từ giữa không trung rơi xuống dưới, lăn trên mặt đất, phát ra tiếng vang binh binh. Chỉ có vị điện chủ đệ thất điện kia là không chết. Nhưng cũng bị đánh cho người đầy lỗ máu, thất khiếu đổ máu, thân thể rất nhiều chỗ đều bị gió quét đi, trở nên huyết nhục ma phù, bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Phong Mặc đứng trên trời cao, đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, càng lâu càng dày, tà sát khí trên người quả thực khiến thiên địa phải run rẩy, không biết có bao nhiêu người vào thời khắc này đều không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Khí tức quá cường đại, cực kỳ giống một ma thần vô địch. Trên thiên mạc, nhật tiêu nguyệt xuất, đấu chuyển tinh di. Lộ ra một bức thiên tượng thần bí mà tà dị. Bầu trời triệt để ảm đạm, một vòng trăng tròn cực đại nhô lên cao, lơ lửng ngay trên vị trí đỉnh đầu Phong Mặc, ngôi sao đầy trời đều đang vận chuyển quay chung quanh trăng tròn. Không, đây là nhật nguyệt luân chuyển, đấu chuyển tinh di. Phong Phi Vân nhìn qua thiên tượng quỷ dị giờ phút này. Lần trước phát sinh ra loại thiên tượng này là khi nữ ma xuất thế, lại trước đó nữa thì phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn 6000 năm trước. Từ khi thần Tấn Vương triều lập quốc, chỉ có đại thánh nhân xuất thế, hoặc là đại ma vương xuất thế mới sẽ phát sinh loại thiên tượng này. Giờ khắc này, toàn bộ cao thủ cao cấp nhất thần Tấn Vương triều đều cảm nhận được một cổ tà khí từ Nam Phương truyền đến, khiến rất nhiều tu sĩ đã bế quan cả trăm năm phải bừng tỉnh. Sơn lĩnh xa xôi, trên đỉnh một tòa cổ Phật đường của Ngự Thú Trao, rượu thịt hòa thượng ôm một bình lớn rượu, nhìn qua phía nam, Trường Thanh thở dài. Một ma còn chưa đủ, hiện giờ lại ra một tà.
thời đại quần long phệ thiên đã đến, ai cũng không thể ngăn cản loạn thế xưa nay chưa từng có này, núi thây biển máu, vạn người chôn xương. Tu sĩ đang trong huyền tinh phúc địa cả đám đều sợ không hiểu, tựa như tiến vào trong hầm băng vậy, lạnh run, không nói nên lời. Một trưởng đánh chết năm tôn cự kình, cái này, đây tuyệt đối không phải là lực lượng tu sĩ cảnh giới thiên mệnh có thể có được, đây là một chân nhân cảnh giới niết bàn. Tất cả tu sĩ trong ngọn núi trung ương đều toàn thân lạnh buốt, ánh mắt kinh hãi nhìn qua lão giả lơ lửng trên không trung kia, cả đám đều nhìn không được quỳ lạy, mà ngay cả cự kình cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều quỳ rạp trên đất. Toàn bộ thần tấn vương triều, tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới niết bàn chỉ có chừng 10 người, mỗi người đều được xưng là chân nhân. Hơn nữa, trong 10 người này, còn có mấy người đã là nhân vật vào vài ngàn năm trước, đã hơn 1000 năm không xuất hiện qua ở tu tiên giới rồi. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ kỳ thật đã hao hết thọ nguyên, tọa hóa ở một nơi không muốn người biết nào đó. Dù sao coi như là chân nhân, cũng là sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy, thân tử đạo tiêu. Chân nhân chính thức được xác nhận còn sống ở nhân thế không quá năm ngón tay, bởi vậy có thể thấy được những cự kình này vì sao lại sợ hãi Phong Mặc như vậy, nguyên một đám liền tự động quỳ trên mặt đất. Đó là tổ sư, đó là tổ sư. Không biết là đệ tử Phong gia nào giống lên. Ông trời, y ngắn, thật là tổ sư, giống như đúc với trên bức họa. Tổ sư vậy mà không chết, thiên hữu Phong gia ta, thiên hữu Phong gia ta. Rất nhiều đệ tử Phong gia thậm chí gào khóc giống lên. Phong Mặc muốn chính là hiệu quả như vậy, hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay liền phải trấn nhiếp người trong thiên hạ, muốn nói cho người trong thiên hạ biết, Phong gia không phải dễ khi dễ, thiên hạ đại loạn, Phong gia cũng muốn kiếm một chén canh. Phong Mặc giam giữ lại điện chủ Xâm La Điện đệ thất điện đã bị trọng thương, giống như ném một con chó chết, ra lệnh. Phong Phi Vân giết hắn đi. Điện chủ đệ thất điện kiêu hùng cỡ nào, tuy rằng bị trọng thương, nhưng vẫn ngạo nhân mà đứng, trường bào trên người vỡ vụn, lại không mang theo một tia uể oải, ánh mắt bất khuất, ngược lại rất uy nghiêm. Phong Mặc cũng đã sớm định Phong Phi Vân là người thừa kế của mình, hắn quay lại Phong gia, tiếp tục làm gia chủ Phong gia. Phong Phi Vân chính là gia chủ Phong gia đời sau, cho nên Phong Phi Vân nhất định phải dựa theo con đường hắn vạch ra đi tới, trở nên thiết huyết vô tình, trở nên hung ác. Nhưng đây lại không phải là tác phong của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã bị trục xuất Phong gia, cũng không nghĩ qua sẽ quay lại Phong gia, ai cũng không thể khiến hắn khuất phục, ai cũng không thể khiến hắn vi phạm nguyên tắc của mình. Phong Phi Vân thật giống như không nghe được lời Phong Mặc nói, trực tiếp lao tới một vũng mau. Nâng Phong Vạn Lý, ân cần kêu lên. Nhị bá, nhị bá. Một trưởng vừa rồi của Phong Mặc không chỉ giết chết hết cự kình và nửa bước cự kình của Xâm La Điện đệ thất điện, càng lan đến rất nhiều người vô tội gần đó, Phong Vạn Lý bị bốn vị nữ hộ điện bắt chính là một trong số đó. Bốn vị nữ hộ điện đều bị dư âm trưởng ấn kia chấn chết, mà Phong Vạn Lý cũng toàn thân là máu, ngũ tạng lục phủ trong thân thể đều bị hao tổn, đã hấp hối. Phong Phi Vũ đánh tử phủ linh khí trong thân thể vào người Phong Vạn Lý, chữa trị nội thương của hắn, bảo vệ tâm mạch của hắn, trong lòng đối với Phong Mặc cực kỳ bất mãn, lão tà này ra tay thật sự quá tàn nhẫn, ngay cả tánh mạng người mình cũng không để ý tới. Không chỉ riêng Phong Vạn Lý, một thủ ấn vừa rồi của Phong Mặc không biết đã đánh chết bao nhiêu đệ tử Phong gia. Nếu là hắn còn là một người có nhân tình, đối với cường giả cấp bậc như hắn mà nói, cái này hoàn toàn có thể tránh a. Thay vì nói, hắn chính là gia chủ sắp thượng nhiệm của Phong gia thì chi bằng nói Phong gia chỉ là một bậc thang để hắn xưng hùng thiên hạ thì đúng hơn. Phong Mặc sau khi hóa tà đã mất đi nhân tình vị mà người nên có rồi. Phong Phi Vân lại càng không thể làm bạn với hắn. Địch nhân không đánh lại, Phong Phi Vân sẽ trốn, nhưng muốn hắn khuất phục Phong Mặc thì lại không thể nào. Phong Mặc toàn thân lạnh như băng, tức giận không thôi, hậu nhân gia tộc mình coi trọng nhất, rõ ràng không nghe lời như vậy. Trong mắt của hắn mang theo tà mang tàn nhẫn, hai tay không nhịn được phát run, vung tay lên, trực tiếp xé nát điện chủ Xâm La Điện đệ thất điện. Phong Phi Vân, người lớn mật, ngay cả lời lão tổ nói cũng dám không theo, quả nhiên không hổ là phản đồ Phong gia, loại nghiệp chướng này, nên xử tử. Đương đại gia chủ Phong gia nhảy ra ngoài. Trước khi Phong Si và Phong Mặc chưa xuất hiện, vị gia chủ này luôn trốn trong đám người, lời cũng không dám nói một câu. Sau khi cường giả Xâm La Điện đệ thất điện đều chết thì hắn liền nhảy ra ngoài. Vị gia chủ Phong gia này sao có thể nhìn không ra lão tổ tông đã nhịn chúng Phong Phi Vân,
phải biết rằng lúc trước Phong Phi Vân bị trục xuất Phong gia đều là do chủ ý của hắn, phái người đuổi giết Phong Phi Vân cũng là hắn, nếu để cho Phong Phi Vân thượng vị, vậy thì hắn không cần sống nữa rồi. Nhiều lời, ta làm việc còn cần ngươi tới dạy ta sao? Phong Mặc trực tiếp một tát chụp chết gia chủ Phong gia, đánh thành huyết vụ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân nói. Ngươi tới, giam giữ Phong Phi Vân vào lao ngục gia tộc cho ta. Phong Mặc tuy rằng hóa tà, đã mất đi nhân tình vị, nhưng cuối cùng vẫn là gia chủ Phong gia đời thứ nhất, càng là một kiêu hùng, biết rõ lực lượng một người dù cường đại thế nào, cũng không có khả năng thành lập một vương triều, hắn cũng cần dưới trướng có nhân tài tuyệt đỉnh, Phong Phi Vân chính là người thích hợp mà hắn chọn. Phong Phi Vân không thể chết được, chỉ có thể bị hắn sử dụng. 7 ngày sau, Huyền Tinh Phúc Địa. Nơi này đã khôi phục lại vẻ náo nhiệt trước kia, mà ngay cả Vân Phong sụp đổ cũng nị người dùng đại thần thông nâng dậy, bỏ ra linh tuyền, sinh trưởng ra từng khỏa kỳ thụ màu tím, màu xanh, màu đỏ. Trong 99 tòa Vân Phong, tiên trung thỉnh thoảng vang lên, vô số dị thú khổng lồ bay trong mây mù, hí dài phẫn nộ gào thét, nguyên một đám tu sĩ tuấn tú trẻ tuổi đạp trên cổ kiếm, sông phi lên trời, lại có lão giả râu bạc trắng tóc trắng giá hạc mà đến. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, một mảnh chiến trường tràn đầy khói thuốc súng liền biến thành một cảnh tượng tiên gia an lành. Bởi vì cái gọi là, núi không ở cao, có tiên thì có tiến. Nước không ở sâu, có long thì có linh. Một chân nhân xuất thế, cũng đã khiến cho mảnh Huyền Tinh Phúc Địa này biến thành tu tiên thánh địa chính thức, tăng thêm linh mạch dưới lòng đất, ở đây linh khí mỗi ngày đều đang trở nên càng thêm nồng đậm. Trên đỉnh ngọn núi Trung ương càng là tiên hà vạn trượng. Có rất nhiều cung điện ngọc bích đều mới tu kiến mấy ngày gần đây, nguy nga mà đường hoàng. Mấy ngày nay phàm là tu sĩ có danh tiếng ở Nam Thái Phủ cơ hồ đều chạy đến triều bái chân nhân, khiến Huyền Tinh Phúc Địa trở nên phi thường náo nhiệt. Mà các đại lão của các đại tiên môn ngày đó muốn mượn gió bẻ măng thì đều tiền mất tật mang, dưới sự trấn nhiếp của chân nhân cả đám đều phải nhập vào dưới trướng Phong gia. Ví dụ như mấy thế lực nhất lưu từng đặt song song với Phong gia ở Nam Thái Phủ như Tần gia, Thiên Nhất Tiên Môn, Tử Vân Động Thiên, Đại Diễn Tiên Môn. Tổng cộng cần 10 thế lực lớn nhất lưu, đều dưới sự uy hiếp của chân nhân đã trở thành phụ thuộc Phong gia. Trong những thế lực lớn này, có mấy thế lực lớn, cũng có nhân vật cấp bậc cự kình, ví dụ như Tần gia thì có 2 vị lão tổ cấp bậc cự kình, Đại Diễn Tiên Môn cũng có 1 vị, Thiên Nhất Tiên Môn có 1 vị. Nhưng những cự kình này căn bản không có một ai dám phản kháng. Ngược lại ngay hôm sau khi chân nhân xuất thế thì cả đám đều chủ động chạy tới Huyền Tinh Phúc Địa, quỳ lạy chân nhân. Chân nhân là nhân vật bậc nào, một khi muốn giết ngươi, cho dù ngươi là cự kình, trốn ở bên ngoài mấy vạn dặm cũng sẽ bị đánh chết, trừ phi khí tức của ngươi đã có thể thoát khỏi thần thức của chân nhân. Khi nữ ma xuất thế, tất cả thế lực lớn Nam Thái Phủ đều đã bị trọng thương, tử thương hơn phân nửa, hiện giờ Phong gia lại ra một vị chân nhân. Bọn hắn căn bản không có lực lượng phản kháng, cả đám đều chỉ có thể bị buộc phụ thuộc vào dưới trướng Phong gia. Trong các thế lực từng là nhất lưu ở Nam Thái Phủ, cũng chỉ có Kỷ gia là đã sớm rút lui khỏi Nam Thái Phủ, tránh được nguy hiểm bị thâu tóm. Nam Thái Phủ 28 quận, đã có 22 quận đều bị thi tà xâm lấn, rơi vào trong tay nữ ma, mà 6 quận còn lại thì đã trở thành lãnh địa của Phong gia. Tất cả thế lực lớn Nam Thái Phủ chưa từng thống nhất. Cái này trong lịch sử đã từng phát sinh qua loại chuyện này, nhưng loại lực lượng này, chỉ có chân nhân mới có thể làm được. Hôm nay, Phong gia đã có được 9 tôn cự kình, thế lực tuy rằng không thể so với tứ đại môn phiệt nội tình thâm hậu, nhưng đã có thể chống lại bất luận một điện nào trong Xâm La Điện, tăng thêm một chân nhân tọa chấn, đã có thể uy chấn phía nam, mặc dù là nữ ma cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Những thi tà kia cũng bắt đầu thu liếm, không tiếp tục xâm lấn tới 6 quận phía đông Nam Thái Phủ nữa. Đây là một cách cụ Nam Thái Phủ mới tinh, một tà một ma cùng tồn tại, khiến cho cả thần tấn vương triều đều cảm nhận được khí tức khủng bố đến từ phía nam, chỗ đó không còn là Man Di Hoang Địa nữa, mà là chỗ nguy hiểm tà ma cùng tồn tại. Phong Phi Vân ngồi trong lao ngục đen kịt lạnh như bắc, đỉnh đầu là một mảnh hư vô, chỉ có một tòa trận bàn đường kính dài 6 thước lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, từ nơi cao 8 mét rơi vãi xuống từng mảnh quang vũ màu đen, khốn cấm hắn vào trong. Đây là trận pháp mà Phong Mặc tự tay bố trí xuống, Phong Phi Vân dùng hơn 10 loại phương pháp, cũng không cách nào phá vỡ nó, tự nhiên cũng không cách nào thoát khỏi tòa lao ngục này rồi. Phong Phi Vân đã bị nhốt ở chỗ này một tháng. Đoạn thời gian này, Phong Phi Vân cũng không lười biếng tu luyện,
đã triệt để củng cố cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, về phần sống lưng Diêm Vương chen lưng, Phong Phi Vân lại không đào móc lực lượng trong đó, ngược lại còn toàn lực áp chế nó. Dù sao thứ này không thuộc về mình, nếu giống như Phong Mặc tùy ý dung nhập nó vào thân thể, không thêm vào khắc chế, tương lai có lẽ sẽ gây thành họa lớn. Trong thời gian này Phong Mặc cũng đã tới 2 lần, Phong Phi Vân cũng không khuất phục, đó cũng không phải nói hắn muốn bị nhốt trong lao ngục đen kịt này, cũng không phải nói Phong Phi Vân hắn là một đồ đần, không hiểu được hư dĩ hủy xa, chẳng qua là hắn không quen nhìn tác phong làm việc của Phong Mặc, khiến trong lòng của hắn cảm thấy chán ghét, mặc dù là hư dĩ hủy xa cũng không làm được. Nữ ma giết người nhưng cũng không giết thi tà dưới chướng mình, nhưng Phong Mặc lại xem tánh mạng đệ tử Phong gia như cọng rơm cái rác, loại người này lại há có thể khiến hắn khuất phục. Phong Phi Vân dù có kêu nữ ma đại nhân, cũng gọi từng gọi thần vương là sư tôn, nhưng lại tuyệt đối sẽ không gọi Phong Mặc là lão tổ. Ha ha, ca, người đoán Tiểu Khanh Khanh lần này mang đến cho ngươi món ngon gì đây? Một thanh âm thiếu nữ điềm mật, ngọt ngào đáng yêu vang lên, trước khi thanh âm vang lên cũng đã nghe được tiếng cười của nàng. Phong Phi Vân xếp bằng ở đấy, mở to mắt, trên hai tay đều mang theo khóa sắt, kéo động ra thanh âm rầm rầm, sau khi trông thấy thiếu nữ này lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy phải để ta đoán mới được. Phong Phi Vân hít hà, cười nói. Ngươi không phải là nướng một cánh của nhai tước 600 năm tu vị đấy chứ? Đúng rồi, lại đoán, lại đoán. Tiểu tà ma phụ hai tay sau lưng, mang theo dáng tươi cười mê người, tóc xanh trên đầu tựa như thác tiên rủ xuống, thẳng đến chỗ eo. Tiểu nha đầu ngày xưa đi theo sau mông Phong Phi Vân nắm lấy góc áo hắn, hiện giờ đã trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mà ngay cả trước ngực cũng có chút nhô lên, buộc vòng quanh đường cong lồi lõm mê người. Phong Phi Vân hít một hơi, vui vẻ nói. Ngươi không phải thật sự mang đến một vò tinh oánh quỳnh nhưỡng 500 năm đấy chứ? Ha ha, lại đã đoán đúng. Tiểu tà ma lấy ra cánh nhai tước nướng và tinh oánh quỳnh nhưỡng đã ủ 500 năm ra, tiến dần vào thiết lao, bỏ vào trước mặt Phong Phi Vân. Nàng khom thân thể xuống, trên vai phủ lên nhung hồ cừu tuyết trắng, ngồi xổm ở trước mặt Phong Phi Vân, hai cái bàn tay nhỏ nâng cầm lên. Một đôi mắt dễ thương xoay tròn nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bị nhốt ở đây đã mộ tháng, đến gặp hắn nhiều nhất chính là tiểu tà ma, nhà đầu kia cơ hồ mỗi ngày đều tới một lần, mỗi lần đều mang đến cho Phong Phi Vân đồ ăn, ca hát giải buồn cho Phong Phi Vân, bất quá hát đều là nhạc thiếu nhi. Ngược lại Phong Phi Vân cảm thấy, nhà đầu kia thật là rãnh rỗi đến nhức cả trứng rái, những người khác vội vàng tu luyện, chỉ riêng nàng thì cực kỳ rãnh rỗi. Không phải cùng Đạm Đạm đi tìm xương cốt ăn thì cũng đến bồi Phong Phi Vân, nhưng ngược lại tốc độ tu luyện của nàng lại nhanh đến dọa người. Phong Phi Vân mỗi ngày nhìn thấy nàng, cũng có thể cảm giác được tu vi của nàng có chỗ tăng trưởng, tuy rằng tăng trưởng không nhiều lắm, nhưng cũng cực kỳ khó lường rồi. Phong Phi Vân hôm qua mới nói giỡn một câu, muốn uống tinh oánh quỳnh nhưỡng đã ủ 500 năm, hôm nay nàng rõ ràng thật sự mang đến, quả thật khiến Phong Phi Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tà ma cũng mang đến cho Phong Phi Vân rất nhiều tin tức, ví dụ như biến hóa Nam Thái Phủ hiện giờ, còn có tình hình gần đây của những thân nhân Phong Phi Vân. Đương nhiên tin tức khiến cho nhất Phong Phi Vân coi trọng nhất chính là Phong Mặc rõ ràng mang Phong Si đi, mang hắn đến một nơi bí ẩn, Phong Phi Vân trong mơ hồ cảm thấy không ổn, cảm thấy Phong Mặc dụng tâm không tinh khiết. Thậm chí Phong Phi Vân hoài nghi, Phong Si năm đó chết ở Bán Đạp Sơn, rất có thể có quan hệ với vị huynh trưởng Phong Mặc này. Không cần phải hoài nghi, Phong Mặc tuyệt đối là một người có dã tâm, từ đầu đến cuối đều dã tâm bừng bừng, trải qua hơn 1000 năm yên lặng, đã luyện hóa được Diêm Vương tâm tạng, hôm nay lần nữa leo lên sân khấu đại thế, Nam Thái Phủ 6 quận, tuyệt đối không thể khiến hắn thỏa mãn. Đêm dài, gió đêm lạnh lùng, mang theo vài phần sương lạnh cùng với lá rụng nhợt nhạt đầy đất, một nữ tử mặc áo đen đi qua trên cổ đạo cổ xưa. Nàng đi qua trên đường dài. Những người đi trên đường kia lại không một ai thấy được bóng dáng của nàng. Gió đêm dừng lại, Kỷ Thương Nguyệt cũng dừng bước, đứng ở dưới một tòa ngọc điện lâu các màu đèn, trong đó ca vũ thanh bình, người đến người đi tới lui không dứt, trên tấm biển có viết mấy chữ tuyệt sắc lâu. Thân thể Kỷ Thương Nguyệt bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lúc nàng lần nữa rơi xuống đất thì đã xuất hiện ở trên đỉnh tuyệt sắc lâu, dưới một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung. Lúc nàng đứng trên đỉnh tuyệt sắc lâu, đồng môn tòa cung điện kia cũng bỗng nhiên mở ra, bên trong bay ra một mảnh ánh lửa cực nóng,
khiến khăn che mặt lụa đen trên mặt Kỷ Thương Nguyệt cũng bị ánh lên đến phản quang. Người phương nào lá gan lớn như vậy, dám xông đến chỗ ta bế quan. Trong cung điện duyền đến một thanh âm nữ tử, thanh âm rất đẹp, như tiên âm vậy. Kỷ Thương Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng, cười lạnh nói. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết rõ ngươi là ai. Nam Cung Hồng Nhan, ta tìm ngươi đã lâu rồi, không nghĩ tới ngươi ẩn thân kín như vậy. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trong cung điện thật sự chính là Nam Cung Hồng Nhan, sau khi nàng nhận được cưu cửu quái bào liền ẩn thân vào tòa cổ thành này, lợi dụng bí pháp tế luyện cưu cửu quái bào. Người khác có lẽ không cách nào tế luyện năm kiện thần y, nhưng nàng lại có cách, hôm nay cưu cửu quái bào đã tế luyện một nửa, đã áp chế yêu ma chi khí ở trên đó xuống hơn phân nửa. Kỷ Thương Nguyệt nói, ta chỉ có một câu muốn nói cho ngươi, Phong Phi Vân chúng Diêm Vương hủ huyết, bị nhốt ở huyền tinh phúc địa, tuổi thọ không nhiều lắm, hắn muốn gặp ngươi lần cuối cùng. Cái gì? Nghe nói như thế, Nam Cung Hồng Nhan trực tiếp ném cưu cửu quái bào ra ngoài, chạy ra khỏi cung điện, một hồi ánh sáng màu đỏ xoắn tới, tay Nam Cung Hồng Nhan đã nắm lấy cổ Kỷ Thương Nguyệt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Kỷ Thương Nguyệt không chút sợ hãi, mặc cho Nam Cung Hồng Nhan chế trụ cổ của nàng, cười lạnh nói. Đây là đại sự mới xảy ra 2 tháng gần đây. Thiên hạ đều đã biết, tin tức của ngươi quá bế tắc rồi. Phong Phi Vân, chính miệng nói cho ta biết, hắn nói hắn không muốn chết trong lao ngục lạnh như băng, cho dù phải chết, cũng phải chết ở trong ngực của ngươi. Nam Cung Hồng Nhan nghe nói như thế, thân thể như bị sét đánh, thất hồn lạc phách, đôi mắt dễ thương ngốc trệ, lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Hạ Huyền Nguyệt, Nguyệt như câu. Ánh trăng như nước, rơi vãi xuống xa mềm mại màu bạc. Choàng lên dãy núi. Miệng sơn môn huyền tinh phúc địa, hai cánh thương cổ thạch môn cắm trong núi, bên ngoài cửa đá đứng thẳng hai cái cổ nhân tượng thạch điêu già nua, ẩn chứa đạo vận và hồi ám chi quang, như hai cái thạch tượng trích tiên nhân vậy. Có hai thiếu niên lưng có ngọc kiếm bảo phong canh giữ ở sơn môn khẩu, đứng thẳng tắp, mặt hướng ngoài núi, trong mắt mang theo vài phần ngạo nghễ. Đây là hai vị đệ tử trẻ tuổi phong gia, dùng địa vị phong gia hiện giờ. Bọn hắn tự nhiên có tư cách ngẩng đầu lên, ngạo thị người thiên hạ. Giữa núi xa, bay tới một mảnh gió mát, mang theo vài phần cảm giác man mát, lá rụng đỏ tía bay lả tả, bay vào trong sơn môn. Một đóa hỏa diễm nhàn nhạt nhảy lên vài cái trong không khí, sau đó liền lại biến mất trong không khí, bay về phía nhà tù gia tộc trong huyền tinh phúc địa. Cửa nhà tù có một lão giả mặc đạo bào màu tím đứng đó, trong đôi mắt mang theo vầng sáng sáng ngời, mỉm cười mà đứng. Nhỏ giọng cười nói. Cô nương, xuất hiện đi. Trong không khí đãng ra một đoàn rung động, một đoàn hỏa diễm lơ lửng giữa không trung, Nam Cung Hồng Nhan nói. Ta cũng đã mặc vào ẩn tầm xa la, ngươi làm sao phát hiện được ta? Nam Cung Hồng Nhan nghe xong lời Kỷ Thương Nguyệt nói thì tâm hồn thiếu nữ liền đại loạn, sau khi xác nhận Phong Phi Vân quả thật chúng Diêm Vương hủ huyết, cũng bị nhốt ở huyền tinh phúc địa thì nàng liền đêm tối chạy đến. Sợ đến chậm một bước liền không thể gặp Phong Phi Vân lần cuối cùng. Một nữ nhân dù thông minh thế nào, một khi lâm vào bể tình vậy thì tùy thời đều phải chuẩn bị nguy hiểm bị chết đuối. Trên đường tới đây, nàng cũng đã biết rõ trong huyền tinh phúc địa cường giả như mây, càng có một chân nhân tọa chấn, nàng lần này đến khẳng định cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh, nhưng nàng vẫn không hề chùn bước. Ở trước mặt tình yêu thì cũng đừng nghĩ quá nhiều, nghĩ càng nhiều thì ngược lại càng không dám yêu nữa. Nếu không phải nghĩ nhiều như vậy, ngược lại càng có thể thấy rõ được mình phải làm gì, phải nghĩ gì. Nam Cung Hồng Nhan tuy là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng cũng là người tịch mịch nhất thiên hạ, nam nhân nhìn nàng sẽ si mê, nữ nhân nhìn nàng sẽ ghen ghét, chỉ có Phong Phi Vân thấy được sợ hãi trong lòng nàng, sợ hãi đối với tử vong, sợ hãi đối với tịch mịch, cho nên Phong Phi Vân liền cắt ra phượng cốt trong cơ thể mình cho nàng, khiến cho nàng không hề sợ hãi tử vong, không hề sợ hãi Hồng Nhan tóc trắng nữa. Cũng là Phong Phi Vân khiến nàng không hề tịch mịch nữa, ít nhấy khi nàng mệt mỏi thì dù mệt mỏi, tịch mịch đến đâu nhưng trong lòng vẫn có một người để nghĩ đến. Nếu Phong Phi Vân chết rồi, nàng còn có thể nghĩ đến ai nữa? Nếu một người trong lòng ngay cả người mình tưởng niệm cũng mất đi, vậy thì chẳng khác nào cái xác không hồn cả. Nàng trước kia chính là sống như vậy, nhưng nàng không muốn tương lai cũng sống như vậy. Phong Phi Vân muốn gặp mặt nàng lần cuối. Nàng sao có thể không đến? Ha ha, đã sớm có người nói cho chúng ta biết,
nói mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đêm nay muốn tới cướp ngục, lão hủ chờ ở đây đã lâu rồi. Lão giả đạo bào tím kia cười lạnh nói. Lão giả đạo bào tím này chính là một vị nửa bước cự kình của Tử Vân Động Thiên, tu vị đã cực kỳ tiếp cận cấp bậc cự kình. Ẩn tầm xa la có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức trên thân nàng, coi như là cự kình cũng không cách nào cảm giác được nàng, cũng chính vì có ẩn tầm xa la nên nàng mới có thể dùng chiến lực nửa bước cự kình đánh lén giết chết cả cự kình. Nàng vốn tưởng rằng mượn nhờ lực lượng đặc thù của ẩn tầm xa la, xâm nhập vào Phong gia tộc ngục là chuyện dễ dàng, nhưng lại không nghĩ tới có người đã sớm báo con người Phong gia, bạo lộ hành tung của nàng, người này rốt cục là ai đây? Lại có ba vị nửa bước cự kình phi thân mà ra, trên người vầng sáng lập lòe như tinh thần, vây quanh ở ba hướng quanh Nam Cung Hồng Nhan, đều là cường giả lớp già đã sống mấy trăm tuổi, cả đám đều bịt kín hai mắt, dùng thần thức nhìn phiến thiên địa này. Bọn họ cũng đều biết Nam Cung Hồng Nhan mỹ mạo có thể dê người nên không dám nhìn thẳng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không sợ dung mạo đoạt mạng của nàng. Oanh! Một tòa trận đài từ phía trên rơi xuống, chân áp ở phía trên, như một mảnh tinh thần ngăn cách phiến không gian này. Bọn hắn biết rõ Nam Cung Hồng Nhan có mặc ẩn tầm xa la, nếu ẩn nấp thân hình thì cho dù cự kình cũng không thể nào tìm ra, vì vậy mới dùng trận pháp chân áp nàng, khiến cho nàng không cách nào ẩn thân. Hai tên nửa bước cự kình dẫn đầu xuất thủ trước, một người là lão giả mặc đạo bào màu tím, một người là trung niên nam tử mi tâm mọc ra một khỏa nốt ruồi, hai người đều là tu đạo cường nhân, tu vị mấy trăm năm khiến tâm trí của bọn hắn vô cùng kiên định, mặc dù là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng muốn giết. Ánh mắt của bọn hắn đều bị che kín, nhưng động tác lại nhanh đến thần kỳ. Vạn kiếm quy nhất, trung niên nam tử triển khai một loại vô thượng kiếm tuyệt, tế ra chiến kiếm. Có hơn 1.000 đạo bóng kiếm cuốn ra ngoài, biến thành một mảnh kiếm vũ khắc nghiệt. Tử khí hạo nhiên. Sau lưng lão giả kia bay lên một mảnh đám mây màu tím, khí thế cả người không ngừng kéo lên, một chiêu đánh ra, khiến trời cao cũng phải chấn động. Hai vị nửa bước cự kình khác cũng nhao nhao ra tay, từng người triển khai nghịch thiên chiến pháp, không chút nương tay, thủ đoạn vô cùng hung ác. Dưới trận pháp kia, Nam Cung Hồng Nhan một người độc chiến 4 vị nửa bước cự kình. Đây mới thực là tử chiến, không có nửa phần hoa chiêu nào. Hỏa diễm vốn thiêu đốt trên thân thể nàng càng thêm đầm đặc, không ngừng bành trướng, bao phủ cả nửa bầu trời, tựa như muốn phần thiên trưng hải vậy, thật sự khiến người phải sợ hãi. Đụng phanh, 4 vị nửa bước cự kình từ trong biển lửa bay ra ngoài, chiến bào trên người cũng bị ngọn lửa đốt lên, đùng đùng không dứt, như 4 hỏa cầu bị đánh bay, đều bị thương thế không nhẹ. Lúc bọn hắn dập tắt lửa trên người thì Nam Cung Hồng Nhan cũng đã biến mất tại chỗ, vọt vào chóp Phong gia tộc ngục. Cuối cùng vẫn để nàng tiến vào. Không sao, nàng đã trúng một kiếm của ta, đâm xuyên qua thần y hộ quang, nàng nhất định đã bị kiếm khí gây thương tích. Thiên Lam thủ trạc của ta cũng đã cắt đứt một đoạn xương của nàng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Nàng đã bị trọng thương, cho dù gặp được Phong Phi Vân, cũng không có khả năng chạy ra khỏi nhà tù. Chúng ta ở bên ngoài trông coi, một khi bọn hắn chạy ra, liền trực tiếp giết chết, đây là ý của gia chủ. 4 vị nửa bước cự kình cũng bị thương không nhẹ, xếp bằng ở đấy, canh giữ ở 4 phương vị bên ngoài, bắt đầu dưỡng thương. Nam Cung Hồng Nhan xâm nhập vào trong huyệt động đen kịt, hai bên đại ngục chất đầy bạch cốt, trên tay bạch cốt còn mang theo khóa sắt, những người này đều từng phạm vào sai lầm lớn, bị nhốt ở chỗ này trên trăm năm, cuối cùng đều chết trong lao ngục. Lão hủ phụng mệnh gia chủ, đã chờ ở đây từ lâu. Nhạc trùng tử từ trên đỉnh một cây đồng trụ nung đỏ bay xuống, trên lưng một thanh toái không linh kiếm, đứng ngay giữa đường. Một cổ lực lượng cự kình từ trên người của hắn bạo phát ra, trong sơn động phong bế này cũng nổi lên cương phong, ma sát khiến đồng trụ nung đỏ kia cũng bắn ra hỏa tinh, như đom đóm bay trong không khí vậy. Ngọn lửa trên người Nam Cung Hồng Nhan biến mất, dáng người yểu điệu, đi trên mặt đất lạnh như băng. Mỗi đi một bước, trên mặt đất đều lưu lại một dấu chân huyết sắc, ửng đỏ đến cực điểm. Áo trắng trên người nàng lây dính mảng lớn huyết dịch, một thanh cổ kiếm xuyên thấu qua bối tâm của nàng, cắm vào trong thân thể, giọt giọt huyết dịch từ trên mũi kiếm chảy xuống, rơi trên mặt đất. Khăn che mặt che khuất dung nhan tuyệt sắc của nàng cũng điểm chút vết máu, tựa như hồng mai trong tuyết vậy. Nhạc trùng tử hai lông mày đều đã bạc trắng, nhìn qua Nam Cung Hồng Nhan từng bước một đi tới. Trong lòng có chút thở dài, nếu không phải gia chủ có lệnh, hắn cũng rất muốn làm người tốt một hồi, để cho nàng đi qua. Dù sao trên đời này nữ tử si tình quá ít,
nữ tử có thể si đến nỗi ngay cả mạng cũng không cần lại càng hiếm có. Chết một người, cũng liền ít đi một người. Nam Cung cô nương, hôm nay ngươi không gặp được Phong Phi Vân đâu, nếu ngươi lại tiến lên trước một bước, đừng trách lão hủ ra tay không lưu tình. Nhạc Trùng Tử ngón trỏ và ngón giữa niết cùng một chỗ, đầu ngón tay toát ra kiếm ấn, linh kiếm trên lưng cũng phát tiếng gào rú, thanh âm rất giống như Kỳ Lân đang gọi. Đát đát, ta chỉ muốn gặp mặt hắn lần cuối, có mấy lời ta phải nói cho hắn biết. Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt dễ thương ngốc trệ, không dừng bước lại, nàng sợ đi trễ, Phong Phi Vân đã chết đi thì lời của nàng nói cho ai nghe đây? Chẳng lẽ còn phải ở trong đêm tối tịch mịch tự mình nói cho mình nghe sao? Nhạc Trùng Tử tế ra chiến kiếm, bỗng nhiên ra tay, hắn không thể không ra tay, chỉ có Nam Cung Hồng Nhan chết, hắn mới có thể sống. Một đạo kiếm quyết bay ra, vô số kiếm khí, cắn nát thiết ngục chung quanh, tựa như cuồng phong cuốn khắp đại địa, tất cả đều bị hủy diệt. Trên người Nam Cung Hồng Nhan bị xuyên thấu ra mấy lỗ máu, cũng không ngã xuống, một đạo bóng kiếm ngày càng lớn trong mắt nàng, cổ kiếm khí hung mãnh kia như muốn xé nát cả người nàng thành thiên vạn đạo vậy. Không. Ở sâu trong nhà tù truyền đến một tiếng gào gú điên cuồng giống như dã thú. Phong Phi Vân cảm thấy phía trên phát sinh chấn động cực lớn, hắn liền thôi động khóa sắt, bỗng nhiên đứng dậy, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, xuyên thấu qua tầng tầng sắt thép, thấy được Nam Cung Hồng Nhan đang giao thủ với Nhạc Trùng Tử. Phốc phốc, kiếm khí do cự kình đánh ra trong sức mạnh mang theo cực lực, mặc dù là Hồng Loan Hỏa Thường và Ẩn Tầm Sa La cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu được. Phong Phi Vân hai mắt đỏ thẫm, sống lưng Diêm Vương trên lưng bộc phát ra một cổ tà lực cực lớn, tựa như một căn chống trời chi trụ, chậm rãi khởi động trận bàn trên đỉnh đầu. Ầm ầm, trận bàn dần bị đẩy lên. Phong Phi Vân cũng bị ép, không tiếc dẫn động lực lượng của sống lưng Diêm Vương muốn lao ra, Hồng Nhan tuyệt đối không thể chết được, tuyệt đối không thể. Ánh trăng trên bầu trời trở nên có chút tối hồng. Tựa hồ đang biểu thị tối nay sẽ có một vị giai nhân nghiêng thế phải từ biệt thế giới này vậy. Kỳ Thương Nguyệt đứng trên một ngọn núi ở xa xa, mặc áo đen rộng thùng thình bao phủ cả người vào trong, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Nam Cung Hồng Nhan, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc ngu xuẩn như vậy, tối nay ngươi như bị mất mạng, ngàn vạn đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách Phong Phi Vân. Muốn một người sống không bằng chết, biện pháp tốt nhất chính là khiến người hắn yêu nhất chết đi. Nữ tử có thể làm cho Phong Phi Vân động tình thật sự quá ít, nhưng Nam Cung Hồng Nhan tuyệt đối là một trong số đó. Nếu Nam Cung Hồng Nhan chết rồi, Phong Phi Vân còn không đau xót gần chết sao? Nghĩ đến bộ dạng Phong Phi Vân ôm Nam Cung Hồng Nhan khóc giống, Kỳ Thương Nguyệt cũng cảm nhận được một cổ khoái cảm khi trả được thù, không kìm lòng được nở nụ cười lạnh, tiếng cười tràn đầy oán khí. Vĩnh viễn không nên xem thường lòng trả thù của nữ nhân, các nàng sẽ như hạt độc tử che giấu trong góc. Tùy thời đều có thể leo ra cắn ngươi một phát, cắn cho ngươi toàn tâm đau nhói. Nữ nhân như thơ, mới có thể vận vị vô cùng. Nữ nhân như si, mới có thể nghĩa vô phản cố. Nam Cung Hồng Nhan áo trắng hóa váy hồng, một đôi mắt đẹp như thơ như nhã tú, si mê lấy người khác, cũng bị người khác si mê lấy. Toái không linh kiếm, lao ra linh tính, có bóng dáng một đầu kỳ lân màu xanh ra trời hiển hiện trên mũi kiếm, mang theo một cổ túc sát chảm phá thương khung. Phát ra tiếng cự minh cao vút có thể chấn phá núi cao. 3. Nam Cung Hồng Nhan tế ra một cây đàn tranh màu tím, đây là do tiền bối Tuyệt Sắc Lâu lưu lại, cầm can bằng tử tương đàn mộc, dây đàn bằng tuyết vực băng tằm, không biết bị bao nhiêu gia nhân phong trần nâng niu, trên đó ngưng tụ một cổ mùi thơm xa xưa mà hinh mị. Ngón tay mảnh khảnh khẽ gảy, một đạo sóng âm cuồn cuộn không dứt liền bay ra ngoài, hóa thành từng vòng trận bàn hình tròn, như hơn 10 đạo cổ thuẫn ngăn trở toái không kiếm. Bành, bành. Lực lượng cự kình tăng thêm uy năng linh khí căn bản không phải chiến lực nửa bước cự kình có thể ngăn cản được, từng đạo âm sóng bị đánh nát, tiêu tán trong gió. Trong miệng nàng tràn ra một tia huyết dịch, mang theo một cổ tanh hương, từ chiếc cổ trắng nón chảy xuôi xuông, hội tụ thành một đạo huyết suối diễm lệ. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng chảy nhiều máu tươi như vậy, nhưng nàng lại không thể cảm thấy đau đớn. Oanh! Nàng trực tiếp tế đàn tranh lên, đánh ra ngoài. Dưới toái không kiếm, đàn tranh bị chém thành hai đoạn, bành, bành, rơi xuống một góc trong nhà tù. Mà cùng lúc đó nàng biến thành một đạo hỏa diễm lưu toa, bay tới điểm cuối nhà tù. Chạy đi đâu, chết đi. Nhạc Trùng Tử điểm ngón tay ra, ngàn vạn khí lưu ngưng tụ nơi đầu ngón tay,
hóa thành nghìn vạn đạo bóng kiếm xông ra ngoài, ngưng tụ thành một đầu kiếm quang hồng lưu, đuổi theo đạo hỏa quang ở phía trước. Phốc! Nam Cung Hồng Nhan phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình lảo đảo, ngã xuống trong vũng máu, nhưng nàng không dừng lại, vẫn đứng lên, tiếp tục bay về phía sâu trong nhà tù. Đáng chết! Nhạc Trùng Tử trong lòng phát lạnh, chân đạp linh kiếm, hóa thành một đạo thanh hồng đuổi theo, nếu để cho Nam Cung Hồng Nhan gặp được Phong Phi Vân, vậy thì gia chủ Phong gia chắc chắn sẽ không để hắn sống khá giả. Khải! Phong Phi Vân đứng trong đại ngục, hai tay đều toát ra ma diễm, cơ bắp nứt vỡ ống tay áo, khóa sắt trên cánh tay cũng bị kéo đến thẳng tắp, như muốn nứt đoạn ra. Trên lưng giấy lên hỏa diễm hừng hực, sống lưng Diêm Vương bộc phát ra một cổ lực lượng có thể khởi động núi cao, Phong Phi Vân tóc tai dựng đứng, toàn thân đều chảy xuống mồ hôi, hai tay nâng lên trận bàn trên đầu, gian nan giống như đang đẩy lên một phiến thiên địa vậy. Thiết thạch cứng rắn trên mặt đất cũng bị dẫm ra dấu chân sâu lõm, đá vụn đầy đất, hắn hét lớn một tiếng để biểu đạt phẫn nộ trong lòng. Đúng lúc này, hai mắt Phong Phi Vân cứng lại, hai mắt đỏ thẫm cũng trở nên nhu hòa, nhìn chằm chằm vào nữ tử tuyệt mỹ bên ngoài song sắt, trong lòng rất khó chịu. Phong Phi Vân cuối cùng vẫn không thể đánh vỡ được cấm trận mà Phong Mặc bố trí xuống, hắn lại để trận bàn xuống kéo lấy khóa sắt trầm trọng, cách các thiên trụ tràn đầy vân ấn, đau lòng như đao cắt. Yết hầu như bị chế trụ, thanh âm có chút khàn khàn nói. Hồng, Nhan. Nam Cung Hồng Nhan đứng ngay bên ngoài, da thịt toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên người có hơn 10 đạo vết thương, trên lưng còn đâm vào một thanh kiếm gãy. Phong Phi Vân chưa từng thấy nàng bị thương như thế bao giờ, nàng là nữ nhân thích cái đẹp cỡ nào, nhưng giờ phút này lại khiến mình chật vật như vậy, thê lương như vậy. Thanh âm của nàng cũng có chút khàn khàn, hơi khô khốc, yếu ớt nói. Ta đúng hẹn mà đến, không khiến ngươi thất vọng đấy chứ. Ngươi vì sao phải đến? Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Phong Phi Vân gần như gào thét nói, trong đôi mắt mang theo vài phần óng ánh, thanh âm giống như đang ai oán. Nam Cung Hồng Nhan lộ vẻ sầu thảm cười cười. Nơi có ngươi, chính là nơi ta muốn đến. Không có gì nên hay không nên cả, ta chỉ biết là, nếu như ngươi chết, ta cũng không biết nơi nào sẽ là nơi ta nên đi nữa. Phong Phi Vân nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nam Cung Hồng Nhan cố chấp nói. Phong Phi Vân ngươi cho tới bây giờ còn chưa từng nói qua ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi. Phong Phi Vân vốn cho rằng mình tuyệt đối sẽ không nói với nữ nhân lời này, nhưng giờ phút này hắn lại nói cực kỳ nhanh. Ngươi cũng chưa từng nghe qua ta nói với ngươi là ta yêu ngươi. Nam Cung Hồng Nhan thở dài nói. Nàng cũng không phải một nữ nhân thích nói ra những lời như vậy. Nhưng nàng sợ nếu không nay không nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, nàng cảm giác mình đã không còn sống được lâu nữa, có lẽ còn chết sớm hơn cả Phong Phi Vân. Ta vẫn luôn đợi ngươi nói. Phong Phi Vân run rẩy vươn tay, muốn chạm vào mặt nàng, giúp nàng lau khô nước mắt và máu trên non ti, nhưng lại bị một đạo lôi điện bổ về. Đôi mắt Nam Cung Hồng Nhan tràn ngập nước mắt nói. Ta cũng không biết nên biểu đạt tình yêu thế nào nữa. Ta chỉ biết là mỗi đêm lúc đếm sao dưới trời đêm, luôn cảm giác ngươi đang cùng đếm sao với ta, ánh sao trên bầu trời phía nam có 38.042 khỏa, ánh sao bầu trời phía tây có 12.400 khỏa, ánh sao bầu trời phương bắc có 74.561 khỏa, phía đông. Lúc ta đang đếm bầu trời phía đông thì trời đã sáng. Ngươi có đếm được không? Là bao nhiêu khỏa thế? Ta! Phong Phi Vân trong lòng đau xót, gian nan lắc đầu. Hắn biết rõ, chỉ có khi một nữ nhân nhớ nhung người khác, suy nghĩ đến tịch mịch khó nhịn thì mới có thể đếm những ngôi sao trên bầu trời kia. Nàng sở dĩ đếm từ Nam qua, bởi vì nàng biết rõ Phong Phi Vân và nàng đều ở dưới bầu trời phương Nam, lúc đếm đến phía Đông thì ban đêm tịch mịch thê lãnh đã qua. Phong Phi Vân chưa từng đếm qua vì sao, trong lòng xấu hổ, lúc mình nói ra lời yêu lại nhanh như vậy, dễ dàng như vậy, mà nàng yêu còn chưa nói gì cũng đã khiến người đắng chát vạn phần rồi. Thời gian không có Phong Phi Vân, nàng thật sự rất tịch mịch. Đát đát, một cổ sát khí lăng lệ ác liệt từ bên trên đáp xuống, mang theo một đạo kiếm quang lành lạnh, rơi xuống trên mặt đất, Nhạc Trùng Tử vừa đứng vững bước chân, liền phát hiện Phong Phi Vân trong thiết ngục đã biến mất không thấy gì nữa. Nguy rồi, chẳng lẽ hai người bọn họ đã đào tẩu? Nhạc Trùng Tử bị trận pháp Nam Cung Hồng Nhan một đường bố trí xuống cản trở bước chân, cho nên mới đến chậm một lát. Chợt
Trong hư không không chút dấu hiệu lòe ra một đạo nhân ảnh, một cổ lực lượng kinh khủng tuyệt luân đánh ra, ngàn vạn lôi điện đều bổ vào trên lưng Nhạc Trùng Tử. Một kích này thật sự quá xuất kỳ bất ý, lúc Nhạc Trùng Tử phát giác được không ổn thì chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng dù thế nào cũng không chống đỡ được công kích của Lôi Hỏa Châu, bị trực tiếp đánh ra ngoài. Bành! Thân thể Nhạc Trùng Tử bị đánh vào vách tê ương, đụng ra một cái hố to hình người, bên trong máu chảy ra, một vị cự kình lại bị đánh cho hấp hối, chỉ có thể gian nan từ bên trong leo ra. Da đầu trên đầu hắn đều đã bị nghiền nát, có chút không thể tin nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng trước mặt hắn nói. Ngươi sao trốn ra được? Phong Phi Vân ôm Nam Cung Hồng Nhan máu tươi chảy đầm địa vào trong ngực, nàng đã hôn mê, thân thể đang nhanh chóng trở nên lạnh. Phong Phi Vân hung hăng nhìn chằm chằm vào Nhạc Trùng Tử trên mặt đất, trên người bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm đỏ thẫm, biến thành một hỏa nhân, vọt thẳng lên. Dùng lực lượng của Phong Phi Vân tự nhiên không thể đánh phá đạo cấm trận mà Phong Mặc bố trí xuống, nhưng Nam Cung Hồng Nhan lại cởi Hồng Loan Hỏa Thường và ẩn tầm xa ra giao cho hắn. Mặc vào hai kiện thần y gì, chiến lực Phong Phi Vân tăng mạnh, lập tức liền đánh nát cấm trận trốn ra được. Nam Cung Hồng Nhan dưới tình huống không có tu vị mặc vào hai kiện thần y này chiến lực cũng có thể sánh với nửa bước cự kình, tu vị Phong Phi Vân cao hơn nàng không biết cao ra bao nhiêu lần, mặc vào hai kiện thần y này tuy rằng không nói có thể đơn giản chiến thắng cự kình nhưng ít nhất lực lượng chống lại cự kình vẫn có. Hồng Nhan, ngươi không thể chết được, ta sẽ mang người ra ngoài, mời thần y tốt nhất đến cứu ngươi. Phong Phi Vân nhẹ nhàng xoa xoa máu đen trên trán nàng. Có thể cảm nhận được tánh mạng trong cơ thể nàng đang nhanh chóng trôi qua, thân thể càng thêm lạnh như băng. Nam Cung Hồng Nhan vốn cũng chỉ có tu vị tiên căn sơ kỳ, bị trọng thương như thế đối với nàng mà nói chính là chí mạng, căn bản không có khả năng có khí lực mạnh mẽ như Phong Phi Vân, có thể ngạnh kháng qua mấy ngày vẫn hoàn hảo không việc gì. Phong Phi Vân có thể, nàng lại không thể. Sau khi cởi thần y ra, nàng kỳ thật chính là một nữ tử si tình nhu nhược hơn bất kỳ ai khác. Ngay khi Phong Phi Vân bước ra sơn động, chân trời đã sinh ra ngân bạch sắc, ngôi sao bầu trời phía đông cũng trở nên nhạt trắng xuống. Hắc ám qua đi, sáng sớm thật sự sẽ tới sao? Ầm ầm. Bỗng nhiên, trên bầu trời cuồng phong phẫn nộ gào thét, trên ngọn núi trung ương lao ra một đạo lưu quang, đều đáp xuống trên bầu trời cạnh hang động này. Có đến vài chục vị, cả đám đều khí tức khổng lồ, tất cả đều có tu vị nửa bước cự kình. Mà ngay cả tám tôn cự kình khác cũng hàng lâm, đây đã là tất cả cường giả cao cấp nhất Phong gia hiện giờ rồi. Bọn hắn rất nhiều người đã sống mấy trăm tuổi, từng là một phương đại giáo lão tổ, mấy ngày nay đều tụ tập ở Huyền Tinh Phúc Địa, triều bái chân nhân, trong Huyền Tinh Phúc Địa xảy ra chuyện lớn như thế, những người này vì nịnh nọt chân nhân, cả đám đều nối bước chạy đến. Phong Phi Vân, người quả nhiên vẫn trốn thoát, người cảm thấy người hôm nay đi được sao? Bốn tên nửa bước cự kình canh giữ bên ngoài Huyền Tinh Phúc Địa đồng thời bay ra ngoài, đứng chung một chỗ với hơn 10 vị lão giả kia, đều lơ lửng trên trời cao, từ trên cao nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Những người này khí thế toàn bộ đều tụ tập lại, bài sơn đảo hải đặt ở trên người Phong Phi Vân, đây là một cổ lực lượng áp khí, giống như trọng lực vạn trượng gia thân, coi như là một tòa thiết sơn cũng sẽ bị đập vụn mất. Có đi được hay không cũng không phải do ngươi nói. Phong Phi Vân hai mắt cố định, coi như là trời sập xuống, cũng không biến sắc, tế ra vũ hóa đài, hóa thành một tòa thánh bi cao 33 trượng, trên cổ văn mang theo một cổ lực lượng tích lũy từ lâu. 18 người trên thánh bi kia chính là một đám tàn hồn của 18 vị nhân kiệt thiên tư vô thượng, chặn lại uy áp của hơn 10 vị nhân vật cấp bậc lão tổ. Phong Phi Vân chân đạp một đầu thanh đồng cổ thuyền dài trăm thước, đỉnh đầu vũ hóa đài, một tay ôm Nam Cung Hồng Nhan, một tay nắm lấy một thanh bạch thạch cự đao, xông thẳng tới. Như một đầu cuồng lòng trên nộ hải, nghịch sóng mà đi. Đêm thê lương đã qua đi, nghênh đón sáng sớm. Chân trời, một mảnh mây đen chậm rãi bao trùm tới, hào quang màu xanh che lấy ánh sáng trắng nơi bầu trời phương đông. Sáng sớm còn chưa đến đã bị mây đen che giấu, truyền đến tiếng sấm nặng nề, một trận mưa lớn muốn chút xuống. Trong Huyền Tinh Phúc Địa hào khí càng thêm nặng nề, vang lên chiến thanh còn thấm nhuần hơn cả tiếng sấm. Cuồn cuộn đương đương, chấn nhiếp nhân tâm. Phong Phi Vân, ngươi thực cho rằng lực lượng một người có thể chống lại toàn bộ Phong gia sao? Tên nửa bước cự kình mặc đạo bào màu tím kia đứng ở phía trên người lưu động lấy một cổ tử phủ hào quang, đỉnh đầu một vòng thái cực ấn ký.
lão giả này chính là một trong bốn vị nửa bước cự kình lúc trước đối phó Nam Cung Hồng Nhan. Bốn người bọn họ vốn là người phụ trách thủ hộ tộc ngục, không cho phép bất luận người ngoài nào tiến vào, nhưng Nam Cung Hồng Nhan lại xông vào, cái này đối với bọn họ mà nói chính là tội lớn, chỉ có lưu lại Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan thì bọn hắn có lẽ mới không bị xử phạt. Cho nên bốn người bọn họ đứng mũi chịu sào, công kích cùng mãnh liệt nhất, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bước Phong Phi Vân quay về trong ngục. Phong gia các ngươi, Ngân Ngân, ngươi họ Phong sao? Phong Phi Vân quát lớn một tiếng, chấn khiến vị lão giả đạo bào tím kia hai lỗ tai đau đớn, tựa như chiêng đồng gõ vang bên tai, thất thần trong chốc lát. Trong nháy mắt này, Phong Phi Vân liền ngang nhiên ra tay, hai tay cầm đao, dùng lực xu thế bổ thần sơn chém ra một đạo đao mang trăm trượng, hình dạng như thần long. Long hoàng nhất đao sát. Một đao kia lực lượng khí phách thấy đủ, thương vũ chấn động. Long hoàng đao quyết chí cương, chí phách. Lão giả đạo bào tím lộ vẻ kinh hãi, vội vàng bạo lui, nhưng cuối cùng vẫn muộn, bị một đầu bạch long đao khí chém lên sau lưng. Nửa bước cự kình sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, hắn lại không chết. Lão giả áo đạo tím chạy thục mạng, chỉ cần chạy trốn tới bên người lão tổ cấp bậc cự kình thì liền an toàn rồi. Thanh đồng cổ thuyền vắt ngang trời cao, tựa như bay trong một mảnh hằng cổ tinh hà, Phong Phi Vân đứng ở đằng trước cổ thuyền, sắc mặt tái nhợt, lại bổ sung một đao. Phốc, ánh đao xuyên thấu qua thân hình nửa bước cự kình kia, lão giả đạo bào tím kia không cam lòng rên rĩ, cuối cùng thì tử phủ linh khí trên thân thể vãn trôi đi mất, nhạt nhòa giữa thiên địa và tự nhiên. Thân hình già nua từ giữa không trung rơi thẳng xuống dưới, té giữa núi non trùng điệp, huyết nhục mơ hồ. Một vị cự kình vốn muốn cứu hắn nhưng chưa kịp, tốc độ Phong Phi Vân thật sự quá nhanh, trong tốc độ ánh sáng đã bổ ra hai đao. Phong Phi Vân tay ôm lấy Nam Cung Hồng Nhan, cảm giác được nhiệt độ trong tay tựa hồ đã không còn nữa, mặc dù Phong Phi Vân luôn truyền linh khí vào trong thân thể nàng nhưng vẫn không thể duy trì tần suất tim đập của nàng được, bắt đầu nhanh chóng suy giảm, càng ngày càng chậm. Không thể kéo dài được nữa. Lại kéo thêm một lát thì chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn nàng chết trong ngực mình thôi. Nếu vậy thì Phong Phi Vân sắp sửa khổ sở một mình rồi. Phong Phi Vân chân đạp thanh đồng cổ thuyền, thúc giục lực lượng luân hồi tật tốc, hóa thành một đạo thanh ảnh ngang trời mà qua. Hắn muốn đi, nhưng những cường giả Phong gia kia lại không để hắn như nguyện, ba tôn nửa bước cự kình trấn giữ ngay trên con đường của Phong Phi Vân, bọn hắn đồng thời đánh ra một thủ ấn. Đều là long hổ chi lực, mấy chục đầu hổ ảnh khổng lồ ngưng tụ thành ba trưởng ấn to như núi nhỏ, đại khí huy hoàng, đưa tới khí lãnh mãnh liệt cuộn trào. Tiểu diễn thuật chi chu thiên hám tiên trùy. Tiểu diễn thuật Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ 4 phần 10, lực lượng chu thiên hám tiên trùy lại mạnh thêm một phần. Chu thiên hám tiên trùy vốn chính là dùng lực lượng chứ danh, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng lại ẩn chứa một tia khí cảm của chu thiên hám tiên trùy thời thượng cổ. Một búa đánh xuống khiến ba gã nửa bước cự kình phải thổ huyết, trong đó có hai tên càng bị gãy 7, 8 cây xương, trên người huyết tuyền chảy nhỏ giọt, theo lòng bàn chân chảy xuống dưới. Ba tên nửa bước cự kình này đều bị trọng thương, rơi xuống trên mặt đất, bọn hắn lập tức ăn vào linh đan, trốn đến chỗ an toàn dưỡng thương, đã không thể lại ra tay được nữa. Những nhân vật cấp lão tổ kia hai mặt nhìn nhau, Hồng Loan Hỏa Thường và Ẩn Tầm Sa La không hổ là thần y trong truyền thuyết. Sau khi mặc vào, vậy mà có được sức bật cường đại như thế, khiến một tu sĩ trẻ tuổi có lực lượng chống lại nhân vật đứng đầu thế hệ trước như bọn hắn. Cứ mỗi khi trì hoãn một chút, mạch đập trên người Nam Cung Hồng Nhan cũng sẽ càng chậm hơn. Phong Phi Vân lòng nóng như lửa đốt, thúc giục thanh đồng cổ thuyền bay về phía chân trời. Oanh! Thanh đồng cổ thuyền đâm vào một tầng bức tường vô hình, kịch liệt chấn động, đó là một tòa chu thiên đại trận ngăn cách địa vực. Trên đó có viết vô số mật vân. Sau khi va chạm thì mật vân đều hiện ra, phát ra vạn đạo kim quang. Trở về, một vị lão giả cấp bậc cự kình hô một tiếng, tầng mật vân kéo dài qua giữa trời và đất kia liền bay về phía hắn. Mật vân thôi động thanh đồng cổ thuyền bay ngược về. Cổ lực lượng này không thể chống cự, tựa như một con cá nhảy vào trong lưới, hiện giờ có người đang thu lưới lại. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đã nhìn ra tầng mật vân này cũng là một loại trận pháp. Chỉ là loại trận pháp này tương đối đặc thù, cùng loại với kết giới. Chỉ cần là trận pháp vậy thì nhất định sẽ có trận nhãn. Long hổ đao quyết đao thứ ba, long hoàng quán nhật, ngao. Một đạo bạch long từ trên lưỡi đao bừng lên,
tựa như một đạo bạch hồng, bay thẳng trời cao, xuyên phá mật vân, đùng, mật vân tầng tầng nghiền nát, tựu như thần tường lấp kín đang sụp đổ. Tốc độ tìm hiểu điển tịch của Phong Phi Vân cực nhanh, cũng đã sớm hiểu được Long Hoàng Đao Quyết đao thứ ba, trước kia là bởi vì lực lượng còn thiếu một ít cho nên mới không cách nào đánh ra được. Hôm nay có lực lượng nửa bước cự kình, đừng nói đao thứ ba, coi như là đao thứ tư cũng có thể bổ ra được. Một cự kình cưỡi đại phong thú từ trong sơn giã vọt lên, còn muốn ngăn cản Phong Phi Vân rời đi, lại bị Phong Phi Vân chém ra trăm đạo đằng long, trực tiếp chấn nát đại phong thú dưới người hắn. Vị cự kình này tế ra một mảnh linh hồ minh mông, chặn được đao quang sắc bén, bằng không thì đã bị thương rồi. Vị cự kình này bay ra hơn 10 dặm, đứng trên đỉnh một tòa vân phong, quần áo như kỳ, phiêu diêu trong gió, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có một đạo bạch ngân, ẩn ẩn đau đớn. Thật sự là hậu sinh khảo ý, một đao vừa rồi của Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã cách ngàn mét phá vỡ làn da hắn, khiến hắn chảy máu rồi. Hắn sau khi mặc vào thần y, lực lượng vậy mà cường đại đến có thể so với cự kình, xem ra năm kiện thần y trong truyền thuyết không phải chuyện đùa, bất luận kiện nào đều có được năng lực gia tăng không chỉ gấp 10 lần thuộc tính. Tất cả tu sĩ lớp già ở đây đều động tâm, vốn dùng tu vi của bọn hắn, đối với cái gọi là thần y còn có điều khinh thường, nhưng hôm nay sau khi kiến thức uy lực của nó, lại phá vỡ nhận thức của bọn hắn trước kia. Tựa hồ tu vị càng cao, lực lượng mà thần y phát huy ra lại càng mạnh. Hồng Loan Hỏa Thường, có thể khiến một người không có tu vị có được chiến lực sánh với nửa bước cự kình. Ẩn Tầm Sa La, có thể khiến tu sĩ ẩn tàng thân hình, cự kình cũng không thể phát hiện ra, tuyệt đối là thần bảo đánh lén tuyệt đỉnh cường giả. Đỉnh tiêm sát thủ mặc vào Ẩn Tầm Sa La, thậm chí có khả năng khiến vô thượng cự kình cũng phải nuốt hận. Cưu Cửu Quái Bào, nghe đồn rằng là yêu ma chiến y, một khi mặc vào có thể đạt được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. So với Hồng Loan Hỏa Thường còn thần bí khó lường hơn, có thể trợ thượng vị cự kình đại chiến chân nhân. Ầm ầm, đầy trời đều là lôi đình, vô số điện xà cuồng vũ, một hồi mưa to đánh xuống, không kiêng nể gì cả rửa sạch máu tươi trên mặt đất, ướt đẫm quần áo mọi người. Tia chớp bổ xuống, xuyên thẳng qua trong thiên địa. Phong Mặc đứng ở trên ngọn núi trung ương, bên ngoài một tòa cung điện như Cửu Thiên Cung khuyết, đứng ở trong mưa. Một nữ tử dung mạo tuyệt lệ đứng ngay phía sau cầm dù che cho hắn. Mưa rơi chen đi ép, phát ra thanh âm tí tách. Vạn Hương sầm nắm lấy cán dù, nói. Lão tổ, quả thật là không ai ngăn được hắn. Hắn đi không được đâu, hắn nhất định là người Phong gia. Phong Mặc đứng dưới dù, ánh mắt xuyên qua màn mưa, nhìn về thiên mạc phía phương xa, mang theo một loại vầng sáng mưu tính sâu xa. Ầm ầm. Lại một đạo lôi đình ngang trời mà qua, phát ra thanh âm đầy tính bạo tạc, chấn khiến mây đen trên bầu trời cũng run lên. Mưa thu liên tục, nhưng mưa thu sáng nay lại hung mãnh hơn bất cứ lúc nào khác, tiếng sấm kia không biết đã đánh vỡ mộng đẹp bao nhiêu người. Oanh! Thanh đồng cổ thuyền đã bay đến ngoài 600 dặm đột nhiên ngừng lại, cứ thế mà từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Phong Phi Vân toàn thân đều ướt sũng, tóc lộn xộn. Trong đôi mắt mang theo vài phần sợ hãi, hai tay run rẩy đưa về phía chóp mũi Nam Cung Hồng Nhan. Dưới màn mưa lạnh như băng cọ rửa, máu đen trên người Nam Cung Hồng Nhan dung thành huyết thủy, rơi trên mặt đất, khuôn mặt tuyệt sắc tái nhợt như một tờ giấy trắng, cánh tay ngọc lạnh như băng tựa như hai cây băng côn. Áo trắng trên người bị cọ rửa chỉ còn vết hồng nhàn nhạt. Đã không có hô hấp. Đình chỉ tim đập. Thân thể của nàng lạnh như băng đến đáng sợ. Trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười cứng ngắc, đã mất đi sinh cơ, mà tâm Phong Phi Vân lại càng thêm lạnh như băng, lạnh đến tựa hồ như huyết dịch cũng muốn đông lại. Nàng chết trong ngực người mình yêu, mỉm cười mà đi. A hát! Phong Phi Vân ôm thân thể Nam Cung Hồng Nhan đứng dưới mưa, thét dài một tiếng, thét đến tê tâm liệt phế. Hồng Nhan vi thủy thiếu, phong hoa hà thì phao. Hồng Trần Trung, tâm bất lão, quân bất tại, nhân như thảo. Đãi đáo Hồng Nhan lão, thủy vi Hồng Nhan họa đại mi. Tiếng ca tuyệt mỹ kia, tiếng đàn tranh động lòng người kia tựa hồ vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, khi đó nàng phong hoa tuyệt đại, nhân gian tiên tử, tiếng ca kia ngay cả tiên tử cũng không sánh bằng. Hồng Nhan dáng tươi cười cứng lại trên mặt, thiên hạ không có bất kỳ nữ tử nào có thể cười đẹp như nàng. Nàng sợ nhất già đi, sợ nhất Hồng Nhan đầu bạc, hôm nay cũng không cần sợ nữa. Chung quanh núi cao, cây phong rơi lá, lá phong đỏ thẫm bay múa trong mưa, tựa như hồng diệp đầy trời,
cuối cùng rơi trên mặt đất, rơi vào trong bùn nhão. Phong Phi Vân đứng trong màn mưa lạnh thấu xương, mặc cho mưa rơi trên đầu, trên mặt, giống như là trời cũng đang cười nhạo kẻ đáng thương như hắn vậy. Trong mưa, bên tai của hắn lờ mờ nghe được, nàng hát từ chữ một. Tích ngã vãng hí, dương liễu y y, kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi. Thiên địa du du, ngã tâm củ củ, thử tâm miên miên, tái vô tha cầu. Đêm mưa, gió gấp, thanh âm kia cũng bị gió thổi tan. Chỉ lưu lại một người cô tịch bi thương. Thanh đồng cổ thuyền hóa thành một đạo thanh mang, bay trở về trong thân thể Phong Phi Vân, nơi này chỉ còn mình Phong Phi Vân đờ đẫn đứng ở nơi đó, ôm lấy nữ tử trong ngực. Mưa thật lâu không dứt. Tóc, lông mi, mắt Phong Phi Vân đều có bọt nước lăn xuống, mặt mũi ướt đẫm, đứng thẳng thật lâu trong mưa. Chợt, trong bàn tay truyền đến một tia ấm áp. Phong Phi Vân vẫn ngẩn ngơ đứng đó, thẳng đến khi nhiệt độ cao đến mức khiến hắn đau nhức thì Phong Phi Vân mới đột nhiên bừng tỉnh từ trong bi thương. Ồ, đây là lực lượng của phượng cốt. Phong Phi Vân hai mắt ngưng mắt nhìn nơi vị trí ngực Nam Cung Hồng Nhan, một đoàn hào quang đỏ thẫm đang nhảy nhót, nhiệt độ cực cao, tựa như một đóa thịnh thế hỏa diễm đang chậm rãi nhảy lên vậy. Phù phù, phù phù. Thanh âm yếu ớt mà chậm chạp này giờ phút này lọt vào tai Phong Phi Vân lại rõ ràng như vậy, đây là tiếng trái tim nhảy lên, trái tim của nàng lần nữa nhảy bắt đầu chuyển động, huyết dịch vốn đã lạnh như băng cũng bắt đầu ấm áp, chậm rãi lưu động. Một người vốn đã chết, lại tỏa sáng ra sinh cơ. Hỏa diễm nơi ngực nàng nhảy lên càng lúc càng nhanh, vầng sáng cũng sáng ngời hơn trước kia, thật giống như một quả ngôi sao khảm nạm trong trái tim vậy. Phong Phi Vân kích động không thôi, thì thào tự nói. Tánh mạng của nàng cũng không sói mòn hết, lực lượng phượng cốt giúp nàng tỉnh lại một tia sinh cơ. Vậy khối phượng cốt dung nhập vào trong cơ thể nàng, nhất định là phượng hoàng tâm cốt. Cơ hồ tim của tất cả động vật đều là bằng thịt, nhưng tim phượng hoàng lại là một khối xương cốt, hồng như lưu ly, tươi đẹp như hỏa diễm. Phượng hoàng tâm cốt chính là thứ giống như thần cơ của tu tiên giả vậy, chính là khối phượng cốt đầu tiên phượng hoàng tu luyện ra, cũng là khối xương cốt bổn nguyên nhất. Cái gọi là phượng hoàng niết bàn trọng sinh, kỳ thật chính là tâm cốt niết bàn, tâm hỏa đốt cốt, tâm cốt lần nữa ngưng tụ, cũng là tánh mạng lần nữa trọng sinh. Phượng hoàng chỉ cần niết bàn thành công, tâm cốt sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi, sinh mệnh lực phượng hoàng cũng sẽ theo đó trở nên càng thêm cường đại. Một khối phượng cốt bình thường tự nhiên không thể tỉnh lại sinh mệnh lực một tu sĩ nhân loại, nhưng là tâm cốt lại có thể. Tuy rằng huyết dịch trong cơ thể Nam Cung Hồng Nhan lần nữa bắt đầu vận chuyển, sinh mệnh lực cũng bắt đầu sống lại, nhưng cũng không tỉnh lại, tựa như một mỹ nhân đang trong ngủ say vậy. Không có lực lượng niết bàn, lại không có linh khí cần thiết để niết bàn, nhiều nhất một canh giờ nữa thì sinh mệnh lực trong cơ thể nàng sẽ lần nữa nhạt nhòa, triệt để chết đi. Một thanh âm già nua vang lên bên tai Phong Phi Vân. Tiếng bước chân vang lên. Sương mù phủ kín trong mưa, một lão giả từ từ đi tới. Phong mặc dẫm lên bùn đất lầy lội, chân đạp trên lá cây ướt, tư trong sương mờ từ từ đi tới, Vạn Hương Sầm đứng ở bên cạnh hắn, cầm dù che cho hắn, dáng người linh động, mang theo hương thơm mê người. Mưa từ trên tán dù lăn xuống, tựa như hợp thành tuyến chân châu, một chuỗi lại một chuỗi. Phong Phi Vân nhìn thoáng qua Phong Mặc. Hắn tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, cái gọi là linh khí cần để niết bàn chỉ chính là niết bàn chân khí mà chỉ chân nhân mới có. Cảnh giới chân nhân chính là cảnh giới niết bàn. Muốn Nam Cung Hồng Nhan có thể sống lại, nhất định phải do chân nhân ra tay, toàn bộ thần tấn vương triều lại có mấy chân nhân. Huống chi còn phải vòng một canh giờ tìm ra được vị chân nhân này. Chỉ có Phong Mặc. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm chặt của Nam Cung Hồng Nhan, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên bờ mi nàng, vô luận phải trả giá lớn thế nào đi nữa thì ngươi cũng không thể chết. Vạn Hương Sầm đứng trong mưa, tóc dài mất trật tự Phong Phi Vân, nhìn Nam Cung Hồng Nhan trong ngực hắn, trong lòng lại có chút ít ghen tuông không hiểu. Phong Mặc thở dài một tiếng. Tiểu hài tử luôn có lúc phản nghịch, luôn có lúc không nghe lời, đến khi phản nghịch đủ rồi, ở bên ngoài gặp phải nhiều trắc trở. Khiến cho vết thương từng đống, đến bước đường cùng rồi thì kỳ thật chỉ có nhà mới là nơi ấm áp nhất. Hai tử, trở về đi. Phong Phi Vân hai tay nắm chặt, hàm răng cũng cắn chặt lấy. Khi có một người xấu đánh cho ngươi trọng thương sắp chết, sau đó lại đứng ra, giả bộ làm người tốt, cho ngươi linh dược giúp ngươi chữa thương, lúc này sẽ lựa chọn khuất phục hay chờ chết.
nếu người chết chính là bản thân Phong Phi Vân thì hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn khuất phục. Nhưng, hắn không có lựa chọn. Một người nếu quá yếu ớt, có đôi khi thật không có lựa chọn. Nhất định phải khiến mình trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa, làm một người có thể quyết định được vận mệnh người khác. Nửa tháng sau, khi có một nữ nhân vì ngươi cởi đi quần áo, thân làm một nam nhân, ngươi cũng phải nên giúp nàng mang lại từng cái một. Phong Phi Vân liền mặc lại Hồng Loan Hỏa Thường và ẩn tầm xa la cho Nam Cung Hồng Nhan, đưa nàng về Huyền Tinh Phúc Địa, lúc ra đi, nàng ngoái đầu nhìn lại cười đến sơn dã hoa nở tận. Nàng một câu cũng không nói, tất cả đều trong ánh mắt. Phong Mặc chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng Phong Phi Vân, nhìn qua thân ảnh đã đi xa kia nói. Nàng ở lại Huyền Tinh Phúc Địa chỉ sẽ chậm trễ ngươi tu hành, để cho nàng ly khai, đối với các ngươi đều tốt. Phong Mặc không cho phép Nam Cung Hồng Nhan ở lại bên người Phong Phi Vân, bởi vậy nàng chỉ có thể rời đi, bởi vì hiện giờ toàn bộ Nam Thái Phủ 6 quận, đều là địa bàn của hắn, hắn chính là chủ nhân nơi này. Lời hắn nói, chính là thánh chỉ. Lão Tổ, nói rất đúng. Phong Phi Vân không nhìn thân ảnh đã đi xa nơi phía chân trời kia nữa. Phong Mặc tán thưởng nhẹ gật đầu, nói. Với tư cách là người thừa kế Phong gia tương lai, tu vi của ngươi vẫn quá yếu, trong một đời tuổi trẻ có rất nhiều người đều có thể đánh bại ngươi. Hương Sầm, mang Phi Vân đi địa để linh mạch bế quan, ta giao hắn cho ngươi đấy, hắn có yêu cầu gì thì phải toàn lực thỏa mãn hắn. Ngươi nếu chiếu cố hắn không tốt, ngươi cũng sẽ không có tư cách làm con dâu Phong gia. Vạn Hương Sầm gật đầu nghe lệnh, mang theo Phong Phi Vân, bước vào cửa vào địa để linh mạch. Phong Mặc vác lấy hai tay, đứng ở đỉnh núi Trung ương, nhìn qua 10 vạn non sông trước mắt, trong đôi mắt lõm sâu kia mang theo một đạo vầng sáng thâm trầm. Huyền Tinh Phúc Địa, vốn ở vào cuối một đầu linh mạch, linh khí vốn đã nồng đậm đến cực điểm. Nhưng Phong Mặc lại thấy không đủ, dùng đại thần thông dẫn dắt đầu địa để linh mạch này đến ngay phía dưới Huyền Tinh Phúc Địa, lại đưa tới 4 đầu linh mạch loại nhỏ lớn chừng trăm dặm. Hiện lên xu thế chúng tinh bàng nguyệt, khiến Huyền Tinh Phúc Địa nằm ở vị trí trung ương. Cũng ở trong lòng đất thành lập nên 5 cung điện tu luyện cung điện, phân biệt là Trung Cung Ngọc Hoàng Điện, Tây Cung Điện, Đông Cung Điện, Nam Cung Điện, Bắc Cung Điện. Chỉ có đệ tử làm ra cống hiến lực lớn với Phong gia mới có thể nhập 5 tòa cung điện này tu luyện, linh khí ở đây gấp mấy lần bên ngoài, hơn nữa nói không chừng còn có thể từ trong linh mạch nhặt được linh thạch, như vậy tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Đã có điều kiện tu luyện tốt như vậy, tự nhiên khiến những tu sĩ không phải người Phong gia kia nguyên một đám đều hướng tới Huyền Tinh Phúc Địa, có thể tiến vào trong địa để linh mạch tu luyện, cũng đã trở thành một loại vinh quang lớn lao. Trong đó, Trung Cung Ngọc Hoàng Điện ở vào phía trên địa để chủ linh mạch, linh khí nồng đậm nhất, chỉ có đệ tử trực hệ Phong gia mới có thể tiến nhập vào trong đó tu luyện. Trên đường tiến vào địa để linh mạch, Phong Phi Vân gặp rất nhiều anh tài kiệt xuất. Có nghịch thiên tài tuấn đến từ Tử Vân Động Thiên, cũng có tiểu sư muội thiên nhất tiên môn, còn có thiếu chủ đại diễn tiên môn. Những thế lực này hiện giờ đều phụ thuộc vào Phong gia, gặp phải đệ tử trực hệ Phong gia bọn hắn đều phải hành lễ, bằng không thì sẽ gặp phải xử phạt nghiêm khắc. Phong Mặc sửa đổi tộc quy, không phải đệ tử trực hệ Phong gia địa vị sẽ thấp một bậc, càng thành lập nên chế độ giai cấp xâm nghiêm, người địa vị thấp hơn 3 cấp nhìn thấy thượng cấp, đều phải quỳ xuống. Tộc quy so pháp quy của thần tấn vương triều còn nghiêm khắc hơn. Trong Huyền Tinh Phúc Địa còn thành lập nên hình ngục đường đơn độc, phàm là người dám vi phạm ý chí gia chủ đều bị đưa vào hình ngục đường, gặp phải hình phạt sống không bằng chế. Đây chỉ là mới bắt đầu, sau khi hoàn thiện hệ thống gia tộc, củng cố vương quốc của mình, tay Phong Mặc nhất định sẽ vươn khắp toàn bộ thần tấn vương triều. Một mảnh tiếng ầm ĩ vang lên. Thiếu chủ đã tới, thiếu chủ đã tới. Những tuổi trẻ tài tuấn các thế lực phụ thuộc dưới trướng Phong gia, tuấn nam mỹ nữ, kể cả đệ tử chi thứ Phong gia cả đám đều câm như hến nhìn Phong Phi Vân đang đi tới. Bái kiến thiếu chủ, quỳ xuống một mảnh, cả đám đều vô cùng cung kính. Chỉ có đệ tử trực hệ Phong gia là có thể không quỳ, nhưng cũng có chút khom người, không người nào dám dùng ánh mắt nhìn thẳng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có chút dừng bước chân, nhìn những người này, liền đi vào thông đạo. Mà ngay cả hai vị lão giả trông coi thông đạo cũng có chút khom người, chủ động mở ra đại môn cho Phong Phi Vân. Các ngươi đều đứng lên đi. Vạn Hương Sầm phân phó một câu, liền đi theo đằng sau Phong Phi Vân tiến nhập cửa thông đạo. Thẳng đến khi được Vạn Hương Sầm cho phép,
những người tài giỏi này mới nhao nhao đứng lên, nhìn qua hướng cửa thông đạo, nghị luận nhao nhao, có người nói. Yêu ma chi tử cũng đã trúng Diêm Vương hủ huyết, tuổi thọ chỉ được 2 năm, thực không hiểu nổi gia chủ tại sao lại chọn hắn làm thiếu chủ Phong gia. Gia chủ chính là vô thượng chân nhân, thượng khuy thiên, hạ khuy địa, người rõ ràng dám hoài nghi ý chí của lão nhân gia ông ta sao, coi chừng bị đưa vào hình mục đường đấy. Một nam tử hơi lớn tuổi bên cạnh nghiêm nghị nói. Nghe nói như thế, thiếu niên vừa rồi sắc mặt trắng bệch, ngậm miệng không dám nói nữa. Phong Phi Vân đứng ở tầng thứ 7 trung cung Ngọc Hoàng Điện, cũng là tầng cao nhất, nhìn qua linh mạch Trường Hà mênh mông cuồn cuộn trước mắt, linh khí cũng đã nồng đậm đến mức biến thành chất lỏng, như tiên hà gột rửa. Thật sự không thoát khỏi vận mệnh, biểu hiện ra là thiếu chủ Phong gia mỗi người đều tôn kính, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một con cờ trong tay Phong Mặc. Hắn muốn ngươi hướng đông, ngươi phải hướng đông, hắn muốn ngươi hướng tây, ngươi phải hướng tây. Tất cả đều là do tu vị quá yếu. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Phong Phi Vân hai mắt vững vàng, mặc thanh y, đeo đai lưng ngọc, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đứng trên linh hà chi đỉnh, đôi mắt trở nên sáng ngời hơn cả ngôi sao. Quay người, đi vào trung cung Ngọc Hoàng Điện, bắt đầu tu luyện. Tu luyện cảnh giới thiên mệnh kỳ thật chính là tu luyện trong tử phủ trung cung. Tử phủ trung cung cũng chính là trung đan điền, mặc dù ở trong cơ thể con người, nhưng lại mênh mông khó lường, cũng giống như đại não người vỡ ư, rất khó bị khai phát hoàn toàn. Mặc dù chỉ khai phát ra 10% cũng đã cực kỳ khó lường rồi. Tu luyện giả mở tử phủ trung cung, kỳ thật giống như mọi người khai phát đại não vậy, chỉ là một bên là tăng lên lực lượng và cảnh giới. Một bên lại tăng lên thông minh tài trí. Muốn mở tử phủ trung cung là một chuyện rất khó sự tình, mỗi một lần mở rộng, đều có thể đều cần tốn hao vài năm, thậm chí vài chục năm, cũng chính bởi vì khó tu luyện, cho nên tu sĩ cảnh giới thiên mệnh mới có được 500 năm tuổi thọ, hơn nữa mỗi khi tăng lên một trọng, cũng sẽ tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Phong Phi Vân ngồi ở trong linh mạch vô biên mênh mông cuồn cuộn, mở ra hết 360 tòa mệnh huyệt toàn thân. Hóa thành 360 tòa vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí trong không gian chung quanh, sau đó ở trong trung đan điền chuyển hóa thành tử phủ linh khí. Tu sĩ bình thường khi đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng đều chỉ có 1 đạo tử phủ linh khí đến 10 đạo tử phủ linh khí, mà Phong Phi Vân khi vừa mới tấn chức cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng đã có đến 100 đạo tử phủ linh khí, khí tiếp vân hà, tử khí hạo nhiên. Tu luyện thiên mệnh đệ nhất trọng chính là quá trình chuyển hóa linh khí thành tử phủ linh khí. Chỉ có luyện tử phủ linh khí trong thân thể đến 3.000 đạo thì mới xem như tiến nhập thiên mệnh đệ nhị trọng. Chuyển hóa từ linh khí đến tử phủ linh khí là một quá trình cực kỳ chậm chạp, 1.000 phần linh khí mới có thể chuyển hóa được 1 phần tử phủ linh khí. Cho nên sau khi đạt tới cảnh giới thiên mệnh nếu chỉ dựa vào thu nạp linh khí giữa thiên địa tự nhiên để chuyển hóa thành tử phủ linh khí thì tốc độ sẽ cực kỳ chậm chạp. Lúc này phải nhờ vào linh mạch và linh thạch. Tu sĩ không có hai thứ này sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, căn bản không cách nào chuyển hóa ra 3.000 đạo tử phủ linh khí, đạt tới thiên mệnh đệ nhị trọng. Đây cũng là lý do vì sao tu luyện giới cạnh tranh khốc liệt như vậy, vì tài nguyên, hai thế lực sẽ liều đến ngươi chết ta sống, máu chảy thành sông. Đồng thời khi chuyển hóa tử phủ linh khí, Phong Phi Vân cũng nghiên cứu thanh đồng Linh Châu, cái thần thuyền phong cách cổ xưa này là hắn gặp được ở trên đường Hoàng Tuyền. Tràn đầy vết rỉ, rách mướp, bên trong thuyền khẳng định có dấu đồ vật kinh thiên động địa. Chỉ có điều dùng linh khí trong thân thể Phong Phi Vân hiện giờ cũng chỉ có thể khiến nó dài đến 300 mét thôi, nếu lại dài thêm nữa thì linh khí cũng sẽ bị nó hút khô. Dài 300 mét, xa xa không phải chiều dài chính thức của thanh đồng Linh Châu, hình thái nguyên thủy nhất của nó đoán chừng dài khoảng 1.000 dặm khổng lồ như một núi cao vậy. Không thể khôi phục hình thái nguyên thủy nhất của thanh đồng Linh Châu thì càng thêm không thể mở ra nó. Phong Phi Vân thử qua tế luyện thanh đồng Linh Châu, nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí trong Linh Châu bắn về, đó cũng không phải do Phong Phi Vân lực lượng không đủ cường, mà là lực lượng trong thanh đồng Linh Châu thật sự quá cường đại. Mặc dù là nữ ma cũng phải mượn nhờ lực lượng tế đàn mới có thể tế luyện thanh đồng Linh Châu được một nửa. Đã không thể khống chế thanh đồng Linh Châu. Phong Phi Vân liền bắt đầu từ tế đàn có quan hệ với thanh đồng Linh Châu, căn cứ theo Phong Phi Vân suy đoán, miểu quỷ ban chỉ rất có thể chính là một kiện linh khí phôi thai có thể thăng cấp. Phong Phi Vân lúc đầu khi đạt được miểu quỷ ban chỉ nó vẫn chỉ là một kiện chuẩn linh khí, sau khi dẫn xích long tinh hồn vào trong mới tấn thăng đến cấp bậc nhất phẩm linh khí.
nếu có thể dẫn một đầu dị thú hồn tu vị 800 năm vào miểu quỷ ban chỉ, có lẽ có thể thăng cấp nó đến cấp bậc nhị phẩm linh khí. Phong Phi Vân một lần này ngồi xuống chính là một năm, trong lúc này Vạn Hương Sầm và Tiểu Tà Ma đều có tới. Một năm qua, tu vị Phong Phi Vân đột nhiên tăng mạnh, đã tu luyện ra hơn 2.800 đạo tử phủ linh khí, đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng. Phong Phi Vân, lão tổ đang ở Thiên Luân Cung chờ ngươi. Vạn Hương Sầm đi tới địa để trung cung Ngọc Hoàng Điện, đứng ở ngay phía dưới Phong Phi Vân, ăn mặc hoa y gấm vóc, trên đầu quấn vải xanh, làn da như ngọc. Cường giả Xâm La Điện đệ thất điện bị một mình Phong Mặc đánh cho chết hơn một nửa, những tu sĩ tà đạo đến đánh Phong gia càng đã chết thì chết, bắt thì bắt, chỉ có Vạn Hương Sầm lại bình yên vô sự, không chỉ không bị giết chết, ngược lại còn trở thành người tâm phúc dưới trướng gia chủ, quyền lực không nhỏ. Rất nhiều tu sĩ Phong gia đều ở trong bóng tối gọi nàng là Phong gia thiếu nãi nãi. Có một chân nhân tỏa trấn Phong gia, hưng thịnh là chuyện hiển nhiên, có thể trở thành Phong gia thiếu nãi nãi, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng người lên, thân thể theo gió bay xuống, nhẹ nhàng tựa như một mảnh lá rụng, nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mắt, trong lòng Phong Phi Vân rất nhiều cảm xúc. Người rõ ràng không rời khỏi Phong gia, thật khiến ta ngoài ý muốn. Trên mặt Phong Phi Vân treo vài phần vui vẻ. Vạn Hương Sầm từng là đệ nhất mỹ nhân của đệ thất điện, càng là đệ thất điện điện hạ, thiên hạ không biết bao nhiêu tài tuấn trẻ tuổi muốn ôm vào lòng mà không thể. Phong Phi Vân, ngươi nếu là cho rằng ta là vì ngươi mới ở lại Phong gia, vậy ngươi cũng quá tự mình đa tình rồi. Vạn Hương Sầm khinh thường cười nói. Luận tu vị nàng đã đạt đến thiên mệnh đệ tam trọng, coi như là dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng, mà nàng hiện giờ thấp kém như vậy, tựa như vợ bé của Phong Phi Vân cũng đều có lý do của mình. Loại nữ nhân như nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì thân thể bị nam nhân nào đó chiếm hữu mà sẽ khăng khăng một mực đi theo cạnh hắn. Nàng không nói, Phong Phi Vân cũng có thể được đại khái một chút, trận chiến Nam Thái Phủ, Xâm La Điện đệ thất điện nguyên khí đại thương, rất có thể đã bị chín đại tà điện khác chèn ép, Vạn Hương Sầm đã có thể được Phong Mặc tín nhiệm, ở Phong gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vì sao phải quay về Xâm La đệ thất điện làm gì chứ? Phong Phi Vân sờ lên mũi, sau đó liền dẫn đầu ra khỏi địa để linh mạch, rốt cục có thể lần nữa thấy được ánh mặt trời. Trời trong nắng ấm, mặt trời treo trên cao. Một năm thời gian, huyền tinh phúc địa biến hóa thật lớn, 99 tòa vân phong trở nên càng thêm tiên linh, có từng con linh thú kéo lấy cổ thuyền bay qua trên không, trong cổ thuyền ngồi hơn 10 vị tu sĩ tu vị không tầm thường, cả đám đều tinh thần no đủ, như là đi vào tiên cảnh. Huyền tinh phúc địa rất nhiều chỗ đều mở ra động phủ, tu kiến cung điện, có chu điện long đài cao tới trăm trượng, chọc thẳng vào đám mây, tựa như một tòa thành tiên đài vậy. Vạn Hương Sầm nói cho Phong Phi Vân, đó là chỗ đệ tử hạch tâm Phong gia tu luyện, hôm nay đệ tử hạch tâm Phong gia tổng cộng chỉ có 14 vị, đều là tuổi trẻ tài tuấn đạt đến cảnh giới thiên mệnh, tuổi không quá 30. Phong gia hôm nay cơ hồ đã kéo hết toàn bộ 10 thế lực cao cấp nhất Nam Thái Phủ vào trong, có được nhiều tuổi trẻ tài tuấn như vậy cũng không kỳ quái. Lúc Phong Phi Vân đi vào trong Thiên Luân Cung thì Phong Mặc đã ngồi trên một cái ghế long thai ngọc điêu cao 9 trượng. Phong Mặc có chút nhẹ gật đầu. Một năm thời gian có thể đạt tới cảnh giới như thế, đã coi như không tệ rồi, trong 3 tháng, có lẽ có thể đột phá đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhị trọng. Đều là nhờ lão tổ ban tặng, nếu không có linh mạch tương trợ, ta sợ phải tu luyện 2 năm, mới có thể đạt đến cảnh giới bây giờ. Phong Phi Vân nói. Nghe được Phong Phi Vân gọi một tiếng lão tổ, Phong Mặc chợt lộ ra vẻ tươi cười, nói. Một năm người bế quan, thần tấn vương triều đã xảy ra rất nhiều đại sự kiện, trong đó có 3 chuyện càng chấn động toàn bộ tu tiên giới, phải nói cho người biết mới được. Phong Phi Vân đứng thẳng bên dưới, khí vũ hiên ngang, tĩnh tâm lắng nghe. Chuyện thứ nhất, sau Xâm La thập điện thì tà đạo tam vực cũng lần lượt xuất thế, cửu u vực, ám vực, vô sinh vực. Tà đạo tam vực từ chỗ tối đi ra chỗ sáng, đều là giết người lập uy, chiếm cứ một phương quận phủ, trở thành một phương bá chủ. Tà đạo nhất điện lưỡng sơn tam vực, đều là truyền thừa từ thượng cổ, không phải chuyện đùa, trong đó vai trò thấp nhất không ai qua được tam vực này, bất luận một vực nào đều cường đại hơn Phong gia hiện giờ, hôm nay loạn thế kéo đến, bọn hắn không có khả năng không xuất thế. Đây là việc trong dự liệu của Phong Phi Vân. Chuyện thứ hai. Ba tòa cổ tiên giáo cường đại nhất địa tử phủ đồng thời tuyên bố độc lập,
không còn chịu sự quản hạt của thần Tấn Vương Triều, hơn nữa còn trục xuất hết phủ chủ trong địa tử phủ, quan viên triều đình chết thì chết, bị khu trục thì bị khu trục. Toàn bộ địa tử phủ, đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi quản hạt của thần Tấn Vương Triều, đã trở thành một phủ độc lập, do tam đại cổ tiên giáo và trên trăm tòa đỉnh cấp tiên môn cùng thống trị. Sau khi nghe thấy tin tức đó, Phong Phi Vân rốt cục hơi kinh hãi, địa tử phủ chính là một phủ lớn nhất ngoại trừ Trung Hoàng Phủ, địa vực lớn gấp 7 lần Nam Thái Phủ, mật độ nhân khẩu càng gấp cả chục lần Nam Thái Phủ. Nam Thái Phủ chính là một phủ xa xôi nhất trong thần Tấn Vương Triều Bát Phủ, diện tích nhỏ nhất, hơn nữa bởi vì không đủ dồi dào, bởi vậy được xưng là Nam Man Hoang Địa. Ở trước mặt những trung nguyên nội địa như địa tử phủ và Trung Hoàng Phủ, quả thực là một nơi chật hẹp nhỏ bé, số lượng địa để linh mạch, thiên địa linh bảo và địa để quáng tàng càng khác biệt ngày đêm. Đây cũng là lý do vì sao Phong gia ở Nam Thái Phủ được coi là một phương bá chủ, nhưng ở trước mặt loại quái vật khổng lồ như tứ đại môn phiệt thì muốn diệt liền diệt, chỉ như đập chết một con muỗi. Mặc dù thực lực Phong gia hiện giờ có một chân nhân tọa chấn, thế lực cũng kém xa những tiên giáo ở Trung Nguyên kia, càng không cách nào so sánh với loại thế lực như tứ đại môn phiệt. Dù sao người ta nội tình thật sự quá sâu dày, cũng từng xuất hiện qua chân nhân, khẳng định để lại thủ đoạn có thể chống lại chân nhân, khẳng định không kém hơn người bao nhiêu. Hơn nữa số lượng cao thủ của người ta cũng xa xa không phải Phong gia hiện giờ có thể so sánh được, tu sĩ tầng giữa càng nhiều như lông châu, trải rộng khắp một ngóc ngách thần Tấn Vương Triều. Chỉ dựa vào một chân nhân khởi động một gia tộc quả thật xa xa không đủ. Ngoài ra, mấy thi động truyền thừa cổ xưa nhất ở Bắc Cương Phủ cũng tuyên bố độc lập, những cản thi nhân kia càng thêm điên cuồng, trực tiếp tàn sát toàn bộ quan viên và quân đội của thần Tấn Vương Triều không còn một ai, tế luyện thành chiến thi. Phong Mặc hơi vui vẻ nói. Phong Phi Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, những thi động ở Bắc Cương Phủ này không ngờ lại khai chiến với thần Tấn Vương Triều. Xem ra quần Long Vệ Thiên thật sự đã đến, cộng thêm Nam Thái Phủ, thần Tấn Bát Phủ. Đã có ba phủ không nằm trong sự khống chế của thần Tấn Vương Triều nữa rồi. Chuyện thứ ba, không lâu trước thần Tấn Vương Triều đại thế lực bài danh bảng đã xuất hiện, thần Linh Cung xếp hạng đệ nhất, thần Tấn Vương Triều đành phải thứ hai, tứ đại môn phiệt đều xếp hạng top 10, mà Phong gia chúng ta xếp hạng thứ 19. Phong Mặc từ từ nói, thần Tấn Vương Triều vậy mà không xếp hạng đệ nhất. Phong Phi Vân lần này thật sự đã bị kinh trụ. Thần Tấn Vương Triều chỉ riêng một tỷ thần võ quân kia thôi cũng đã có thể quét ngang thiên hạ chứ đừng nói đến một vị tần đế được xưng là thần Tấn Vương Triều đệ nhất nhân, nhưng vậy vẫn phải xếp hạng thứ hai. Phong Mặc thản nhiên nói, thần Tấn Vương Triều nếu xếp hạng thứ nhất thì địa tử phủ tiên giáo, Bắc Cương phủ thi động, làm sao có thể to gan đến mức tự lập môn hộ, không tôn triều đình chứ. Đương nhiên loạn thế thiên tượng, quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm mới là nguyên nhân lớn nhất. Thiên tượng chiếu rọi địa tượng, mà địa tượng chiếu rọi nhân tượng. Thần Tấn Vương Triều thiên hạ đại loạn, đã là chuyện tất nhiên. Lần này nhập bảng tổng cộng có 100 thế lực cao cấp nhất, trong đó không chỉ có tất cả các đại tiên môn, gia tộc, quý tộc lưu phái, mà ngay cả mấy tiểu quốc chung quanh phụ thuộc vào thần Tấn Vương Triều cũng có thế lực nhập vi. Thần Tấn Vương Triều to lớn vô biên, tiên môn và gia tộc rất hiếm có tựa như hạt cát trong sa mạc, có thể được đứng vào top 100. Tuyệt đối đều là thế lực lớn đỉnh tiêm, uy chấn một phương. Phong gia có thể được đứng vào thứ 19 cũng là vì có một vị chân nhân tọa chấn, nếu không có chân nhân, chỉ sợ còn không có tư cách nhập bảng. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo vẻ ngưng trọng nói. Địa tử phủ và Bắc Cương phủ lần lượt náo động, chẳng lẽ triều đình không ra mặt trấn áp sao? Đây là chuyện không bình thường, phải biết rằng thần Tấn Vương Triều có thể lập quốc hơn 6.000 năm không suy. Nội tình tuyệt đối khủng bố, 6.000 năm này cũng đã gặp qua nhiều lần đại biến. Trong đó có một lần thất phủ đều rơi vào tay giặc, triều đình chỉ giữ vững vị trí Trung Hoàng Phủ, về sau hoàng tộc có tuyệt đại nhân kiệt xuất thế, cuối cùng trấn áp được náo luyện. Người kia chính là nữ đế Long Khương Linh. Vào thời đại kia, không biết có bao nhiêu kiêu hùng chết ở trong tay của nàng, mà ngay cả chân nhân cũng bị giết mấy người, cuối cùng biến thành nữ đế người trong thiên hạ đều sợ hãi. Ở thời đại kia, nàng chính là vô địch. Thần Tấn Vương Triều sóng to gió lớn gì lại chưa trải qua, không có khả năng chẳng quan tâm đến phản loạn. Phong Mặc lắc đầu, nói. Thần Tấn Vương Triều tuy rằng không sợ khiêu chiến, nhưng lại sợ hãi thiên tượng cũng đã cho thấy, quần long phệ thiên như vậy đây chính là đại biểu cho ý của Thượng Thiên,
cho dù hiện giờ Thần Tấn Vương triều toàn lực trấn áp hai phủ này thì nhất định cũng sẽ xuất hiện địch nhân mới. Chẳng lẽ cứ mặc cho các nơi náo động sao? Phong Phi Vân nói. Phong Mặc Thần bí cười. Thần Tấn Vương triều đang đợi, Thái Vi, xuất hiện. Quần Long Phệ Thiên, Thái Vi thủ tâm. Phong Phi Vân nói. Phong Mặc nhẹ gật đầu, nói. Thiên ý không thể làm trái A Hát, mặc dù là Tần Đế đoán chừng cũng đang vì thế mà nhức đầu, cho nên hắn phải mau chóng tìm được Thái Vi. Chỉ có nắm giữ Thái Vi trong tay của mình, tiếp theo trấn phục Quần Long, cũng như Long Khương Linh năm đó, dùng lực lượng một người, khởi động toàn bộ Thần Tấn Vương triều. Phong Phi Vân nói. Phong Mặc càng ngày càng ưa thích Phong Phi Vân rồi, không chỉ thiên tư cao tuyệt, hơn nữa còn thông minh hơn người, lại nói. Triều đình cũng không phải là loại ngồi chờ chết, đã làm ra kế sách ứng đối. Phong Phi Vân hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói. Thần Tấn Vương triều đại thế lực bài danh bảng. Đúng vậy, bảng này tuy rằng không phải triều đình soạn, nhưng bảng vừa ra, toàn bộ tu tiên giới đều một mảnh xôn xao. Tu tiên giả cũng là người, cũng hám danh và lợi, được bài danh cao trên bảng đơn, tự nhiên cũng sẽ đắc chí, mà ngay cả môn nhân dưới trướng cũng sẽ ưỡn cao lồng ngực ra ngoài, tựa hồ tài trí hơn người. Nhưng thế lực bài danh thấp, hoặc không nhập bảng thì ai lại chịu phục? Phong Mặc vẫn mang theo dáng tươi cười, nói. Một chiêu này không thể nói là không cao A Hát. Phong Phi Vân nói, đích thật là cao minh, giữa hai thế lực lớn đỉnh tiêm, ai cũng không biết ai cường đại hơn, xếp hạng thứ 6 khẳng định không phục xếp hạng thứ 5, xếp hạng thứ 5 cũng tuyệt đối không phục thứ 4. Chỉ là một cái bảng lại khiến cho tu sĩ trong thiên hạ đấu đá lẫn nhau, như vậy triều đình ứng đối cũng sẽ thong dong hơn rất nhiều. Phong Mặc nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Thế thì không nhất định. Dù sao mỗi tiên môn khẳng định đều có trí sư trí tuệ siêu phàm, không có khả năng không nhìn ra chút tiểu xảo kia của triều đình. Lại nói Thần Tấn Vương triều địa vực khổng lồ, hai thế lực đỉnh tiêm cách xa nhau mấy vạn dặm cũng là chuyện thường, cho dù có mâu thuẫn, cũng không cách nào trở nên gay gắt được. Phong Mặc gật đầu cười, nói. Cho nên, Tần Đế liền phát ra một chiếu lệnh, mời tài tuấn thiên hạ tề tụ ở Thần Đô, lựa chọn phò mã cho La Phủ công chúa. Cái gì? Phong Phi Vân nhìn không được nghẹn ngào. La Phù công chúa chính là một vị công chúa được Tần Đế yêu thích nhất, càng là một trong mấy nữ tử ưu tú nhất trong thiên hạ, trên người có vô số vầng sáng. Thần Tấn Vương triều đệ tứ mỹ nhân, thiên tài cấp bậc sử thi, con gái Hoa Thần Phi, đại khí vận giả lưu danh trên thánh bi. Bất luận ưu điểm nào trên người nàng lấy ra đều khiến nữ tử trong thiên hạ phải theo đuổi, gia nhân như thế không biết có bao nhiêu nhân kiệt thiên kiêu thèm thuồng, đạo chiếu lệnh này ban ra. Chỉ sợ là tuyệt đại thiên kiêu khắp thiên hạ đều sẽ tề tụ ở Thần Đô. Phong Phi Vân thật lâu sau, mới dẹp loạn gợn sóng trong lòng, nói. Một chiêu này càng thêm lợi hại, quả thực là một lần hành động được cả năm. Nói thử xem. Phong Mặc nói. Phong Phi Vân nói. Thứ nhất, anh kiệt thiên hạ tề tụ Thần Đô, như vậy, Thái Vi, khẳng định cũng sẽ đến, đây có lẽ là một trong các dụng ý của hoàng tộc. Thứ hai. Tất cả nhân vật thiên kiêu các thế lực đều đi Thần Đô, như vậy sẽ xảy ra mâu thuẫn với nhau, sinh thù với nhau, ví dụ như mâu thuẫn của đại thế lực bài danh cũng nhất định sẽ thăng cấp ở Thần Đô. Thứ ba, ta và La Phù công chúa coi như đã gặp mặt vài lần, nàng tuyệt đối là một vị thiên chi kiều nữ, luận mưu lược, luận thủ đoạn, luận tài trí, luận cao ngạo, toàn bộ tài tuấn Thần Tấn Vương triều, người có thể ngăn chặn được nàng chỉ sợ vẫn còn chưa xuất thế. Coi như là lấy nàng làm vợ. Vậy thì cũng không thể nắm nàng ở trong tay, rất có thể sẽ bị nàng nắm giữ trong tay. Thứ tư, nếu là thật sự thông gia thành công, triều đình kỳ thật cũng nhận được một vị minh hữu cường đại. Thứ năm, cũng là trọng yếu nhất, những tuyệt đại anh kiệt này đi Thần Đô. Còn có thể sống được ra khỏi Thần Đô sao? Nụ cười trên mặt Phong Mặc càng ngày càng thịnh, rất vừa ý vì Phong Phi Vân có thể cân nhắc chu toàn như vậy, nói. Những điều này, kỳ thật tất cả mọi người đều rõ. Nhưng lại không thể không đến. Phải biết rằng hiện giờ Thần Đô đang phát sinh chuyện thái tử và công chúa tranh giành thái tử vị. La Phù công chúa sau khi lưu danh trên thánh bi đã nhận được rất nhiều thế lực trong triều đình ủng hộ, trong mơ hồ đã có xu thế chiếm thượng phong, nếu để cho La Phù công chúa trừ đi thái tử, vậy thì cưới được không phải chỉ là một vị công chúa, mà là một vị nữ đế tương lai. Dù sao Thần Tấn Vương triều vẫn vững vàng như trước, muốn bị người bị diệt, nói dễ vậy sao?
hiện giờ tất cả đại tu tiên thế lực kỳ thật vẫn là lấy thần tấn vương triều làm trung tâm, có thể leo lên, dĩ nhiên sẽ tận lực leo lên rồi. Ai cũng không thể cam đoan Long La Phù không phải là Long Khương Linh tiếp theo. Phong Phi Vân nói. Cho nên, mỗi một vị thiên kiêu, coi như là tranh đến bể đầu, cũng muốn lấy La Phù công chúa về nhà. Phong Mặc hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói. Lão Tổ muốn ta đi thần đô. Thần đô ngươi tự nhiên nhất định phải đi, nhưng ta sẽ không bức ngươi đi cạnh tranh phò mã, mà có một kiện khác muốn ngươi đi làm. Phong Mặc nói. Gánh nặng trong lòng Phong Phi Vân liền được giải khai, nói. Chuyện gì? Lúc này Vạn Hương Sầm từ bên ngoài đi đến, uyển chuyển động lòng người, khuynh thành tuyệt mỹ, một bộ váy xanh đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Mặc Vân vê ngón tê một đạo linh mang theo đầu ngón tay bay ra, trong linh mang bao vây lấy một cái hộp huyền ngọc màu đen dài một thước, tựa như một cỗ quan tài cỡ nhỏ, ầm ầm rơi vào trước mặt Phong Phi Vân. Trên hộp huyền ngọc này khắc đầy lấy cấm vân, còn vẽ hai cái quỷ tượng, tuy rằng nắp đóng chặt, nhưng là Phong Phi Vân linh giác hơn người, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một tà khí khổng lồ từ bên trong truyền ra, khiến người phải run sợ. Phong Mặc nói, mang theo kiện lễ vật này, đi thần đô gặp mặt với truyền nhân kiệt xuất nhất binh tiền thi động, Ngọa Long Sinh, thương thảo chuyện Phong gia kết minh với binh tiền thi động. Binh tiền thi động và tử minh thi động, âm hư thi động, đều là một trong mấy thi động truyền thừa xa xưa nhất Bắc Cương Phủ, nội tình cường đại đáng sợ, bị người trong thiên hạ đố kỵ kiêng kỵ. Gặp mặt ở nơi nào? Phong Phi Vân nói. Rất hiển nhiên Phong gia và binh tiền thi động khẳng định đã đạt thành nhận thức chung nào đó, cũng sớm đã trao đổi thỏa đáng. Phong Phi Vân lần này đi, cũng chỉ là đại biểu cho một đời tuổi trẻ gặp mặt, ký kết hiệp nghị nào đó, trao đổi tín vật kết minh. Phong Mặc nói. Việc này Hương Sầm sẽ thay ngươi an bài. Phong Phi Vân có chút chau mày, đã sớm nghe nói Vạn Hương Sầm chính là con gái tư sinh của một động chủ thượng cổ thi động nào đó, xem ra chính là binh tiền thi động rồi. Chỉ là trong lòng Phong Phi Vân còn có chút nghi kỵ, Phong gia ở phía nam Nam Thái Phủ, binh tiền thi động ở phía bắc Nam Thái Phủ, hoàn toàn là hai cực đoan, liên minh giữa hai bên dường như ẩn chứa chút sâu xa nào đó. Nếu hắn đã không nói thêm gì, vậy Phong Phi Vân cũng không hỏi, hắn thu cái hộp huyền ngọc kia vào giới linh thạch, liền quay người ra khỏi Thiên Luân Cung. Suốt một năm, rốt cục có thể rời khỏi đây rồi, trong lòng Phong Phi Vân tràn đầy chờ mong, thiên hạ anh kiệt khẳng định đều tề tụ ở thần đô, đây tuyệt đối là một hồi phong vân tế hội. Bằng hữu và địch nhân tề tụ, lại sẽ va chạm ra hỏa hoa thế nào đây? Bằng hữu, Phong Phi Vân nghĩ tới Vô Hà công tử, Tất Ninh Xuất, cũng không biết bọn hắn có đi hay không. Tất Ninh Xuất nếu thoát khỏi tay vị hôn thê của hắn thì nhất định sẽ đi tham gia náo nhiệt, loại thịnh hội này sao có thể thiểu một kẻ cắp như hắn chứ? Phong Phi Vân lại nghĩ tới Nam Cung Hồng Nhan, nàng có lẽ cũng sẽ đi. Từ Nam Thái Phủ tiến đến thần đô, đường xá xa xôi, phải vượt qua mấy mười vạn dặm. Coi như là đi xa nhà rồi, Phong Phi Vân đi tới chỗ Gia Gia và Đại Bá, Nhị Bá cáo biệt về sau, mới lên đường rời khỏi Huyền Tinh Phúc Địa. Phong Phi Vân gặp được Tam Đương Gia, rốt cuộc cũng biết được lão này rõ ràng lại là Gia Gia của Gia Gia mình. Trước lúc trời tối, Phong Phi Vân rốt cuộc ra khỏi Huyền Tinh Phúc Địa, đi theo chỉ có Vạn Hương Sầm, hai nha hoàn, bốn tên hộ vệ Mặc Thiết Khải. Nha hoàn và hộ vệ cũng không phải nhân vật tầm thường. Hai nha hoàn chính là nữ truyền nhân kiệt xuất Tử Vân Động Thiên, chính là hai song bào thai, đều là cảnh giới thần cấp đại viên mãn, tên là Tử La Lan và Tử La Tâm. Bốn hộ vệ kia chính là từ trong đệ tử hạch tâm Phong gia chọn lựa ra, đều là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Tuy rằng, Phong gia của cải mỏng, nhưng công phu mặt mũi vẫn phải làm tốt, dù sao lần này chính là đi thần đô, nếu quá khó coi chẳng phải sẽ ném đi thể diện Phong gia sao. Thế lực tu tiên xếp hạng thứ 19 ở thần tấn vương triều, không thể bị người xem thường được. Đầu đầu đại đạo thông thần đô. Thần đô ở vào trung tâm thần tấn vương triều, chiếm cứ số mệnh, đứng trên thiên vận, là thiên hạ trung chủ chi địa, tích thiên hạ long mạch chi thủ. Trung Hoàng Phủ, bên bờ Tấn Hà. Đã từng tên là Tấn Đô, sở dĩ đổi thành thần đô đó là vì hơn 4.000 năm trước, có người ở bên bờ Tấn Hà đào ra một cái tượng thần cao 1874 trượng. Thần tượng xuất thế, thiên hạ chấn động, lập tức liền đổi Tấn Đô thành thần đô, dùng hợp thiên ý. Thần tượng đứng ở bên bờ sông lớn, nguy nga mà nước cuộn trào, bao quát thiên hạ, khinh thường thương khung,
lúc trước có một vị công chúa hoàng tộc cắt tóc làm ni, ở quanh thần tượng xây ra một am ni cô, tên là Khâu Am. 4.000 năm trước Khâu Am chỉ là một gian nhà tranh, hôm nay Khâu Am đã phát triển lớn mạnh thành một tòa Phật môn thánh địa. Những điều này đều là Phong Phi Vân nghe Vạn Hương Sầm nói. Có lẽ còn một ngày nữa là sẽ đến Khâu Am rồi thì cách thần đô chỉ còn nửa ngày đường thủy thôi. Vạn Hương Sầm ngồi ở dưới đèn, khuôn mặt như ngọc, một đôi mắt đẹp lộ ra đặc biệt thanh tịnh, như hai khỏa thủy tinh. Ngoài khoang thuyền, vang lên tiếng sóng nước vỗ tới, có dạ vụ từ chỗ cửa sổ giật tán đến, làn khói như sợi thô. Hiện giờ đang ở trên Hồng Nha phi hạm tiến về thần đô, đi thuyền trên Tấn Hà, ra khỏi Nam Thái Phủ đã được chừng nửa tháng, đã tiến vào địa vực Trung Hoàng Phủ. Hồng Nha phi hạm có thể ngày đi 3 vạn dặm, so với tốc độ phi hành của tu sĩ cảnh giới thiên mệnh còn nhanh hơn, đại luyện khí sư hao phí mấy trăm năm, dùng ngàn vạn cân linh tài mới có thể luyện ra được một chiếc như thế. Người tu hành vượt qua phủ đi xa thì nhất định phải nhờ vào Hồng Nha phi hạm. Hồng Nha phi hạm hấp thụ huyền dương tinh hoa của mặt trời làm năng lượng, ban ngày tốc độ đi sẽ nhanh nhất, mà ban đêm thì tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều, giờ phút này vừa tiến vào đêm không lâu, tu sĩ trên Hồng Nha phi hạm đều đã tiến vào tu luyện, chỉ có số ít tu sĩ trẻ tuổi chưa từng xa nhà còn đứng ở trên bong thuyền cao 100 mét ngắm trăng rằm. Phong Phi Vân nói, thần tượng cao 1874 trượng, còn là ở bên bờ sông đào ra, cái này nhất định phải đi xem một chút mới được. Vạn Hương Sầm cười nói, phàm là tu sĩ đi thần đô đều sẽ không có người đi bái thần tượng, gần đây tuổi trẻ tài tuấn tiến về thần đô quả thực quá nhiều, ngày mai ở Khâu Am nói không chừng có thể gặp được không ít nhật vật trẻ tuổi cấp bậc đỉnh tiêm cũng nên. Vậy thì chuyện không liên quan đến ta rồi. Phong Phi Vân đi vào thần đô, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ mà Phong Mặc giao cho, thuận tiện biết một chút về thiên cổ đệ nhất thành phồn hoa trong truyền thuyết, những thứ khác hắn thật sự không nghĩ nhiều. Vạn Hương Sầm chợt liền rời đi, tiến vào trong phòng của mình nghỉ ngơi, lần đi thần đô này nàng không được thích ý như Phong Phi Vân, có rất nhiều thứ đều phải do nàng tự mình an bài. Thật không hổ là từng là đệ thất điện điện hạ, rõ ràng có thể thản nhiên đêm khuya hội đàm với một nam nhân từng cưỡng gian nàng như thế, tâm tình này cũng không phải nữ tử bình thường có thể so sánh được. Phong Phi Vân trên mặt vui vẻ, nhìn chằm chằm vào Vạn Hương Sầm đã đi ra, mũi khẽ hít thật sâu. Trong không khí còn lưu lại mùi thơm mê người trên thân thể nàng. Nếu là nữ tử khác, sau khi bị cưỡng gian cho dù không muốn chết thì cũng tuyệt đối không dám liếc nhìn nam nhân từng cưỡng gian mình, nhưng Vạn Hương Sầm lại thản nhiên như thế, vẫn cùng Phong Phi Vân trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ riêng điểm này mà nói, Vạn Hương Sầm đã đáng sợ hơn đám nữ tử Kỳ Thương Nguyệt, Lục Ly Vi, Bạch Như Tuyết rất nhiều, không vui mừng lộ rõ trên mặt, không bị hận ý và khuất nhục khiến bản thân mất đi lý trí. Phong Phi Vân âm thầm cảnh giác đối với Vạn Hương Sầm, trong lòng khuyên bảo bản thân, đây chính là một vị điện hạ tà tông mà không phải một cô gái yếu ớt chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Sau khi ra khỏi Nam Thái Phủ, Phong Phi Vân mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện, muốn nhanh chóng đột phá thiên mệnh đệ nhị trọng, nhưng tối này dù thế nào cũng không thể nhập định, thật giống như có thứ gì đó đang quấy nhiễu tâm tình hắn vậy. Cuối cùng Phong Phi Vân từ trong phòng đi ra ngoài, đứng ở tầng thứ 6 hành lang gấp khúc bằng thiết mộc màu đỏ. Ngẩng đầu, có thể trông thấy bát quái trận đồ ở trên không kia, còn có linh quang la bàn ở trung ương trận bàn, đây là thứ ngưng tụ động lực và chỉ dẫn phương hướng cho Hồng Nha phi hạm. Dưới hành lang gấp khúc tầng 6 chính là bong tàu dài ngàn mét, một chiếc cự hạm khổng lồ như thế quả thực tựa như quái thú bằng sắt thép đang ngao du trên sông lớn vậy. Ngày mai, thai chủ tử của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sẽ đi Khâu Am thượng hương cầu phúc. Chủ nhân ra lệnh cho chúng ta vô luận như thế nào cũng phải bắt lấy nàng, bí mật mang về thần đô. Một thanh âm hơi âm trầm từ trong một gian thuyền các vang lên. Tuy rằng phía trên thuyền các kia có bố trí kết giới cách âm, nhưng thính lực Phong Phi Vân kinh người cỡ nào, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy được, đặc biệt là sau khi nghe được mấy chữ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thì lại càng để bụng, trong lòng thầm nghĩ. Hồng Nhan có một vị tỷ tỷ, không phải là bị mua vào Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao? Đây chính là nơi gió trang đệ nhất thiên hạ a. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân liền ngưng tụ nhĩ lực, cẩn thận lắng nghe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.